Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 16. Trần Phi mang theo dịch thuật đi rồi, ở Bắc Sơn thị thị trưởng Hoàng Đào cùng với thị kỷ ủy thư ký Trung Bình Tháng dưới sự chỉ huy, vô luận là Vương Nghĩa Phát, Đỗ Sa Binh bọn người bị nhất nhất đã khống chế lên, mang về thành phố. Đến mức huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh mặc dù nhân thân phận bất đồng, cũng không có bị giam, nhưng là còn là đang bị mang đi thành phố. Chờ đợi bọn hắn đúng là luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Tiểu phi ta không phải mới vừa đang nằm mơ chứ? Ngươi thực sự nhận thức thị trưởng, mà ở Thành Dương Cục Công an huyện ngoại, rất hiển nhiên dịch thuật đến bây giờ cũng còn không phản ứng kịp, vẻ mặt ngây người, lắp bắp nói. Không có biện pháp à, đây chính là đường đường Bắc Sơn thị thị trưởng, chút nào không tranh cãi vốn là chánh phủ thành phố nhị bà thủ, có thể trước lại cư nhiên sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt hắn, và lại còn là đứng ở hắn bên này. Hình như là bị trước mắt hắn cái này hắn quen thuộc vừa xa lạ nhà hàng xóm đệ đệ Trần Phi gọi điện thoại gọi tới, lại có thể nhượng hắn không kinh hãi. Dĩ nhiên không phải đang nằm mơ, Lưu Quang Vinh hoàn toàn là trừng phạt đúng tội, ta phỏng chừng nếu không hắn tại nơi Vương Nghĩa Phát phía sau bảo bọc, Vương Nghĩa Phát không dám lớn lối như vậy. Liên công trình khoản cũng dám ác ý khất nợ, Trần Phi nghe vậy khóe miệng một phiết nói. Vậy ta đây công trình khoản, mới có thể muốn trở lại chưa? Mà ở vừa nghe đến Trần Phi nhắc tới cái này chính sự mà, dịch thuật trong nháy mắt cả người một cái giật mình, không nhịn được nói. Phải biết rằng đây chính là tiền A, đối với hắn loại này tiểu dân chúng gia đình thứ trọng yếu nhất, đương nhiên không có khả năng nói không cần là không cần. Dịch thuật ca ngươi để lại 120 tâm đi. Nếu liên thị trưởng đều ra mặt, những người đó còn dám ô dưới ngươi công trình khoản, ta nghĩ, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trừ phi... là bọn hắn trên đầu mũ không muốn dẫn theo còn không sai biệt lắm. Trần Phi vỗ vỗ bộ ngực nói. Điều này cũng đúng, dịch thuật nghe vậy thật thà cười cười, nguyên bản căng thẳng, trung thực trên mặt rốt cục có điều buông lỏng, trong lòng cũng theo tùng một cái đại khí. Thành thật mà nói, có thể hắn cả đời này cũng không có trước vài 10 phút khẩn trương như vậy quá. Quả thực tim đập 100% gia tốc, hô hấp đều nghĩ chắc trở. Dù thế nào cái này đã không sao. Công trình khoản đến lúc đó cũng có người chuyên môn liên hệ ngươi, dịch thuật ca nếu không ngươi trước hết đi thôi, ta còn có chuyện cần đơn độc xử lý một chút. Trần Phi nhìn cách đó không xa có xe taxi hướng bọn họ nháy đèn, nhất thời vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ta đây tựu đi trước. Dịch thuật cho rằng Trần Phi muốn đi cùng Hoàng thị trưởng đám người ôn chuyện, đương nhiên không dám lắm miệng, ngồi trên xe taxi ly khai. Mà Trần Phi ở thấy tình cảnh này, cũng rốt cục khóe miệng nổi lên lau một cái mỉm cười nhàn nhạt. Sau một khắc, ngẩng đầu quét một vòng không trung độc ác thái dương, tiện tay ngăn lại một chiếc đi ngang qua xe taxi, hướng về cùng nhà hoàn toàn hướng ngược lại chạy tới. Ngũ Phong Sơn, là Thành Dương huyện phương viên trăm dặm cao nhất núi, ở vào Thành Dương huyện thị khu Tây Bắc 340 trong chỗ, chu vi nhiều là cái gì nông gia nhạc, hương trấn nhà trệt chờ, Trần Phi sư phó tự ẩn cư ở nơi này. Lão nhân ta đã trở về, người người đâu? Xem hắn quen thuộc đi qua hồi hương lầy lội đường nhỏ, leo lên Ngũ Phong Sơn giữa sườn núi, đẩy ra một tòa tọa lạc tại trên đó rộng phổ thông nhà dân đại môn lúc, liền ngay tức khắc nhịn không được cả tiếng hướng các ngươi hô. Phải biết rằng ở đây có thể xem như là hắn người thứ hai từ nhỏ lớn lên địa phương, khi còn bé không biết tại đây ăn bao nhiêu khổ, chảy bao nhiêu mồ hôi, đương nhiên cũng còn để lại rất nhiều chân quý hồi ức. Vì vậy hắn đang xử lý hết dịch thuật ca sự kiện kia sau, tự ngay tức khắc ngựa không ngừng vó tới rồi. Bởi vì hắn sư phụ tự ẩn cư tại đây. Không ai, quái, lão nhân đã chạy đi đâu. Mà khi hắn đi vào chỗ ngồi này sân đi vòng vo thật lớn một vòng, lại phát hiện ngay tức khắc hình như không ai, sư phụ hắn hình như có chuyện gì mà đi ra, nhất thời có chút buồn bực. Lão đầu tử này bình thường đi ra ngoài không đều biết lưu tờ giấy sao. Lần này chuyện gì xảy ra? Trần Phi một bên nói thầm nói, một bên từ bên trong gian phòng tìm ra một tờ giấy cùng bút ở phía trên viết vẽ một chút. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem viết xong nội dung tờ giấy dán tại phía trước sân cửa phòng, sau đó ly khai. Nếu sư phụ hắn không có ở, vậy hắn tự nhiên cũng liền không tiếp tục đợi đi xuống cần phải, ghê gớm ngày mai, hậu thiên lại đến xem đi. Dù thế nào tổng sẽ trở lại. Như vậy. Trần Phi lại hạ Ngũ Phong Sơn, ở chân núi đón một chiếc hắc xe về tới huyện Lý. Rất nhanh, thiên tựu tối xuống, màn đêm buông xuống. Phía dưới này hẳn là cất giấu vật gì vậy đi, nếu không,
lấy thần thức của ta, không có khả năng phản ứng như vậy kỳ quái mới đúng. Trần Phi đứng ở được khen là Thành Dương huyện Lục Bảo Thạch Thúy Hồ bên cạnh, nhìn một mảnh kia an tĩnh dưới hồ nước phương lẩm bẩm. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ trước buổi sáng lúc trở lại, tại đây Thúy Hồ bên cạnh trong cơ thể hắn linh khí kỳ quái phản ứng, cùng với mạc danh kỳ diệu trầm thấp ông Minh Thanh. Coi đây là căn cứ, hắn nghĩ cái này Thúy Hồ phía dưới khẳng định cất giấu vật gì vậy, vì vậy từ Ngũ Phong Sơn trở về hắn liên cơm tối đều không đi về nhà ăn, tự ngay tức khắc thẳng tắp giết bên này. Rất hiển nhiên, hắn đây là muốn xuống phía dưới tìm tòi đến tột cùng a. Thành Dương huyện Thúy Hồ diện tích không nhỏ, vì vậy chỉ có một mặt là dựa vào theo hồ này tu kiến bên hồ công viên, những phương hướng khác đều vẫn tương đối hoang vắng, đặc biệt ban đêm căn bản là không có người sẽ đã qua bên kia đi. Cái này vừa vặn cho Trần Phi cung cấp cơ hội. Phát thông. Mà tự sau đó một khắc, Trần Phi cả người tràn ngập nhàn nhạt bạch quang cư nhiên cứ như vậy nhảy vào Thúy Hồ. Ừng ực, đêm tối Thúy Hồ dưới, lặng lặng không tiếng động, chỉ có một tia một luồng con cá du động thanh âm ở Trần Phi bên tai tấu thành quỷ dị chương nhạc. Rất hiển nhiên đây là thân là người tu chân kỳ dị thủ đoạn, cư nhiên có thể tránh nước nhập hồ, hơn nữa có thể rõ ràng thấy đáy hồ tất cả. Cảm giác này, hình như thật là cái gì khó lường gì đó, cư nhiên vẻn vẹn chỉ là cảm giác được, là có thể nhượng trong cơ thể ta linh khí như vậy nhảy nhót, thực sự là thật bất khả tư nghị. Theo Trần Phi dần dần thâm nhập, hắn từ từ cảm giác được một ấm áp lực lượng thần bí hiện đầy Thúy Hồ đáy, thậm chí còn khiến trong cơ thể hắn linh khí có vẻ rất nhảy nhót, điều này làm hắn khó có thể tin. Phải biết rằng trong cơ thể hắn năng lượng có thể không bình thường, mà là trong truyền thuyết được khen là chính mình hủy thiên diệt địa lực lượng người tu chân, cái loại này tồn tại độc hữu linh khí. Nhưng bây giờ, đáy hồ vật kia lại cư nhiên có thể làm cho trong cơ thể hắn linh khí cảm thấy nhảy nhót. Lẽ nào, là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo phải không? Phải biết rằng tại nơi vị tu chân giới cao nhân lưu cho truyền thừa của hắn trong, quả thật có ghi chép nhắc tới, có một loại thiên địa hết sức thăng hoa bảo vật, tên là thiên tài địa bảo, là sở hữu người tu chân cộng đồng truy đuổi mục tiêu. Bởi vì, chúng nó có thể bang trợ người tu chân để thăng tu vi, thậm chí còn ủng hữu trùng trùng bất khả tư nghị diệu dụng, cực kỳ chân quý. Mà trên thực tế, ở Hoa Hạ cổ Tần hướng trước đây, ở trong trời đất này quả thật có thiên tài địa bảo tồn tại qua dấu hiệu, kèm theo các loại bất khả tư nghị truyền thuyết. Có thể theo năm đó chàng đại loạn, mới hoàng chém long mạch, nghịch thương sinh, đoạn tuyệt thiên địa linh khí, những cái này phiến tinh không dưới năng lượng cấp tốc suy bại lên, thế cho nên sau lại lúc đó có chừng số ít đắc đạo người tập thể trốn đi, bước trên bí cổ đường, tìm kiếm một đường sinh cơ. Đến mức hôm nay, thiên địa linh khí không có, đắc đạo người không có. Thiên tài địa bảo tự nhiên cũng tiêu thanh tuyệt tích. Vì vậy Trần Phi lúc này mới có thể có vẻ như vậy giật mình. Bởi vì nếu là nơi này muốn thật có một gốc cây thiên tài địa bảo hoa, mặc dù là cấp thấp nhất, cũng đem đúng trước mắt hắn tu vi có không cách nào tưởng tượng cự trợ giúp lớn. Kỳ sức dụ dỗ căn bản không cách nào chống đối. Tìm một chút nhìn, hẳn là khẳng định ở nơi này Thúy Hồ xuống đi. Trần Phi tại đây Thúy Hồ dưới điên cuồng tìm kiếm, cẩn thận lục lọi vết tích. Vân vân chờ đã, đó là. Đột nhiên, Trần Phi khóe mắt dư quang phát hiện đến tại đây Thúy Hồ dưới nơi nào đó, lại có như vậy mảy may hơi yếu tia sáng nhộn nhạo, một màn này nhất thời làm hắn hô hấp gấp gáp, trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển đi đến lý tưởng nhất trạng thái, hướng về cái hướng kia lao xuống một khoảng cách, bất ngờ phát hiện nơi đó có một cái cận chứa chấp một người thông qua động quật. Quang chính là từ bên trong phát ra. Chính là nơi này. Trần Phi Liota có chút đôi môi khô khốc, trong ánh mắt lại hiện ra lau một cái nồng nặc vẻ kích động. Theo chỉ thấy kỳ cả người bạch quang hơi lóe lóe, sau đó cả người lại hình như hóa thành một đạo bay nhanh bạch mang, không chút do dự lướt vào động quật. Khiến Thúy Hồ quyển hạ nổi lên quỷ dị cuộn sóng. Ông, theo Trần Phi lướt vào động quật nội, lại có một loại tương tự với hung biêu, xà hủy chờ lưu lại từ trận mùi tanh xông vào mũi, làm người ta sởn tóc gáy. Thế nhưng trước quỷ dị ông Minh Thanh cũng theo lần thứ hai vang lên, hơn nữa lúc này đây còn trở nên không gì sánh được rõ ràng, khiến Trần Phi cắn răng tiếp tục lao xuống thâm nhập. Đó là, đã có thể sau đó một khắc hắn đã thấy đến làm hắn không gì sánh được ngạc nhiên một màn. Ông, chỉ nghe được quỷ dị kia ông Minh Thanh tại đây Thúy Hồ đáy động quật nội không ngừng mà quanh quẩn, thật giống như có lực lượng thần bí vậy, xây dựng ra đạm lam sắc phần nước, kéo dài về phía trước, ba quang lân lân. Quang ảnh đan sen.
mà ở đạm lam sắc vằn nước kéo dài về phía trước đầu cùng, rõ ràng là một gốc cây thần kỳ cây nhỏ. Cây kia thoạt nhìn bất quá mới cánh tay kích thước, nhưng lại cành phồn lá tốt, linh quang bay lả tả, trong lúc mơ hồ có thể thấy được hai ba khỏa mặt trời nhỏ tựa như phát quang, kim sán sán một mảnh. Cái này, đồ chơi này vâng, kim thiềm nguyệt quả. Trần Phi không dám tin há to mồm, cũng không nhịn được lấy tay khắp bản thân một chút. Bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện, đồ chơi này hắn hình như nhận thức. Tại nơi vị tu chân giới cao nhân sở sinh hoạt tu chân giới trong, bọn họ đem sở hữu thiên tài địa bảo đô thống một phân chia thành 5 cái đẳng cấp, vừa nhân, địa, thiên, tiên, thần. Sau đó mỗi cấp lại mảnh rẻ chia làm tam phẩm, vừa thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Mà hắn lúc này nhìn thấy bụi cây này thần kỳ cây nhỏ, rõ ràng là tại tu chân giới trung phi thường nổi danh nhân cấp trung phẩm thiên địa linh tài kim thiềm nguyệt quả. Cư nhiên thực sự là thiên địa linh tài. Hắc, hắc hắc, vóc người xuất, lão thiên gia đều nể tình. Thực sự là ta nói không ta a. Trần Phi nhất thời ngốc cười rộ lên, vẻ mặt thiếu đánh dáng dấp. Phải biết rằng đây chính là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo a. Tại đây mới hoàng chém long mạch sau hiện đại cằn cỗi tinh không dưới, không khác là quốc bảo cấp bậc cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ có như vậy, đối với Trần Phi loại này thuần chánh người tu chân mà nói, vật ấy còn có khó có thể tưởng tượng công hiệu thần kỳ. Đó chính là đề thăng tu vi. Không sai, chính là đề thăng tu vi. Thử nghĩ cấp thấp nhất nhân cấp hạ phẩm thiên địa linh tài, đều vô cùng có khả năng đưa hắn kể từ lúc này luyện khí tam trọng đề thăng tới luyện khí tứ trọng, như vậy bụi cây nhân cấp trung phẩm cấp bậc kim thiềm nguyệt quả càng không cần phải nói. Có dược hiệu tuyệt đối kinh người, có thể nói là chí bảo a. Giống. TTT. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp chói tai xà khiếu vang vọng động quật, xuyên kim nứt đá, nhọn phi thường duệ, đồ có một loại đáng sợ xuyên thấu tính, chấn đắc Trần Phi màng tai làm đau, cũng khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt tự thay đổi. Bởi vì trước mắt có không sạch sẽ quái vật lớn kéo tới, sau đó khủng bố khí lực hướng phía thân thể hắn đấu đá tới. Cái này mẹ là cái gì? Trần Phi chỉ cảm giác mình sởn tóc gáy, cả người lông tơ dựng đứng. Hắn là thật không nghĩ tới tại đây Thúy Hồ đáy thần bí động quật nội, không chỉ có cất giấu trong truyền thuyết thiên tài địa bảo kim thiềm nguyệt quả. Lại nhượng còn có như vậy một cái đáng sợ xa hủy, hình thể khổng lồ, phun ra nuốt vào tinh yên, tiếng gào thét dọa người. Đây quả thực cùng trong truyền thuyết mãnh thú không giống. Giống. TTT. Cả người không sạch sẽ dưới nước xà hủy bộc phát ra một đạo lăng liệt gào thét, chợt vằn nước trong chấn động khởi chói tai minh âm, đuôi như roi thép vậy hướng phía Trần Phi lấy núi cao băng xu thế đập tới, nhấc lên dưới nước long quyển tuôn ra, gợn sóng thao thao, thiếu chút nữa nín Trần Phi không thở nổi. Phải biết rằng, hắn lúc này có thể là hoàn toàn dựa vào trong cơ thể linh khí. Mới có biện pháp cách làm tránh nước nhập hồ, thấp không dính thân, nhưng bây giờ, có như vậy một cái đáng sợ xà hủy phía trước, nhất thời phảng phất cho hắn vô cùng vô tận áp lực cực lớn, khiến kỳ sắc mặt chợt biến, không chút do dự điên cuồng chạy ra Thúy Hồ đáy động quật. Cút ngay cho ta! Oanh! Trần Phi mão cổ cả người khí lực, trong cơ thể linh khí phảng phất không lấy tiền vậy trào hướng quyền trưởng, thật giống như tại đây trong sát na cả cái cánh tay đều biến ảo thành nhu ánh sáng màu trắng. Hướng phía sau hung hăng vung, nhất thời cùng con rắn kia hủy roi thép vậy đuôi bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng đánh, trong lúc mơ hồ hỏa hoa văng khắp nơi, sau đó càng nhấc lên một trận chấn động sóng to. Phốc suy, Trần Phi chỉ cảm giác mình cánh tay thật giống như đụng phải sắt thép vậy, một khó có thể tưởng tượng trùng kích cùng lực phản chấn thôn vệ hắn, nhượng cánh tay hắn thiếu chút nữa phế bỏ, sau đó há mồm phun ra một ngụm lớn máu đen, nhuốm máu đáy hồ. Sắc mặt của hắn cũng mắt thường có thể thấy được tái nhợt. Mẹ, người này rốt cuộc là quái vật gì? Cư nhiên tùy tùy tiện tiện một kích là có thể trọng thương ta. Trần Phi trong con ngươi tràn ngập thần sắc kinh hãi, cũng nữa không dám suy nghĩ gì động quật nội kim thiềm nguyệt quả, điên cuồng thoát đi. Bởi vì hắn biết nếu bản thân không đi nữa, chỉ sợ cũng thật sự có khả năng đi không xong. Phải biết rằng lấy hắn hiện thực lực hôm nay, tối thiểu cũng có thể sánh ngang nhất lưu cao thủ đỉnh, nói cách khác mặc dù là phổ thông súng ống bắn ra đạn. Cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, quái vật kinh khủng xà hủy vẻn vẹn chỉ là bằng vào thân thể lực, một đuôi ba vẫy đến mà thôi, thiếu chút nữa nhượng hắn táng thân ở bóng tối này lạnh như băng Thúy Hồ đáy. Cái này lại có thể không cho hắn giật mình. Hắn thấy, đầu kia khủng bố dưới nước xà hủy tuyệt đối đã chính mình có thể so với tiên thiên cường giả thực lực.
Hơn nữa không chỉ có như vậy, nó còn thân kiên nhược thiết, thiết mâu đều khó khăn lấy đâm thấu, đuôi càng dường như roi thép vậy dắt cuốn cự lực. Còn có tối chuyện trọng yếu nhất vâng, tại đây dưới nước, hoàn toàn chính là của hắn sân nhà, vì vậy chỉ sợ cũng xem như là thật có tiên thiên cường giả đích thân tới, cũng không thấy là đối thủ của hắn, cực kỳ đáng sợ. Trách không được Kim Thiềm Nguyệt Quả vẫn không bị người phát hiện. Nguyên lai phía dưới này lại vẫn cất giấu một con như vậy đại quái vật, có thể phát hiện nó người, hơn phân nửa đều đã chết đi. Trần Phi một bên điên cuồng thoát đi, một bên khóe mắt còn phiết theo động quật nội thông đạo này tương tự với đầu khớp xương vật thể, không khỏi khóe miệng lộ ra nồng nặc cười khổ. Rất hiển nhiên hắn vừa rồi chỉ lo vui vẻ, hoàn toàn đã quên vị kia tu chân giới cao nhân trong truyền thừa kỳ thực có hoa tuyệt bút mực nhắc nhở. Phàm là thiên tài địa bảo, kỳ chu vi nhất định sẽ có mãnh thú thủ vệ. Hoặc núi tinh quỷ quái, hoặc trùng hủy kiêu vũ. Dù thế nào chính là tuyệt không khả năng như vậy đơn giản đạt được, thậm chí trái lại còn có khả năng chôn vùi tính mệnh, loại này ví dụ rất nhiều. TT. Ngay hắn âm thầm cười khổ, điên cuồng chạy trốn, không sạch sẽ quái vật lớn thân ảnh cư nhiên lại một lần nữa kéo tới, đỏ thắm đôi mắt như người đầu vậy thật lớn, không sạch sẽ sặc người, tinh phong xông vào mũi. Sắp đến phụ cận lúc mở bồn máu miệng khổng lồ tự cắn xuống tới, khiến Trần Phi nhìn không được sắc mặt cuồng biến. Hắn biết, tại đây dưới nước, hoàn toàn tự là đối phương sân nhà, chớ nói chi là đầu kia quái xà còn chính mình tuyệt đối kiêu ngạo ở tiên thiên cường giả thực lực, điều này làm cho hắn trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Tinh thần buộc chặt tới cực điểm. Oanh, oanh, oanh. Nhưng đã như vậy, Trần Phi tự nhiên cũng còn không có buông tha. Mão chân toàn thân khí lực điên cuồng nện xà hủy đầu, kỳ thế như hoàng hà tuyệt đề, núi cao đổ nát, bạo tạc đến cực điểm, cuối cùng cũng miễn cưỡng tranh thủ đến rồi một đường sinh cơ, tại nơi chỉ mảnh treo chuông chạy ra khỏi thúy hồ đáy động quật thông đạo. Hắn thấy, nếu quái xà kia có thể tại đây thúy hồ đáy sinh tồn lâu như vậy, nhưng lại chưa bị ngoại giới phát hiện, rất hiển nhiên, tất có một bộ quy tắc có sẵn cách sinh tồn. Tỷ như cũng sẽ không ly khai thần bí kia động quật mới đúng. Nếu không, lấy hiện nay xã hội loại này công nghệ cao phát triển trình độ, chính là một cái thúy hồ căn bản không khả năng giấu ở bí mật, mà nếu như vậy, hắn một khi bị người phát hiện, nhất định sẽ kinh động quốc gia. Đến lúc đó mặc cho nó chính mình tiên thiên cường giả thực lực cũng không nhiều lắm tác dụng. Nhân vì quốc gia chắc chắn sẽ không theo đuổi to lớn như vậy tai họa ngầm tồn tại. Dù sao, mãnh thú thủy chung cùng người không giống với. Không phải tộc của ta loại người, tất có dị tâm. Cái gì, không có khả năng, nó lại vẫn sẽ đuổi theo ra đến. Đã có thể sau đó một khắc Trần Phi sắc mặt lại thay đổi, bởi vì hắn cư nhiên phát hiện quái xà kia dĩ nhiên truy đi ra, lạnh như băng cuộn sóng tuôn ra, khiến nguyên bản bình tĩnh thúy hồ một chỗ mặt hồ đều kịch liệt lăn lộn, áp lực kinh khủng dường như mưa sa chiếu nghiêng xuống, toàn bộ tập trung hướng Trần Phi thân thể. Đáng chết! Trần Phi cái này là thật cảm giác được nguy hiểm tánh mạng. Tai mắt mũi miệng đều ở đây hướng ra phía ngoài rớm máu, hô hấp dồn dập, sắp hít thở không thông. Áp lực này chân thực quá khổng lồ, dĩ nhiên đột phá hắn linh khí vòng bảo hộ phòng tuyến. Thương! Bất quá tựu sau đó một khắc, một đạo ngân mang vậy sợi tơ bỗng nhiên từ xa đến gần, sau đó dĩ nhiên hung hăng quấn tại nơi điều khủng bố quái xà trên người, cư nhiên đem ngắn ràng buộc ở, theo liền có một giọng già nua vang lên, nói tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chạy a! Mà theo đạo kia thanh âm già nua vang lên, dường như ngân mang vậy sợi tơ lại đang quái xà trên người thong thả co rút lại, giống như là lạnh như băng lưỡi dao vậy ở trên người nó cắt, phát sinh kéo kẹt thọt lét bén nhọn tiếng vang, thanh âm kia cực kỳ bén nhọn chói tai, tia lửa văng gắp nơi, bộc lộ ra từng cái đỏ tươi vết máu. Có thể dù vậy, Trần Phi chỉ là nhìn loại này tràng cảnh ra đầu tê dại, khó có thể tưởng tượng màu ngân bạch sợi tơ đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Nhưng vấn đề là, quái xà kia thân thể cư nhiên vẫn là không có huyết lưu ra, không có thụ thương. Đây quả thực làm cho khó có thể tưởng tượng thân thể của nó lực phòng ngự đến tột cùng có đáng sợ dường nào, thậm chí ngay cả như vậy đều không chuyện. TTT. Thương. Mà tự sau đó một khắc, dưới nước khủng bố quái xà phát sinh liên tiếp chói tai hí, dĩ nhiên đem buộc chặt ở trên người nó màu ngân bạch sợi tơ giấy rụa chặt đứt, cùng lúc đó hình như bạo giận lên. Thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên mạnh biến sắc, trong lòng cuồng chiến, bất quá ngay sau đó rồi lại có một đạo ngân mang vậy sợi tơ cắt phản nước tới, cùng quái xà kia cuốn lấy đấu, cùng lúc đó thanh âm già nua lần thứ hai có chút thở hổn hển vang lên nói tiểu tử thối, ta gọi là ngươi chạy mau, không có nghe gặp a.
Sư phụ. Trần Phi nghe vậy một cái giật mình, rốt cục phát hiện thanh âm già nua lại là sư phụ hắn. Sau đó hắn ngay tức khắc không để ý mọi việc điên cuồng thoát đi, sau cùng cuối cùng từ cái này đáng sợ thúy hổ đáy trốn thoát, lên bờ. Hô, hô. Lên bờ sau, Trần Phi một bên sụi lơ ở bên bờ thở hổn hển, một bên cảm giác uể oải bản thân thật giống như thật đi địa phủ đi một lượt, đến bây giờ trái tim kịch liệt nhảy lên cũng không có đình chỉ, bang bang kinh hoàng cái liên tục, khó có thể tưởng tượng hắn vừa rồi trải qua ra sao loại hiểm cảnh. Phanh. Bất quá đầu của hắn lại theo gặp đòn nghiêm trọng, một tay ở trên đầu hắn hung hăng gõ một cái, đau đến hắn ai ui hu gọi. Theo một đạo còng xuống thân ảnh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, áo sơ mi trắng lam quần, vẻ mặt nếp uốn, tóc hoa râm, trong tay còn nắm một cây gậy mất phổ thông cần câu, trừng mắt Trần Phi tức giận nói người tiểu tử thúi này có đúng hay không chán sống. Liên hồ phía dưới đầu kia quái vật đại xà cũng dám chọc. Có biết hay không liên sư phụ người ta đều đấu không lại nó, phía dưới kia hoàn toàn chính là địa bàn của nó, đi một cái chết một người. Sư phụ sao ngươi lại tới đây? Trần Phi ôm đầu dò hỏi. Hắn biết rõ, ngày hôm nay nếu không phải mình sư phụ tới rồi, hắn phỏng chừng coi như là có thể trốn tới cũng khẳng định hạ chàng rất bi thảm, trọng thương cái gì tuyệt đối không phải là tránh không được. Chỉ là, sư phụ hắn làm sao biết hắn tại đây, hơn nữa. Sư phụ hắn còn giống như biết cái kia khủng bố quái xà. Ta thế nào tới, ta không đến tiểu tử ngươi ngày hôm nay sẽ táng tại đây, mất mạng. Trần Phi sư phụ tức giận lắc đầu, theo giọng nói trở nên nghiêm túc nói nhớ kỹ, dưới nước mặt đầu kia quái xà chớ đi chọc nó, bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ chỉ có thể đi cho nó phơi nắng hàm răng. Vâng, sư phụ, bất quá sư phụ lấy thực lực của ngươi, lẽ nào cũng còn không đối phó được nó sao? Ta vừa rồi đi xuống thời gian ở đáy nước phát hiện một cái thần bí động quật, bên trong cất giấu một gốc cây tốt bảo bối. Trần Phi nghe vậy có chút chưa từ bỏ ý định nói. Phải biết rằng đây chính là kim thiềm nguyệt quả a, chân chân chính chính nhân cấp trung phẩm thiên tài địa bảo, nếu là hắn có thể có được nói, tối thiểu cũng có thể dễ dàng tiến vào luyện khí tứ trọng. Mà muốn là vận khí tốt, thậm chí ngay cả luyện khí ngũ trọng cũng không phải là không thể được, vì vậy hắn đương nhiên không muốn buông tha lạc. Tốt bảo bối, người nói bụi cây kia thần kỳ kim sắc thực vật. Trần Phi sư phụ nghe được Trần Phi nói không khỏi nhíu mày, khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái tinh mang nói thần kỳ kim sắc thực vật kết xuất quả thực đúng là tốt bảo vật, năm đó nếu không phải là bởi vì nó nói, ta cũng không có thể đột phá. Bất quá, ở dưới nước đầu kia quái xà thực lực quá mạnh mẽ, và lại động quật nội không gian lại chân thực quá chật hẹp, vô luận như thế nào làm, đều quá mạo hiểm. Cái gì? Sư phụ ngươi ăn xong kim thiềm nguyệt quả, cái này đến phiên Trần Phi giật mình, không nghĩ tới sư phụ cư nhiên ăn xong loại cấp bậc đó thiên tài địa bảo. Kim thiềm nguyệt quả, ngươi biết thần kỳ kim sắc thực vật lai lịch. Trần Phi sư phụ nghe vậy có chút sững sờ nói. Phải biết rằng, mặc dù là lấy hắn kiến thức uyên bác, cũng không biết thần kỳ kim sắc thực vật đến tột cùng lai lịch gì, nhưng bây giờ, hắn cái này tiểu mao đầu đệ tử cư nhiên biết, cũng khó trách hắn sẽ như vậy kinh ngạc. Bởi vì, này chân thực làm cho có chút không cách nào tin tưởng. Ừ, ta quả thực biết một ít, bất quá, lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có phát hiện sao? Tu vi của ta, thực lực, Trần Phi gật đầu, bỗng nhiên nhịn không được dùng một loại tiểu huyền diệu giọng nói. Ở mấy tháng trước ly khai thành Dương huyện thời gian, tu vi của hắn thực lực cũng chỉ có mới vào nhị lưu cổ vũ tả hữu trình độ, nhưng hôm nay, mấy tháng sau... Tu vi của hắn thực lực bất ngờ tăng vào tới nhất lưu cổ vũ giả đình. Cái này tự nhiên làm hắn không nhịn được nghĩ ở sư phụ mình trước mặt huyền diệu một phen. Chứng minh bản thân mấy tháng này có thể là hoàn toàn không lười biếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm một danh tiên thiên cấp bậc cường giả, Trần Phi sư phụ có sức phán đoán đương nhiên không thể nghi ngờ, đủ để xưng là hỏa nhãn kim tinh cấp bậc. Cho nên khi hắn đang nghe đồ đệ mình tiểu huyền diệu vậy giọng sau, trong đầu nhất thời hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh ở thúy hồ đáy một màn kia, khàn khàn trong ánh mắt không khỏi hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Tuy rằng hắn cũng không có toàn bộ hành trình mắt thấy Trần Phi tao ngộ đầu kia quái xà trải qua, thế nhưng, đầu kia khủng bố sinh vật có thực lực hắn lại nhất thanh nhị sở. Lấy Trần Phi mới vào nhị lưu cổ vũ giả trình tự, tuyệt đối không có khả năng từ trong tay đối phương thoát được sinh lộ. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi sư phụ ánh mắt quét một vòng Trần Phi, bỗng nhiên giơ tay lên nói cùng ta đúng một quyền. Kỳ vừa dứt lời,
còng xuống nhỏ gầy thân thể nhất thời mơ hồ hiện ra một loại nếu như hoàng hà vỡ đê vậy khí thế kinh khủng, cũng hình như là cái loại này ngủ say ở sơn lĩnh gian trăm năm bá chủ trọng lâm nhân thế, một quyền khai sơn liệt địa, xuyên kim nứt đá, hung hăng hướng phía Trần Phi pháo oanh ra. Rất hiển nhiên, cùng Trần Phi cái này gà mờ so với, sư phụ hắn đối với hình ý quyền tạo nghệ quả thực đạt tới đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Tùy ý một quyền tựu đáng sợ như thế, như có thể nhấc lên mưa gió vân xu thế, khiến ra đầu tê dại, sắc mặt kinh khủng. Này, lão nhân ngươi đừng đến đánh lén a. Trần Phi thấy thế cũng là mạnh biến sắc, sau đó lập tức tại đây chỉ mảnh treo chuông năm ngón tay khúc trương, hung hăng nắm chặt, chợt trong cơ thể linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động, hiện ra nhũ bạch sắc quang mang, cuồng lãm gió to khởi, cả người khom người yếu mãnh hổ xuống núi vậy quả đấm về phía trước hung hăng một oanh. Oanh! Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng từng quyền đến thịt nặng nề tiếng vang. Trần Phi nhất thời chỉ cảm giác quả đấm của mình đụng vào cực kỳ cứng rắn kim loại bản vậy, không chỉ là có mãnh liệt phản tác dụng lực cấp tốc phản công mà đến, làm hắn thiếu chút nữa bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn, quả đấm còn cảm giác được đau nhức như nước thủy triều sóng vậy kéo tới, làm hắn khóe mắt mạnh quất, cái trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Cái loại cảm giác này giống như là ngón tay của hắn, quả đấm thiếu chút nữa phế bỏ. T, sư phụ quả đấm của ngươi cứng quá. Trần Phi theo một bên sắc mặt tái nhợt hút lương khí, theo một bên không gì sánh được cây Ethiota sợ dù gì nói. Phải biết rằng lấy hắn hiện nay luyện khí tam trọng đỉnh phong thực lực, đây chính là hoàn toàn đủ để sánh ngang nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, thậm chí cự ly nửa bước tiên thiên cũng không xa xôi. Nhưng bây giờ, sư phó hắn nhưng chỉ là tùy tùy tiện tiện một quyền, hơn nữa hơn phân nửa còn là hạ thủ lưu tình dưới tình huống, lại thiếu chút nữa đem ngón tay hắn, quả đấm phế bỏ, còn có cái gì so với cái này khoa trương hơn. Không hổ là tiên thiên cấp bậc cường giả, là thật khủng bố, cái này vãi quả thực chính là quái vật. Tiến bộ không sai, thế nhưng cũng cứ như vậy. Tốt rồi, ngày hôm nay hãy đi về trước đi, bất quá nhớ kỹ ngày mai đến ta đến một chuyến, ta kiểm tra một chút ngươi hình ý quyền con đường luyện được thế nào. Thế mà Trần Phi sư phụ nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhặt lên cây gậy mất cần câu liền xoay người ly khai, lưu lại Trần Phi vẻ mặt khổ ép. À, kiểm tra ta hình ý quyền con đường. Hắn đương nhiên biết hiện tại bản thân sở dĩ cường, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể phẩm chất cao linh khí. Cái này thì tương đương với con cọp theo hoa miêu khác nhau, trong cơ thể hắn linh khí là con cọp, cái khác này cái gọi là minh kính, ám kình là hoa miêu. Đến mức cái gọi là hình ý quyền sáo lộ, kỳ thực chính là đối với cửa này quyền pháp nắm giữ, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này căn bản cũng không có rút ra công phu luyện, đương nhiên luống cuống. Tiểu tử này trong cơ thể ám kình là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên mạnh như vậy, thật bất khả tư nghị, mà đang ở Trần Phi ủ rũ sau khi rời khỏi. Trần Phi sư phụ chợt từ một cái góc tối xuất hiện, nhìn Trần Phi rời đi bóng lưng đôi mắt lấp lánh vẻ cây ết yêu ta sợ. Phải biết rằng lấy tuổi của hắn cùng hiểu biết, đương nhiên minh bạch hơn 20 tuổi nhất lưu đỉnh cổ vũ giả ý vị như thế nào, hơn nữa tiểu tử kia mấy tháng trước rõ ràng tự mới vào nhị lưu. Đồng thời không chỉ có như vậy, ngay vừa rồi một quyền kia đụng nhau trong, hắn rất rõ ràng cảm giác được Trần Phi có ám kình, lại vượt quá hắn dự liệu cực kỳ khủng bố. Thấy rõ ràng không phải là khủng bố, là cực kỳ khủng bố. Ngay cả hắn vị này hơn 20 năm cũng đã bước vào tiên thiên tầng thứ tiên thiên cường giả đều cây ết yêu ta sợ như vậy, bởi vậy có thể thấy được loại tình huống này là cỡ nào dọa người. Xem ra tiểu tử này mấy tháng gần đây, là có kỳ ngộ gì? Nếu không, làm sao có thể liên đáy hổ bụi cây kia thần kỳ kim sắc thực vật đều biết lai lịch ni? Sau một lát, Trần Phi sư phụ bỗng nhiên cảm thán nói. Mặt mũi hiền lành hiện ra lau một cái tự ngạo vẻ. Đây chính là hơn 20 tuổi nhất lưu đỉnh cổ vũ giả. Xem ra ta minh đạo xuyên có sau, ha ha ha. Suốt đêm không nói chuyện, Trần Phi ngày thứ hai sáng sớm tựu vất vả đi tới Ngũ Phong Sơn. Lúc đầu hắn tối hôm qua lúc trở về, còn ở trong lòng có chút bận tâm mẹ có thể hay không vì hắn cái gì, tỉ như hắn làm sao sẽ nhận thức Hoàng Đào Hoàng thị trưởng. Hay hoặc là đối phương tại sao lại tự mình chạy đến Thành Dương giúp hắn. Bất quá may là mẹ hình như căn bản cũng không cảm thấy hứng thú vậy, thuận miệng biểu dương hắn hai câu, sẽ không nhắc lại, nhượng hắn thở dài một hơi. Bất quá hắn khẩu khí này cũng còn không tùng bao lâu, tự lại đang sáng ngày thứ hai trở nên khổ ép lên, bởi vì lộ ra nguyên hình. Tiểu tử ngươi có đúng hay không muốn tức chết ta?
Ngươi cái này có đều là cái gì đồ chơi, trước đây dạy ngươi này đều quên sạch sẽ. Quả nhiên, ở gặp được Trần Phi mấy tháng không luyện, mới lạ đến không có thể lại sanh sơ tính trước đây, Trần Phi sư phụ Minh Bá Minh Đạo Xuyên trực tiếp nổi dóa, dắt Trần Phi cái lỗ tai tức miệng mắng to. Ta xem tiểu tử ngươi về sau đi ra ngoài cũng đừng nói là ta hình ý quyền môn hạ, quả thực mất mặt. Kéo hết cái lỗ tai, chửi ầm lên sau, Minh Bá Minh Đạo Xuyên còn chưa hết giận, lại nhảy nói. Không có biện pháp a. Tuy rằng nếu người ở bên ngoài xem ra, Trần Phi cái này hình ý quyền nắm giữ trình độ vẫn có thể miễn cưỡng hù ở người, hổ hổ sanh phong, nhưng vấn đề là khi hắn cái này thấm nghệ hình ý quyền hơn 10 năm đại tông sư trước mặt. Cái này mẹ đánh cho đều cái gì đồ chơi, quả thực không cho nhìn thẳng, vì vậy cũng khó trách hắn sẽ như vậy tức giận. Sư phụ ngươi đừng nóng giận, là ta không đúng, mấy tháng này đến buông lỏng đúng hình ý quyền luyện tập. Bất quá ngài yên tâm, ta bảo chứng, về sau tuyệt đối sẽ nhận chân chân tuyệt không lười biếng, ngươi lại tin ta một lần. Trần Phi kỳ thực mình cũng có chút áy náy, vội vã vỗ bộ ngực cả tiếng bảo đảm nói. Lại tin ngươi một lần. Minh Bá Minh Đạo Xuyên không tức giận nhìn bản thân đệ tử liếc mắt, tức giận nói lần sau nếu còn như vậy, ta cắt đứt ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này chân chó. Hắc hắc, sư phụ ngươi đừng nóng giận, đừng tức giận. Trần Phi nghe vậy lúc đó giả câm vờ điếc, giả ngây giả dại, một cái lực cười khúc khích. Điều này hiển nhiên cũng là hắn từ trước đối phó sư phụ mình quen dùng sáo lộ, chăm thử bách linh. Khí, ta đương nhiên không khí, ta khí cái gì? Quả nhiên, Minh Bá Minh Đạo Xuyên nghe vậy đảo cặp mắt trắng dã. Cũng thực sự không như vậy tức giận. Chỉ thấy kỳ tiếng nói vừa dứt, lại đột nhiên nói tiểu tử thối. Ta biết ngươi chắc là chiếm được kỳ ngộ gì, bất quá ngươi bây giờ nếu có thể lại đem đối với hình ý quyền lý giải, nắm trong tay, đề thăng 2-3 nấc thang nói, thực lực của ngươi bây giờ chỉ ít vẫn có thể đề thăng 2-3 thành. Hắn lời này là thật tâm thật ý. Bởi vì hắn thấy, Trần Phi hoàn toàn là cái tọa ủng bảo núi lại không thể cố gắng kỳ dùng đầu đất. Trần Phi trong cơ thể cái loại này khủng bố ám kình mạnh mẽ trình độ, hắn thấy thậm chí đều có thể đủ vô hạn tiếp cận tiên thiên tầng thứ chân khí. Có thể Trần Phi thực lực bây giờ, nhưng ngay cả nửa bước tiên thiên đều còn không có đi đến. Vì vậy nếu Trần Phi đối với hình ý quyền lý giải, nắm trong tay chẳng phải rác dưới nói không chừng thực lực của hắn từ lâu có thể so với nửa bước tiên thiên. Hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên thực lực, đó là cái gì khái niệm? Ngẫm lại tự dọa người. Sư phụ ta. Trần Phi nghe vậy đương nhiên cảm giác được đối phương trong giọng nói thành khẩn, sau đó trong lòng áy náy sâu hơn. Không nhịn được nói sư phụ, người yên tâm, tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Trần Phi ở trong lòng bảo chứng. Rất hiển nhiên, ở có vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau, hắn biết rõ kỳ thực những. Này thế tục võ công quyền pháp cũng đã không trọng yếu như vậy, vì vậy hắn mới có thể như vậy lười biếng, hình ý quyền có càng ngày càng kém. Nhưng bây giờ, hắn chợt hồi tưởng lại mình là sư phụ trong mắt truyền nhân duy nhất. Không chỉ có lưng đeo nào đó trách nhiệm cũng bị lưng đeo nào đó hy vọng. Vì vậy, cái này hình ý quyền hắn không thể thả, hơn nữa phải nhượng kỳ toát ra ánh sáng sáng chói, không cho sư phụ hắn thất vọng. Thất vọng, vậy cũng không đến mức, kỳ thực ta chẳng bao giờ nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể ở hiện tại từng tuổi này, tự chính mình như vậy thành tựu kinh người. Hơn 20 tuổi nhất lưu đỉnh cổ vũ giả, hay là ta Minh Đạo Xuyên đồ đệ, ta cũng thỏa mãn. Bất quá người bây giờ tựa như cái tọa ủng bảo núi lại không thể cố gắng kỳ dùng người, nếu không phải có thể toàn lực khai thác, vậy thì thật là đáng tiếc, không phải sao? Minh Bá Minh Đạo Xuyên cảm thán nói. Nga, được rồi. Theo, hắn lại hoặc như là chợt nhớ tới cái gì, nói hạ tháng ở lĩnh Nam trên núi có một hồi trong khi 3 ngày võ học đại hội. Tuy rằng bọn họ lần trước phát thiệp mời, ta không muốn, bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng có tư cách không mời tự đi. Đến lúc đó nhớ kỹ đi xem đi, còn có tốt nhất đè nặng tu vi cùng cái khác bạn cùng lứa tuổi so chiêu một chút. Điều này đối với người có bang trợ. Võ học đại hội, cái gì võ học đại hội? Trần Phi nghe vậy có chút kinh ngạc nói. Hắn hình như chưa từng nghe sư phụ mình nhắc qua. Ta nhớ kỹ ta trước đây hẳn là đã nói với người đi. Chúng ta Hoa Hạ cổ vũ giả phân Nam Bắc, mà cái này lĩnh Nam núi võ học đại hội liền là chúng ta phía Nam cổ vũ giả phát khởi. Mỗi 3 năm mới tổ chức một lần thịnh hội. Thịnh hội trên Hoa Hạ phía Nam các địa phương cổ vũ tông môn, phe phái, gia tộc đều biết tề tụ mà đến, cùng nhau nghiên cứu thảo luận, khoa tay múa chân cổ vũ chiêu thức. Mà loại này nghiên cứu thảo luận,
Khoa tay múa chân thông thường chia làm hai đại buổi diễn, vừa là thế hệ trẻ, 30 tuổi dưới, nhị lưu cổ vũ giả trình tự đã ngoài. Thứ hai là chúng ta những lão gia hỏa này trong lúc đó đấu, tiên thiên đã ngoài, hiểu không? Minh Bá Minh Đạo Xuyên nói. Nga, nguyên lai là như vậy, Hoa Hạ phía nam các địa phương cổ vũ giả các đều biết đi, ta đây cũng nghĩ tới đi xem một chút. Trần Phi nghe vậy, không khỏi nổi lên một chút hiếu kỳ. Tuy nói mấy năm nay trên đầu hắn vẫn có hình ý quyền truyền nhân mũ, thế nhưng, hắn lại thực sự rất bất tiếp xúc cái vòng kia, thậm chí không hiểu rất rõ. Vì vậy hiện tại có như thế một cái cơ hội thật tốt, hắn dĩ nhiên muốn đi nhân cơ hội kiến thức một chút, cái kia ở Hoa Hạ đại biểu cho thần bí vòng tròn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có này cùng hắn cùng tuổi các phái các gia truyền người, có thể hay không giống như hắn thay đổi tai, vậy kiệt xuất ni. Hắc hắc, trong lòng của hắn thật sự có một ít chờ mong a. Đừng phớt lờ, tuy nói lấy ngươi tu vi bây giờ thực lực, cùng thế hệ trong phòng chừng không có người nào có thể ra kỳ tả hữu. Nhưng, nếu là dứt bỏ tu vi trình tự, cùng với ngươi cổ quái ám kình không nói chuyện, ngươi thật đúng là không có gì cái khác có thể kiêu ngạo. Này cổ vũ tông môn, phe phái, gia tộc truyền thụ đủ để vải ra ngươi mấy con phố không ngừng. Vừa nghe đến Trần Phi giọng nói kia kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ như vậy tràn đầy, Minh Bá Minh Đạo Xuyên nhất thời nhìn không được đả kích nói. Phải biết rằng có tư cách trở thành này cổ vũ tông môn, phe phái, gia tộc truyền nhân thanh niên nhân. Tuyệt không khả năng giống như hắn đổ đệ như vậy treo hai lang làm, liên bản môn võ nghệ đều nắm giữ không tốt. Dĩ nhiên, nếu là từ chỉnh thể đến xem, thảo luận thực lực tổng hợp nói, Trần Phi vẫn là có thể dễ dàng với những người đó mấy con phố. Dù sao, hơn 20 tuổi nhất lưu đỉnh cổ vũ giả không có thể như vậy đùa giỡn, thế hệ trẻ ít khả năng có người có thể đủ làm được. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại tự nhiên cười hì hì không thèm để ý, theo đột nhiên hiếu kỳ nói sư phụ. Cái này cái gọi là lĩnh nam núi võ học đại hội, hẳn không phải là tùy tiện người nào đều có thể tham gia đi. Hắn mới vừa rồi còn nghe sư phụ nói, lấy hắn hôm nay nhất lưu đỉnh cổ thực lực võ giả, cư nhiên mới có không mời tự đi tư cách. Lẽ nào, cái này cái gọi là lĩnh nam núi võ học đại môn, cũng không phải toàn bộ Hoa Hạ phía nam cổ vũ vòng tròn mọi người muốn tham gia tựu tham gia. Lời thừa, dĩ nhiên không phải. Minh Bá Minh Đạo Xuyên nghe vậy đảo cặp mắt trắng dã. Nói nếu là tùy tiện cái gì tam giáo cửu lưu đều có thể tham gia, như vậy lĩnh nam núi võ học đại hội làm sao lấy xưng là thịnh hội hai chữ. Nghe cho kỹ, mỗi một giới lĩnh nam núi võ học đại hội, cũng chỉ có chính mình tiên thiên cường giả tọa trấn thế lực hoặc là cá nhân, mới có tư cách thu được thiệp mời, tham gia cái này thịnh hội. Người nghĩ toàn bộ phía nam thổ địa có thể có bao nhiêu tiên thiên cường giả. Cộng lại phỏng chừng cũng cứ như vậy 120 người mà thôi. Vì vậy có thể tới tham gia đại hội người hoặc thế lực cũng không nhiều, cứ như vậy mấy nhà mà thôi. T, 120 người. Trần Phi nghe vậy cũng hít một hơi khí lạnh, không phải là cho rằng nhiều lắm, mà là quá ít. Thử nghĩ to như vậy phía nam thổ địa có rộng rãi giường nào diện tích, khổng lồ cờ nào người miệng, lại dĩ nhiên chỉ có ít như vậy tiên thiên cấp bậc cổ vũ giả. Cái này tự nhiên từ mặt bên thể hiện ra cái tầng thứ kia có đáng sợ giường nào, cỡ nào khó có thể đi đến. Nếu không ngươi cho là ni, được rồi, nhớ kỹ đến lúc đó bản thân đi qua nhìn một chút, đừng bỏ lỡ là được. Còn có, ta mấy ngày gần đây chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Minh Bá Minh Đạo Xuyên nói. Ra ngoài, sư phụ ngươi muốn đi đâu? Trần Phi nghi ngờ nói. Đi đâu ngươi tự chớ để ý, chẳng qua là sẽ đi gặp lão bằng hữu mà thôi. Được rồi, ngươi trở về đi. Minh Bá Minh Đạo Xuyên huy tay hạ lệnh trục khách. Vậy được rồi, sư phụ. Ta đây tựu đi trước. Lần sau ngươi kiểm tra ta võ công nắm giữ trình độ thời gian, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Trần Phi nghe vậy cũng không có nghĩ quá nhiều, sau đó vỗ ngực bảo đảm nói, xoay người ly khai. Phải biết rằng sư phụ hắn thế nhưng cái này phía nam trên đất có chừng 120 vị tiên thiên cường giả một trong, kỳ thực lực liên thúy hổ đáy đầu kia khủng bố quái xà cũng không khoe khoang nhiều, cường đến làm người ta giận sôi. Vì vậy phỏng chừng cũng rất khó có ai có thể đối với hắn tạo thành uy hát yêu ta gì, tự nhiên cũng không cần hắn cái này thiểu niên đến mù quan tâm. Đi thôi, nhớ kỹ lần sau nếu hình ý quyền còn có kém như vậy, tiểu tử ngươi đơn giản chỉ đừng cho ta trở lại, ta lười xem. Từ phòng ốc nội truyền đến Minh Bá Minh Đạo Xuyên uy hát yêu ta thanh âm. Hắc hắc, yên tâm đi sư phụ, lần sau tuyệt đối sẽ không. Trần Phi ngượng ngùng gãi đầu một cái, ly khai. Chỉ chốc lát sau,
có một chiếc giường như đường cái cự thú vậy chạy băng băng GL400 từ Ngũ Phong Sơn dưới chân chạy băng băng đi, hướng về Thành Dương huyện thị khu phương hướng phản hồi. Cùng lúc đó, Trần Phi trong nhà. Ăn mặc tạp dề Lâm Linh rót một chén trà để lên bàn, còn đối với mặt dĩ nhiên là vị ăn mặc cảnh phục nữ cảnh sát. Chỉ thấy hắn một đầu tóc ngắn, tư thế oai hùng hiên ngang, lại là khuôn mặt đường cong thoạt nhìn cực kỳ giỏi giang, cũng rất rõ ràng mỹ, làm cho một loại băng lãnh trong sa mạc mềm mại gió êm dịu cảm giác. Hơn nữa vóc người của nàng cực kỳ nóng bỏng, thị uy bí thư, mặc dù là có thân rộng thùng thình cảnh phục làm che lấp, cũng lại vẫn có thể vừa xem hiểu ngay, liếc mắt thấy rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được kỳ vóc người là có cỡ nào có liêu. Dĩ nhiên, không chỉ có như vậy, vị nữ cảnh quan này làm cho lớn nhất ấn tượng trừ lần đó ra, còn có tựu là cả ảnh hình người khối băng vậy, rất lạnh, khí chất rất lạnh. Nếu là người thường tại đây, chỉ sợ sớm đã bị hù ngã, thế mà Trần Phi mẫu thân Lâm Linh nhưng thật giống như căn bản cũng không lưu ý vậy, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, hòa ái nói tiểu cô nương, các ngươi tới cửa tới tìm chúng ta nhà Trần Phi. Là có chuyện gì không? Nói, hắn còn liếc trộm liếc mắt ngoài cửa phòng này nam tử áo đen. Một đám vóc người khôi ngô, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mặt không biểu tình, thoạt nhìn cũng không phải cảnh sát bình thường có thể so, rất có khí thế hung ác. A-di, ngươi chớ khẩn trương, cũng đừng lo lắng, chúng ta tới tìm Trần Phi là bởi vì trong tổ chức có chuyện cần hắn bang trợ. Mà làm cho khí chất rất lạnh như băng nữ cảnh sát nghe được Lâm Linh hiền hòa ngôn ngữ, không biết vì sao. Trong lòng bỗng nhiên có dũng khí rất cảm giác thân cận, chợt hơi lộ ra nụ cười nói. Mà một màn này trùng hợp bị ngoài cửa những người áo đen kia nhìn thấy, một đám không khỏi thần sắc cổ quái, ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Phải biết rằng làm đồng sự kiêm thuộc hạ, bọn họ đương nhiên biết vị kia nụ cười của nàng là có cỡ nào khó khăn. Bình thường có thể 2-3 tháng đều rất khó nhìn thấy một lần đi. Ha ha, ta có thể khẩn trương cái gì? Bất quá nếu là quốc gia cần bọn ta tiểu phi xuất lực, có thật không là vinh hạnh của hắn. Làm phiền các ngươi ngày hôm nay tự mình chạy cái này nằm một cái. Lâm Linh thanh nhã cười nói. Mà đang nghe Trần Phi mẫu thân như thế thanh nhã thanh âm, cùng với phó trên thiện nếu nước bình tĩnh, vị kia nữ cảnh sát trong mắt sốt cục hơi hiện ra lau một cái kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, một vị gia đình bình thường bà chủ, cư nhiên có thể ở trước mặt nàng bảo trì như vậy bình tĩnh thái độ, hơn nữa. Thậm chí ngay cả hắn đều chẳng biết lúc nào hơi có một ít áp lực, loại tình huống này, quả thực có điểm để cho nàng bất ngờ a. À. À gì người đây là nơi nào nói, nếu là tổ chức cần Trần tiên sinh xuất lực, chúng ta đây khẳng định cần muốn đích thân đến, đây là tôn trọng. Vị kia nữ cảnh sát sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói. Nga, phải, Trần Phi mẫu thân nghe vậy thanh nhã cười cười, cũng không thèm nói, nhắc lại chỉ là xoay người xem TV đi. Cái này tùy ý thái độ càng làm cho vị kia nữ cảnh sát trong lòng hiện lên nói thầm, lại không khỏi có chút câu nệ lên, liên chính cô ta cũng không có phát hiện. Các ngươi là ai? Đứng ở cửa nhà ta trước làm gì? Nhưng ngay khi việc này, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngoài cửa phòng, Trần Phi vẻ mặt âm trầm nhìn chăm chú vào này canh giữ ở tự trước cửa nhà của Hắc Y Nhân, sắc mặt cực phi khó coi. Lấy hắn hôm nay tu vi cùng với sức quan sát. Tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra những hắc y nhân này cũng không phải người thường, mà là mỗi người trên người đều có cái loại này như có như không sát khí, là giết qua người, có thể người như thế hiện tại lại nhiều như vậy xuất hiện ở hắn trước gia môn, hơn nữa mẹ bây giờ còn là ở nhà một mình. Nếu đem nàng hù dọa, hoặc là đối với nàng làm ra chuyện nguy hiểm gì? Trần Phi lúc đó không nhẫn nại được nội tâm lửa giận, trong mắt hàn mang lóe ra. Mẹ, muốn chết! Trần Phi ngay sau đó trong cơ thể linh khí tuôn ra, con người đen nhánh cực băng lãnh, không chút do dự cách không hướng về phía những người áo đen kia chính là một quyền oanh khứ. Hanh, không biết lượng sức, những người áo đen kia gặp chính là một người trẻ tuổi, cư nhiên vừa lên đến mạc danh kỳ diệu tự hướng về phía bọn họ động thủ, lúc này sắc mặt nhất tề trầm xuống, trong ánh mắt hiện ra nhiệt nộ vẻ, tay trái tay phải nhanh chóng năm ngón tay khúc trương hoặc là nắm thành quả đấm, hướng phía Trần Phi hơi đi tới. Nhất thời từ những người áo đen kia trong cơ thể phảng phất có một loại vô hình khí thế hung ác hiện lên, rất là băng lãnh. Mà vậy một ít khí thế hung ác xẹt qua là lúc, bốn phía không khí đều phảng phất bị đông lại vậy. Rất hiển nhiên, bọn người kia thật không vậy người thường, mà là tương tự với Hương Cảng xã đoàn song hoa hồng côn cái loại này đón đánh đi ra, liều mạng giết đi ra ngoài tinh anh, nắm giữ năng lực cũng hoàn toàn là cái loại này cận chiến,
chém giết kỹ xảo, rất là trực tiếp, thẳng thắn, đồng thời thậm chí còn đạt tới ủng có khí thế trình độ, rất lợi hại. Hiển nhiên bên trong căn phòng nữ cảnh sát cũng biết mình cái này mấy người thuộc hạ mạnh bao nhiêu, cộng lại thậm chí đều có thể cùng một chảy cổ vũ cường giả liều mạng. Cho nên khi hắn ở nhìn thấy một màn này, nhất thời biến sắc, khiển trách dừng tay, các ngươi làm gì? Mà Lâm Linh hiển nhiên cũng phát hiện, ngoài cửa quát chói tai người chính là hắn nhi tử Trần Phi. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngoài cửa những người áo đen kia lại muốn đúng con trai mình xuất thủ, nguyên bản thanh nhã sắc mặt ngay tức khắc tự thay đổi, trên mặt hiện ra lau một cái vẻ kinh hoàng, quát to Tiểu Phi, các ngươi làm gì? Còn không ngừng tay. Hắn tuy rằng cũng biết mình nhi tử từ nhỏ hãy cùng Minh Bá tập võ, hơn nữa cũng thiên phú tốt, tiến triển rất nhanh, theo lý thuyết tầm thường 20-30 người căn bản cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại lại cảm giác được những người áo đen kia không đơn giản, rất giống là hắn năm đó ở gặp ở kinh thành đến những quân đội kia tinh anh, thậm chí ngành đặc biệt thành viên. Những người đó có thật lợi hại hắn có biết một, hai, cho nên hắn mới có thể hốt hoảng như vậy, sợ con trai mình không địch lại. Nhưng ngay khi các nàng cái này hai tiếng hét lớn ngăn cản thanh mới ra miệng, đang nói còn chưa hạ xuống, Trần Phi cũng đã một quyền xuyên kim nứt đá, như vào chỗ không người, oành vài quyền liên tục không ngừng hung hăng hướng phía những người áo đen kia ngực đập xuống. Bang bang phanh, tiếp đó là liên tục không ngừng đầu khớp xương rạn nứt thanh âm. Trần Phi cái này nổi giận dưới dĩ nhiên căn bản hoàn toàn cũng không đều thủ hạ lưu tình, đem những người áo đen kia một đám lung tung oanh đến, thống khổ cũng hút lương khí thanh một mảnh. Theo bỗng nhiên hiện trường liền yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh. Vậy chỉ có gió lay động lá cây hoa lạp lạp thanh âm. Từ Trần Phi trước thanh quát chói tai xuất khẩu, đến xuất thủ động nhân, rồi đến đối phương những người áo đen kia phản kích bị lung tung toàn bộ đánh bại, miêu tả lên tựa hồ rất dài, kỳ thực cũng bất quá tựu trong chớp mắt. Liên thời gian của một câu nói cũng chưa tới. Nhưng ngay khi cái này trong nháy mắt, Trần Phi lại cư nhiên một quyền một cái, đem 5-6 thứ thiệt phi báo tinh anh lung tung ném đi trên mặt đất, đầu khớp xương cũng không biết bị cắt đứt mấy cây, đây là hạng thực lực khủng bố. Đây quả thực làm cho khó có thể tin. Đặc biệt vị kia nữ cảnh sát bây giờ cây Iota sợ quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ sợ cũng coi là bọn hắn phi báo nội chân chính nhất lưu cổ vũ giả cường giả, hoặc là giống như là nhất lưu cổ vũ giả binh vương. Đều tuyệt làm không được điểm này, mà đây cũng nói rõ cái gì. Phi báo, ở Hoa Hạ ngành đặc biệt trong thuộc về phi thường đặc thù một cái biên chế, là quốc gia đặc biệt nhằm vào chính mình siêu phàm vũ lực đặc thù nhân quần, mà đơn độc thiết lập cấp tỉnh đừng ngành đặc biệt. Cần bộ môn trực thuộc ở lĩnh Nam ba tỉnh công an thính. Có thể địa phương trên nhưng không có bất luận cái gì quản hạt, mệnh lệnh quyền lợi, bởi vậy có thể thấy được cần ngành đẳng cấp cao bao nhiêu. Tầm thường chức quan hơi thấp giờ người, sợ rằng liên biết bọn họ tồn tại tư cách cũng không có. Mặt khác cần bộ môn chức quyền phóng xạ khu vực là ở lĩnh Nam ba tỉnh, tức Giang Nam, Tô Dương, Tần Châu. Như vậy một cái chức cấp so với tỉnh công an thính đều cao hơn một nửa ngành đặc biệt, kỳ nhập môn cánh cửa đương nhiên hoàn toàn có thể dùng thay đổi tai để hình dung. Tối thiểu cũng phải là quân đội bộ đội đặc chủng trong tinh anh, hoặc là nhị lưu cổ vũ giả cường giả, thậm chí trong truyền thuyết binh vương, nhất lưu cổ vũ giả. Nhưng bây giờ, lấy bộ đội đặc chủng tinh anh chúng cử phi báo thành viên chính thức cái này 5-6 người, bọn họ chung vào một chỗ thế nhưng liên nhất lưu cổ vũ giả đều có thể đủ liều mạng, nhưng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ ở Trần Phi trước mặt lại thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng không ngăn được, đều bị lung tung lật ngược, một đám trên người đều còn treo màu. Ngã nhào trên đất cũng hút lương khí. Một màn này tự nhiên khiến vị kia nữ cảnh sát sợ ngây người, đồng thời cũng rất tức giận. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Chỉ thấy kỳ cấp tốc đi tới Trần Phi trước mặt, lạnh lùng nhìn kỹ ánh mắt của hắn, giọng nói bất thiện nói. Phải biết rằng nàng và của nàng những thuộc hạ này, thế nhưng danh phù kỳ thực quốc gia ngành đặc biệt thành viên, hưởng thụ uy che chở, vì vậy nếu là có người dám can đảm hướng bọn họ động thủ, tội kia danh cũng sẽ không là vậy nặng, sẽ rất phiền toái. Là ngươi, Triệu Hâm, Trần Phi có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt nữ cảnh sát kia quan, phát hiện hắn lại là trước từng cùng mình từng có gặp mặt một lần, từng kề vai chiến đấu trôi qua Triệu Hâm. Có thể tức đã là như thế, Trần Phi lúc này sắc mặt như trước thật không tốt xem, chỉ vào này ngã nhào trên đất hắc y nhân phi báo thành viên lạnh lùng nói bọn người kia là ai. Ngươi nói bọn họ là thuộc hạ của ta. Triệu Hâm bị Trần Phi cái này lạnh lùng giọng nói lại càng hoảng sợ, cắn môi nói. Thuộc hạ,
Tốt lắm, hiện tại, ngay tức khắc để cho bọn họ lăn. Trần Phi nghe vậy nhướng mày, giọng nói rất không khách khí mắng. Rất hiển nhiên, cho dù ai mặc danh kỳ diệu bị một đống người đống ở cửa nhà, nhưng lại cùng vãi vài tôn môn thần tựa như ở đứng đó, khẳng định đều biết trong lòng rất không thoải mái, rất tức giận. Không chỉ có như vậy, Trần Phi để ý nhất chính là trong nhà cũng chỉ có mẹ ở nhà một mình, mà bây giờ bọn người kia lại không cố kỵ chút nào, không chút kiêng kỵ lại tìm cửa. Nếu đem mẹ hù được, hoặc là thẳng thắn làm ra cái gì có uy hát yêu ta sự tình đến. Trần Phi quả thực muốn cũng không dám muốn, con người đen nhánh điên cuồng xẹt qua màu sắc trang nhã. Trần Phi, ngươi lời này có ý tứ, mà Triệu Hâm đang nghe Trần Phi nói, nhịn không được biến sắc. Có ý tứ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, Triệu Hâm, tuy rằng chúng ta tựu mới gặp mặt một lần, nhưng chúng ta tốt xấu cũng coi như chiến hữu đi. Tốt xấu ta Trần Phi đã cứu ngươi một lần đi, có thể ngươi bây giờ làm cái gì, mang theo cái này vài tôn ôn thần đến trận nhà của ta cửa nhà. Là muốn cho ta Trần Phi ra oai phủ đầu còn là hù dọa một chút ta, hù dọa một chút mẹ ta. Ngươi tin hay không nếu không đôi ta nhận thức, nếu không ngươi là nữ, ngươi bây giờ hạ chàng tuyệt đối theo chân bọn họ vậy. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại trực tiếp tạc mau, trong miệng bùm bùm cùng cái súng máy tựa như nói. Phải biết rằng hắn hiện tại tuy rằng đoán được việc này có thể là hiểu lầm, nhưng đối phương loại này dẫn người trận cửa nhà hắn cử động, lại làm hắn rất không thoải mái, rất buồn bực. Bởi vì loại hành vi này thật giống như hắn dẫn người giết hướng phi báo đại bản doanh một cái khái niệm, hắn Trần Phi nếu dám làm như thế, đối phương không cùng hắn không chết không ngớt mới là lạ. Không phải là, ta không có ý tứ này. Triệu Hâm nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hiểu được Trần Phi vì sao như vậy tức giận. Nguyên lai là hiểu lầm nàng, cho rằng bọn họ ngày hôm nay loại này cử động là tới cho ra oai phủ đầu. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn cũng quả thực ý thức được bọn họ ngày hôm nay loại hành vi này có chút không thích hợp. Phải biết rằng Trần Phi mẫu thân chỉ là cái bình thường gia đình phụ nhân, ở nhìn thấy các nàng loại chiến trận này, năm sáu vóc người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng hắc y nhân ngăn ở cửa, sẽ không sợ hỏng mới là lạ, đồng thời nếu là bị hàng xóm láng giềng thấy. Ảnh hưởng cũng quả thực cũng không tốt lắm. Vì vậy nói chung một câu nói, hôm nay là hắn Triệu Hâm có chút sơ sẩy khinh thường. Nếu không hẳn là cũng sẽ không có loại này hiểu lầm không cần thiết xảy ra. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được cúi đầu nói Trần Phi, hôm nay là ta không đúng, không có cân nhắc chu toàn. Trần Phi trước quả thực cứu hắn một mạng, nhưng hôm nay hắn loại này bởi vì sơ sẩy đại ý mà đưa đến hiểu lầm, làm thế nào xem đều có một loại ân đem thù vì ý tứ. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút áy náy, có chút ngượng ngùng. Được rồi, ta hiện tại vô tâm tư cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, để cho bọn họ lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi mặt lạnh không nhịn được nói. Tiểu tử, ngươi có ý tứ, ngươi có biết hay không chúng ta là thân phận gì, nói cho ngươi biết, chúng ta là phi báo, là quốc gia người. Ngươi bây giờ loại thái độ này chẳng khác nào là ở phản kháng quốc gia. Nhưng vào lúc này, hắc y nhân kia trong có một vị hơn 30 tuổi trung niên nhân bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói, lại đang dùng một loại uy hát yêu ta miệng, uy hát yêu ta Trần Phi. Chúng ta là quốc gia người, ngươi bây giờ loại thái độ này chẳng khác nào là ở phản kháng quốc gia. Trần Phi đang nghe đối phương loại này ỷ thế hát yêu ta người nói, sắc mặt càng thêm âm trầm. Con người đen nhánh lại xẹt qua nào đó bạo ngược vẻ, bỗng nhiên nhấc chân hướng phía trung niên nhân kia trong ngực hung hăng đạp đi. Răng rắc một tiếng, nguyên bản trên mặt mang ỷ thế hát yêu ta người, châm chọc nụ cười trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt động lại. Bởi vì lồng ngực của hắn trực tiếp bị Trần Phi một cước này đạp ao hãm đi vào, dạn nứt đầu khớp xương trực tiếp đâm vào hắn trong thịt mặt, nhượng hắn không gì sánh được thống khổ kêu rên, trong miệng chảy như điên ra tiên huyết. Không nghĩ tới a. Cái gọi là quốc gia người, lẽ nào chính là loại háo sắc này sao? Thực sự là không chịu nổi một kích, Trần Phi nhìn chăm chú vào trước mắt hoảng sợ trung niên nhân, giọng nói khinh thường nói. Mà một màn này, tự nhiên cũng khiến mọi người tại đây sợ ngây người, nhất là Triệu Hâm càng biến sắc nói Trần Phi ngươi, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Phải biết rằng bọn họ ngày hôm nay thế nhưng có nhiệm vụ, ôm thân mật mục đích tới, nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ biến thành như vậy. Phải biết rằng vừa rồi hơn 30 tuổi trung niên nhân mặc dù nói có chuyện, thế nhưng, hắn dù sao cũng là bọn họ phi báo thành viên,
có thể bây giờ lại bị Trần Phi ngoan lệ một cước đạp sụp trong ngực, đây chính là đại sự món, sự tình thoáng cái tự làm lớn chuyện. Loại hành vi này đối với Phi Báo mà nói, thậm chí có thể bị coi là khiêu khích, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ta rất rõ ràng ta hiện tại đang làm cái gì, chỉ là, loại phế vật này còn không có nhượng ta bó tay bó chân tư cách mà thôi. Ta hiện tại cuối cùng nói lại lần nữa xem, hoặc là, để cho bọn họ lăn, hoặc là, ta thân thủ bẻ gãy đầu của bọn họ, hoặc là ngươi cũng có thể tuyển trạch không tin. Trần Phi quay đầu thản nhiên nói, nhìn Triệu Hâm ánh mắt. Ngươi! Triệu Hâm bị Trần Phi loại này cố chấp thái độ tức giận nhìn không được giơ chân. Thế nhưng, khi nàng tiếp nhìn kỹ đến Trần Phi trong mắt lạnh như băng bạo ngược thần sắc sau, chợt ngây ngẩn cả người, theo nhìn không được phía sau lưng có chút phát lạnh. Bởi vì cái loại này khiến người ra đầu tê dại băng lãnh nhãn thần, để cho nàng không cách nào không tin, hắn Trần Phi tựa hồ thật dám thật sao làm. Nhất niệm đến nước này, dù là lấy loại này băng lãnh lạnh lùng tính tình cũng không nhịn được có chút hốt hoảng, nhìn Trần Phi xua tay giải thích Trần Phi ngươi bây giờ cho ta lãnh tĩnh một điểm, chúng ta hôm nay tới, thật không có cái gì khác ý tứ, ngươi lãnh tĩnh. Xem ra ngươi là nghĩ ta Trần Phi theo như lời nói, đều là nói đùa. Thế mà Trần Phi lại trực tiếp đem lời của nàng cắt đứt, mặt không biểu tình thản nhiên nói. Kỳ trong cơ thể theo bỗng nhiên hiện ra một nếu có thực chất khủng bố khí cơ, bao phủ ở những người áo đen kia trên người, còn người đen nhánh có vẻ bạo ngược. Nếu là bình thường, hắn có thể còn sẽ không giống ngày hôm nay khác thường như vậy. Nhưng ngay khi tối hôm qua, hắn lại vừa đã trải qua như vậy một hồi khủng bố nguy cơ sinh tử, thiếu chút nữa không có ở băng lãnh vô tình thúy hồ đáy bị đầu kia quái xà nuốt sống. Tự nhiên như thế tâm tình thật không tốt, tâm tình rất không ổn định, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác có những. Này không biết lượng sức tên phải đã qua hắn cái này can rất dễ cướp cỏ hỏng trên đụng. Con mẹ nó người muốn chết cái này trách được ai? Người đã nghĩ như vậy muốn chết, ta đây Trần Phi tựu lòng từ bi, thành toàn ngươi đã khỏe. Tiểu Phi, ngươi làm gì chứ? Bảy mồm tám mỏ, nhưng vào lúc này từ phòng ốc nội truyền đến Lâm Linh thanh âm. Khiến tâm tình dị tượng Trần Phi mâu quang lóe lên, thoáng thanh minh một ít. Lâm Linh vây bắt tạp dề, giọng nói có chút bất mãn từ bên trong nhà đi tới. Tuy rằng hắn vừa rồi cũng bị con trai mình khác thường giọng lại càng hoảng sợ, có thể nàng thông minh, lại cũng không có vào thời khắc này biểu hiện ra ngoài, mà là hình như không có gì cả nghe được, không thấy gì cả. Hiển nhiên đây mới là điều kiện tốt nhất biện pháp giải quyết. Mụ, không có việc gì, ta theo chân bọn họ đùa giỡn. Đúng không, Trần Phi ngay tức khắc nghiêng người chặn trọng thương trung niên nhân, sau đó dùng uy hát yêu ta ánh mắt chừng mắt một cái những người áo đen kia, bài trừ vẻ tươi cười nói. Không sai, không sai, A-di chúng ta ở đùa giỡn ni, đùa giỡn. Những người áo đen kia nghe vậy tuy rằng khóc không ra nước mắt, cái này vãi cũng có thể là đùa giỡn. Có thể bọn họ lúc này đương nhiên không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt làm càn, rất sợ Trần Phi tên sát tinh này thật không một lời hợp. Tự bẻ gãy cổ của bọn họ, chợt điên cuồng trên mặt bài trừ nụ cười nói. Đùa giỡn, người đều nhiều hơn đại nhân còn đùa giỡn, người xem cái này nháo đằng. Tiểu cô nương này tới tìm ngươi không là có chuyện gì không? Cũng đừng ở bên ngoài mù đứng, mau vào nói đi. Lâm Linh làm bộ tức giận nói, khóe mắt lại phảng phất tùy ý xẹt qua Trần Phi dưới chân hậu phương xóa sạch đỏ tươi, chợt thật giống như cái gì đều không phát hiện vậy, xoay người vào nhà hồi đi phòng bếp. Hô! Thiếu chút nữa bị phát hiện. Trần Phi thấy thế lúc này mới thở dài một hơi, xoay người hướng phía những người áo đen kia lạnh lùng nói ta đây nói đều đã nói lần thứ ba đi. Lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, thuận tiện, đem người này cũng mang cùng nhau. Rất hiển nhiên hắn bây giờ tâm tình tự trở nên bình thường rất nhiều, bởi vì mới vừa rồi bị mẫu thân mình cắt đứt một chút, nhãn thần thanh minh rất nhiều. Triệu đội, chúng ta đi xuống trước. Trong đó một vị hắc y nhân hướng về Triệu Hâm cười khổ một tiếng, sau đó mang trọng thương trung niên nhân tựu đi xuống lầu, không chậm trễ chút nào. Rất có thông minh tên liên hàng hiên nội này vết máu đều nghĩ tới, không biết dùng phương pháp gì đem toàn bộ thanh trừ hết, điều này làm cho Trần Phi thỏa mãn gật đầu. Kỳ thực cổ vũ giả cái vòng này có đôi khi cũng rất đơn thuần, bởi vì quả đấm của người nào lớn người đó chính là đại gia. Tựa như này Phi Báo thành viên mới vừa rồi còn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhãn thần sắc bén, nghe được Trần Phi khẩu xuất cuồng ngôn, như vậy kiêu ngạo bộ dáng rất tức giận, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn chưa phải là ngoan ngoãn, thành thật êm dịu lăn đi. Bởi vì, này chính là hiện thực,
Trần Phi có thực đủ sức để đưa bọn họ treo ngược lên đánh, tự nhiên đương nhiên chính mình kiêu ngạo, xuất khẩu cuồng ngôn tư bản. Hơn nữa nếu là Trần Phi thật là một giết người không chớp mắt sát tinh, vậy bọn họ mới là thật không may. Dù sao tại bọn hắn cái vòng kia trong, lấy bọn họ quan niệm cho rằng, người một nhược giả lại dám chủ động khiêu khích so với chính mình mạnh người, không phải là mình muốn chết là cái gì. Bị giết đều chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Đồng thời bọn họ còn rất hiển nhiên chú ý tới, Trần Phi niên kỳ kỳ cùng với hắn thân thực lực khủng bố. Phải biết rằng bọn họ 5-6 người cộng lại mặc dù là đối mặt nhất lưu cổ vũ giả, cũng miễn cưỡng chính mình sức đánh một trận, nhưng bây giờ Trần Phi lại tùy tùy tiện tiện đưa bọn họ hết bạo, giống như là đại nhân đang từ nhỏ hài vậy, loại trình độ này há có thể không làm cho các nàng vạn phần giật mình, mặc cảm. Đi thôi, theo ta tiến đến, chúng ta đi bên trong nói. Thấy này thảo nhân ghét môn thần rốt cục tự giác ma lưu chạy, Trần Phi sắc mặt đường cong trở nên nhu hòa một ít. Nhìn Triệu Hâm thản nhiên nói. Lấy tính tình của hắn vậy sẽ không đúng người quen như vậy lãnh đạm, chớ nói chi là đối phương còn theo kề vai chiến đấu quá, xưng là chiến hữu. Có thể hắn hiện tại lại đối với đối phương là loại thái độ này, như vậy lãnh đạm, rất hiển nhiên trong lòng hắn kỳ thực còn nén giận, khó chịu. Ừ. Triệu Hâm tuy rằng cũng đã nhận ra Trần Phi trong giọng nói bất mãn, có thể hắn lại cũng cảm giác mình ủy khuất, chợt lạnh lùng nói, lạnh như băng theo Trần Phi đi vào phòng ốc nội phòng ngủ. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tiến nhập phòng ngủ, Trần Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không phải là ta muốn tìm ngươi, là sư phụ ta. Triệu Hâm ánh mắt lạnh lùng quét Trần Phi liếc mắt, giọng nói bình thản nói. Sư phụ ngươi, Trần Phi mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng càng lưu ý đối phương cái này thái độ lạnh như băng, thật là làm hắn nghĩ có chút không lớn thoải mái, chợt cười khổ nói ta nói ngươi có thể hay không đừng bản theo gương mặt, tốt xấu chúng ta còn là chiến hữu. Nói thật, mấy ngày nay tim ta tình có điểm không được tốt, vừa rồi nếu đem ngươi dọa, ta xin lỗi ngươi. Tâm tình không tốt có thể sằng bậy. Ngươi có biết hay không nếu chuyện mới vừa rồi kia mà bọn họ sẽ đi loạn tước đầu lưỡi, ngươi sẽ rất phiền toái. Dù sao chúng ta thế nhưng quốc gia bộ môn, Triệu Hâm nghe được Trần Phi đạo khiểm biểu tình không lạnh như vậy, nhưng vẫn là giọng nói không tốt nghe nói. Có thể nội dung nhưng ở quan hệ Trần Phi. Không sai, hắn hiện tại quả thật có chút sợ bản thân những thuộc hạ kia, nếu là trở lại loạn nói huyên thuyên nói, Trần Phi sợ rằng sẽ rất phiền phức, dù sao bọn họ thế nhưng quốc gia bộ môn, là có uy nghiêm. Tuy rằng hắn là những người đó đội trưởng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tại bọn hắn phi báo bên trong, cái gọi là đội trưởng có thể không đáng giá bao nhiêu tiền, tự nhiên cũng không có rất cao địa vị đáng nói. Không, ngươi sai lầm rồi. Thế mà Trần Phi lại không có vấn đề vậy lắc đầu nói tuy rằng ngươi là phi báo, nhưng ta xem ngươi cũng nghịch súng giới, không phải chúng ta cái vòng kia người, cũng không biết chúng ta cái vòng kia quy củ. Hắn hơi dừng lại một chút, lại nói chúng ta cái vòng kia tối giảng tôn ti, cường tắc tôn, yếu tắc ti. Mà bọn họ vừa rồi cái loại này hành vi, trận cửa nhà ta miệng, nói khó nghe giờ đều là không đem ta Trần Phi để ở trong mắt. Đương nhiên người bây giờ nghe ta vừa nói như vậy, có thể sẽ nghĩ ta khinh thường, nhưng chúng ta đổi cái thuyết pháp, nếu như các ngươi ngày hôm nay thấy người, là một thất lão 80 võ học tông sư, thanh danh tại ngoại nhất lưu cổ vũ giả. Mấy người bọn hắn dám như thế cùng vài trận môn thần tựa như trận nhân ra ngoài cửa. Không bị lúc đó đánh chết đánh cho tàn phế mới là lạ. Cường tắc tôn, yếu tắc ti. Đây là hắn sư phụ cho tới nay báo cho lời của hắn. Đồng thời ngôn từ thét ra lệnh nhất định phải ở cổ vũ giả vòng tròn triệt đầu triệt đuôi thực hiện. Bằng không, đó là đã đánh mất bọn họ hình ý quyền nhất mạch mặt mũi. Hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy ngươi bây giờ cũng không phải vậy đem bọn họ đánh chết đánh cho tàn phế. Còn có, vừa rồi cái kia bị ngươi đánh thành trọng thương người, thúc thúc hắn là chúng ta phi báo đại đội trưởng. Nghe nói là một cái cổ vũ lưu phái trưởng môn nhân, chính mình nhất lưu cổ thực lực võ giả. Triệu Hâm nghe được Trần Phi giải thích giống, lúc này mới có chút lý giải hắn vừa rồi vì sao như vậy cố chấp. Đồng thời trong lòng cũng không nhịn được có chút bận tâm. Bởi vì biết lúc này, hắn mới nhớ tới, vừa rồi cái kia bị Trần Phi đánh thành trọng thương phi báo thành viên, thúc thúc của hắn thậm chí bọn họ phi báo đại đội trưởng. Mà tại bọn hắn phi báo trong, chỉ có thực lực đi đến binh vương trình tự hoặc là nhất lưu cổ vũ giả, đồng thời lý lịch cũng đủ thuần khiết, cũng đủ thâm niên, mới có khả năng bị ủy lấy trọng trách, đảm đương chức này vị.
Đồng thời loại này tồn tại tại bọn hắn toàn bộ phi báo cũng liền 20-30 người mà thôi, đến mức hắn chỗ ở phi báo tỉnh Giang Nam phân bộ, càng cũng chỉ có 7 người, vì vậy cũng khó trách hắn sẽ như vậy lo lắng. Nhất lưu cổ vũ giả, ta đã biết, không có chuyện gì. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười, theo nói sang chuyện khác được rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, các ngươi hôm nay tới tìm ta đến cùng chuyện gì a? Rất trọng yếu sao, chiến trận khiến cho dọa người như vậy, liên cảnh phục đều mặc vào. Trần Phi nói, khóe mắt dư quang bỗng nhiên liếc trộm đến Triệu Hâm trước ngực cảnh phục vải vóc căn bản không che nổi rất tròn, lửa kia lạt vóc người quả thực câu người không muốn, làm hắn muốn nuốt nước miếng. Ta vốn chính là cảnh sát, vì sao không thể mặc cảnh phục? Triệu Hâm tức giận cười cười, bỗng nhiên nghiêm túc nói ta hỏi ngươi, Bắc Sơn thị vụ án ngươi hiểu bao nhiêu? Bắc Sơn thị vụ án, chưa món, Trần Phi nghe vậy cau mày nói. Nhân thể thí nghiệm, Triệu Hâm trả lời vấn đề của hắn, đồng thời nhìn ánh mắt của hắn nghiêm túc nói nhân thể thí nghiệm ở quốc gia của ta là tối kỵ, cũng là mặt trên nghiêm lệnh phải đả kích, tiêu diệt đối tượng. Chúng ta cũng là tham chánh phủ bên kia nhận được tin tức, mới biết được chuyện này. Vì vậy, chuyện này ngươi đến cùng hiểu bao nhiêu, còn có người bị hại trong cơ thể rắn độc ngươi thật có thể hiểu rõ. Hắn sở dĩ nghiêm túc như vậy, một là bởi vì chuyện này dính đến nhân thể thí nghiệm loại này cấm kỵ. Tắc là bởi vì độc kia, kỳ thực tại bọn hắn phi báo nội bộ sớm đã có lập hồ sơ, bị liệt vào S cấp bậc. Ý tứ chính là vô tòng hạ thủ, không có biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ tham chánh phủ bên kia truyền tới ý tứ, lại dĩ nhiên là Trần Phi hình như có thể giải độc, cái này tự nhiên làm bọn hắn phi báo cao tầng cảm giác được không gì sánh được cây ết yêu ta sợ, cũng coi trọng không gì sánh được. Dù sao có thể bị bọn họ phi báo liệt vào S vật phẩm nguy hiểm, ý một loại đều là phi thường khủng bố, tính nguy hiểm thật lớn, vì vậy phải mau chóng tìm được biện pháp giải quyết, đây là trọng yếu nhất. Rắn độc, nói như vậy cũng không sai. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói kỳ thực chuyện này ta cũng chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi, cũng không rõ ràng lắm tin tức. Bất quá, độc này ta trước còn giống như gặp một lần, bất quá hai người này hình như có chút không quá vậy, có tế vi khác biệt. Trong miệng hắn cái gọi trước một lần kia, kỳ thực chính là chỉ đồng lão gia tử sự kiện kia. Hình như là đồng nhất loại độc. Trước ngươi còn gặp qua loại độc chất này, ở nơi nào, ở địa phương nào, kết quả cuối cùng thế nào? Triệu Hâm nhìn không được vội vàng nói. Vân vân chờ đã, đừng gấp gáp như vậy, từ từ sẽ đến, một vấn đề hỏi đi. Trần Phi có chút im lặng cười cười, nói ở đâu gặp qua loại độc chất này. Cùng Châu Thị Thị Uy bí thư Đồng Văn Thành phụ thân, Đồng lão gia tử biết chưa? Hắn hình như bị người âm thầm hạ độc cho đánh lén, thiếu chút nữa chết, bất quá bị ta cấp cứu trở về. Bị ngươi cứu về rồi, ngươi nói thật. Người thật có biện pháp chữa cho tốt loại này xà vương nước miếng độc. Triệu Hâm nghe vậy nhất thời lại có một ít thần sắc kích động nói. Đương nhiên là thực sự, bất quá, xà vương nước miếng độc là cái gì? Loại độc tố này tên, Trần Phi cau mày nói. Ừ, Triệu Hâm nghe vậy gật đầu, thở một hơi thật dài nói xà vương nước miếng, được khen là năm lấy làm kỳ độc một trong, hiện nay đã có 3 loại triệt để tiêu thất, tự còn dư lại nó cùng một loại khác khủng bố kỳ độc tồn thế. Mặt khác, loại này kỳ độc chính là hổ báo đường hạch tâm bí mật bất truyền, nghe nói là vị kia La Tôn chế tạo ra. Hắn là một người điên. Ở nhắc tới La Tôn tên này lúc, trong mắt của nàng rõ ràng có một loại kính nể, vẻ sợ hãi. Khiến Trần Phi nhíu. Năm lấy làm kỳ độc ta biết, trước đây quả thật có nghe sư phụ ta nhắc qua. Bất quá, La Tôn là ai? Rất lợi hại phải không? Rất khó tưởng tượng chỉ là cầm khởi một cái tên. Tự làm cho đối phương Triệu Hâm lại cảm thấy sợ. Vì vậy Trần Phi thật tò mò cái này La Tôn đến tột cùng là ai, rất lợi hại phải không? Ngươi không biết La Tôn là ai? Thế mà cái này lại đến phiên Triệu Hâm kinh ngạc, nghi ngờ nói hổ báo đường La Tôn hung danh, mặc dù là ở cổ vũ vòng tròn nội, cũng là mọi người đều biết, ngươi cư nhiên không biết. Ta thật không biết, sư phụ ta cho tới bây giờ cũng không có cho ta nhắc qua tên này. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Người kia đến tột cùng là ai? Rất lợi hại phải không? Trần Phi vội vã thúc giục, rất muốn nhanh lên một chút biết đáp án. Phải biết rằng xà vương này nước miếng nếu thật là đối phương làm ra, vậy hắn cũng rất khả năng cùng bản thân vậy, cùng tu chân giới có quan hệ, dầu gì cũng có thể là chiếm được một vị tu chân giới ma tu truyền thừa,
hay hoặc là hỏng truyền thừa, vì vậy hắn đương nhiên được kỳ đối phương là ai. Hổ báo đường ta nhớ kỹ ta lần trước nói với ngươi quá đi. Triệu Hâm nghe vậy chậm rãi mở miệng nói. Ừ, nói qua, Trần Phi gật đầu nói. Hổ báo đường trên mặt nổi có bốn vị tiên thiên cường giả, La Tôn là trong đó mạnh nhất, cũng là điên cuồng nhất, tối không hề nhân tính. Bởi vì hắn từng để nghiên cứu ra xà vương nước miếng loại này kỳ độc, mệnh lệnh hổ báo đường chí ít âm thầm bắt cướp mấy nghìn người, cùng hắn làm thí nghiệm. Triệu Hâm môi có chút run run nói. T. Trần Phi nghe vậy không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, đôi mắt hiện ra lau một cái thật sâu vẻ cây ết yêu ta sợ. Phải biết rằng, mặc dù là hắn chính mình vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, biết ở một cái to lớn hơn tu chân trên thế giới, có tàn nhẫn ma tu vi bản thân tư lợi. Sẽ có thể làm được diệt sạch nhân tính tàn sát 10 vạn, 100 vạn người, nhưng hắn giờ khắc này ở nghe được đồng dạng tương tự tin tức, cũng vẫn là không nhịn được lại càng hoảng sợ, phía sau lưng cột sống đều ở đây mạo hàn khí. Phải biết rằng, đây chính là địa cầu không phải là cái kia tu chân thế giới. Bắt cướp mấy nghìn người làm thí nghiệm, cái này mẹ quả thực chính là người điên. Hơn nữa không chỉ có như vậy, có người nói người nọ đã từng liên tiên thiên cường giả đều giết qua. Nguyên nhân cận là bởi vì không một lời hợp, đồng thời chúng ta phi báo đã từng cũng cùng hắn chống lại quá một lần, kết quả, bị diệt một cái đội. Triệu Hâm lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, ánh mắt chớp động vẻ sợ hãi. Trước không nói đã từng bị giết rơi hắn vị kia tiên thiên cường giả, đó là hạng khái niệm. Liền nói bọn họ phi báo tột cùng nhất thời kỳ, cũng liền mới bốn cái đội mà thôi, có thể khi đó, cũng bởi vì mặt trên dưới nhiệm vụ sẽ đối phó người nọ. Kết quả đủ một cái đội người đều chết hết, không một người sống sót, để cho bọn họ phi báo đó là tổn thất thảm trọng. Cũng bởi vậy có thể thấy được người nọ có kinh khủng bực nào. Điên cuồng cỡ nào. Dù sao phải biết rằng, bọn họ phi báo nhưng là chân chính quốc gia bộ môn, hưởng thụ uy che chở, có thể khi đó đối phương lại thật có lá gan đó ở động thủ trên đầu Thái Tuế, rõ ràng giết bọn họ phi báo một cái đội. Đây quả thực có thể dùng to gan lớn mật, phát rồ để hình dung. Bởi vì, này loại cử động, không thể nghi ngờ là chân chính khiêu khích quốc gia. Vậy hắn còn có thể sống đến bây giờ? Trần Phi đương nhiên cũng biết đạo lý này, vì vậy không nhịn được nói. Nếu không có thể có biện pháp nào, người này chân thực quá nguy hiểm, cũng quá mạnh mẽ, vì vậy, nếu là một lần giết không chết, liền hậu hoạn vô cùng. Không ai nguyện ý gánh chịu loại này lớn phiêu lưu hạ lệnh hành động. Triệu Hâm nghe vậy trầm mặc giải thích. Hiện tại hắn trái lại có chút lý giải Trần Phi nói câu nói kia. Bọn họ cái kia cổ vũ giả vòng tròn tối giảng tôn ti, cường tắc tôn, yếu tắc ti. Điều này cũng đúng, cái loại này có thể giết chết đồng cấp tiên thiên cường giả quái vật, nếu là thật nhất tâm muốn trốn nói, chỉ sợ cũng quả thực không có người nào có thể ngăn được. Trừ Phi, sớm tập trung vị trí của hắn, hơn 10 quả đạn đạo đập xuống, có thể còn có hy vọng. Trần Phi trong lòng suy nghĩ mở miệng nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, không nói chuyện sư phụ hắn cái loại này tiên thiên tầng thứ cổ vũ giả. Ngay cả hắn hiện tại loại này nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, một số gần như nửa bước tiên thiên, phỏng trưng tầm thường cái gì súng đạn, thuốc nổ đều cầm hắn không có biện pháp. Có thể ngăn cản, cũng có thể trốn, trừ phi có thể vận dụng cái loại này uy lực kinh khủng hơn, phóng xạ phạm vi cũng lớn hơn quân dụng đạn đạo. Vậy nếu là hắn bỏ chạy nhiều người địa phương ni? Chỉ là Triệu Hâm thuận miệng một câu nói liền đem ý nghĩ của hắn đâm phá. Đúng vậy, loại tình huống này muốn là đối phương trốn đã qua nhiều người địa phương, trốn đã qua nhân khẩu dày đặc hiện đại hóa đại đô thị, luôn không khả năng thật cái gì cũng không quản, một cái đạn đạo xuống phía dưới nổ chết vô số người đi. Được rồi, nói tránh sự đi, hiện ở phía trên có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, vì vậy ngươi bây giờ có thể hay không đi với ta căn cứ. Triệu Hâm thay đổi nghiêm túc nói. Căn cứ, Trần Phi nhướng mày. Chính là chúng ta phi báo ở tỉnh Giang Nam thiết lập phân bộ căn cứ. Ngươi cũng đừng đa tâm, lần này đúng là chúng ta phi báo cần xin giúp đỡ ngươi, bởi vì, sư phụ ta cũng trúng xả vương nước miếng độc. Triệu Hâm giải thích. Sư phụ ngươi cũng trúng độc này. Đã bao lâu, còn chưa có chết. Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Phải biết rằng loại độc chất này không có thể như vậy cái gì mạn tính, mà là độc tính phi thường kịch liệt, mãnh liệt, chỉ cần dính vào. Trong khoảng thời gian ngắn rất có thể sẽ ngay tức khắc độc phát, dẫn đến bỏ mình. Nói nhăng gì đấy, sư phụ ta muốn là chết, còn tới tìm ngươi làm gì? Triệu Hâm tức giận nói. Ngạch, cái kia nói sai,
nói sai, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Phi lúng túng nói. Ta là cô nhi, từ nhỏ từ sư phụ ta nuôi lớn. Không sai biệt lắm chắc là 7 năm trước đi, sư phụ ta vâng mệnh chấp hành một lần đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm, có thể khi trở về cả người hắn đã làm trọng thương, nhưng lại trong xả vương nước miếng độc. Triệu Hâm viền mắt có chút ửng đỏ nói. Ý của ngươi là, độc này hắn đều đã trong 7 năm. Lại còn không chết, Trần Phi nghe vậy có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng, hắn thế nhưng rất rõ ràng độc này có thật lợi hại, nếu không phải là bởi vì thủ đoạn của hắn không giống với, là người tu tiên thủ đoạn, nếu không hắn chỉ sợ cũng cầm loại này kỳ độc không có biện pháp. Nhưng bây giờ, Triệu Hâm lại còn nói sư phụ hắn đã trúng độc 7 năm. Lẽ nào đối phương còn là một tiên thiên cường giả phải không, bằng không nếu là người thường, mặc dù chính mình nhất lưu cổ vũ giả đỉnh trình độ, cũng không quá quan tâm khả năng có thể áp chế loại này kỳ độc, hơn nữa, đè một cái chính là 7 đại 7 năm. Trong chúng ta ngọ ăn cơm xong phải đi đi, bất quá, đều đã 7 năm, hơn phân nửa đã sâu tận xương tủy, vì vậy ta cũng không có quá lớn nắm chặt, quên đi, đến lúc đó nhìn rồi hãy nói. Trần Phi do dự một hồi, còn là quyết định đi xem. Một là bởi vì dù sao cũng là đại biểu quốc gia tới, là quốc gia người, có chút thời gian loại này hàng đầu quả thực rất tốt dùng. Thứ hai là bởi vì hắn cũng thật tò mò, đối phương đến tột cùng dùng để biện pháp gì, cư nhiên có thể áp chế loại này kỳ độc kéo dài 7. Nhiều năm, phải biết rằng, mặc dù là hắn hiện tại tự mình xuất thủ, cũng chỉ sợ cũng chỉ có lưỡng chủng kết quả, hoặc là sinh, hoặc là chết, bởi vì, này loại độc tính chân thực quá kịch liệt, ít khả năng thành thật xuống tới. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Phi liền đi theo Triệu Hâm chờ phi báo người ly khai Thành Dương huyện, đi đã qua phi báo ở tỉnh Giang Nam thiết lập phân bộ căn cứ. Phi báo chú tỉnh Giang Nam phân bộ căn cứ, thiết lập ở người kia yên hãn tới rừng sâu núi thẳm đầu cùng. Nhưng này trong lại phòng vệ xâm nghiêm, khắp nơi đều là hiện đại hóa phòng ngự quản chế thiết bị, căn cứ chu vi cũng có thật nhiều khiến người ra đầu tê dại hiện đại hóa binh khí, các loại lạnh như băng nòng súng, pháo quản, thậm chí còn có đạn đạo xe, địa lôi chớp mắt, rất là kinh người. Hiển nhiên, loại địa phương này, nếu không phải Triệu Hâm chờ phi báo thành viên dẫn bọn hắn đến, chính hắn sợ rằng phí rất lớn một phen công phu cũng có thể vào không được. Dù sao cái này tòa căn cứ chu vi thế nhưng 360 độ không góc chết cài đặt cao cấp nhất đều là camera, trừ phi hắn nhanh lên một chút đột phá đến tầng thứ cao hơn, học được thủ thuật che mắt, ẩn thân thuật. Bằng không, phỏng chừng một con ruồi, một con kiến đều rất khó chạy vào đi. Sau khi đi vào bớt nói, đừng gây chuyện. Khi tiến vào phi báo phân bộ căn cứ trước, Triệu Hâm cố ý hướng phía Trần Phi thấp giọng nói. Một là bởi vì phi báo bên trong căn cứ kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng như vậy thái bình, thứ hai là bởi vì trước bị Trần Phi đánh thành trọng thương trung niên nhân kia, thúc thúc hắn có thể là bọn hắn phi báo đại đội trưởng, cũng không biết hắn nhận được tin tức không có. Trong lòng nàng có chút bận tâm. Yên tâm đi, không có việc gì. Ngược lại thì Trần Phi nghe vậy theo cả cười cười, hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhất lưu cổ vũ giả, ta cổ vũ lưu phái đích đáng đại trưởng môn nhân. Trần Phi trong lòng không thể đưa không cười cười, lấy hắn hiện thực lực hôm nay, còn có thể sợ loại trình độ này. Quả thực nói đùa. Người đừng đại ý như vậy có được hay không? Người kia này đây cổ vũ giả thân phận bị đặc biệt chiêu tiến nhập chúng ta phi báo, vì vậy rất lâu, kỷ luật đối với bọn hắn người như thế mà nói, căn bản cũng không dùng được. Nếu cho hắn biết người đem cháu hắn đánh thành trọng thương, không cho người nỗ lực thảm trọng đại giới mới là lạ. Người nọ cũng là người điên. Rất thích dùng đao đoạn nhân thủ chân. Triệu Hâm không khỏi tức giận nói. Phải biết rằng ở nàng nhìn lại, Trần Phi hôm nay có thực lực mới vào nhất lưu cổ vũ giả cũng liền đính thiên. Có thể vậy đối phương cũng một vị nhãn hiệu lâu đời nhất lưu cổ vũ giả, thành danh đã lâu không nói, lại là bọn hắn phi báo đại đội trưởng, vô luận là kinh nghiệm hay hoặc giả là nội tình đều khẳng định so với hắn cường rất nhiều, vì vậy tại sao có thể phớt lờ, không đem loại này nghiêm trọng chuyện yên tâm trên. Yên tâm đi, không có việc gì. Trần Phi nghe vậy như trước bình tĩnh cười cười, bỗng nhiên đổi đề tài nói này chính là các ngươi phi báo người, quốc gia chúng ta cao cấp nhất bộ đội đặc chủng. Trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Bởi vì khi hắn trong tầm nhìn những người đó tuy rằng một đám thoạt nhìn khí thế bất phàm, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, nhãn thần sắc bén, nhưng vấn đề là cẩn thận quan sát xuống tới. Hình như cũng liền cũng chỉ có mới vào nhị lưu cổ vũ giả tả hữu,
hoặc là cùng tương đối trình độ. Thậm chí còn không bằng đương sơ hắn ở Hương Cảng chợ đêm tòa thành nội phát hiện ám vệ, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ cho người có chút thất vọng. Dù sao một cái ngành đặc biệt nội, thành viên cũng chỉ có loại trình độ này, nghĩ đến cái này ngành đặc biệt toàn bộ đoàn thể cũng lợi hại không đi nơi nào, xin lỗi trước bản thân nghe được này danh tiếng. Bất quá Trần Phi hắn cũng không muốn muốn mình bây giờ ánh mắt cao bao nhiêu, tầm thường nhị lưu cổ vũ giả trong mắt hắn căn bản không nhập chảy. Nhưng vấn đề là, loại trình độ này đặt ở quân đội tinh anh trong mắt, hay là hơi chút một chút cổ vũ giả trong mắt, coi như là rất ngưu bức. Vì vậy cũng chỉ có hắn Trần Phi ỷ vào căn bản dày, mới dám như thế nhìn không thấy người. Quốc gia chúng ta cao cấp nhất bộ đội đặc chủng, dĩ nhiên không phải, chúng ta phi báo tuy rằng lợi hại, nhưng cùng quốc gia cao cấp nhất đội quân mũi nhọn đội ngũ so với, vẫn như cũ thiếu xem. Kém khá xa, bất quá Triệu Hâm nghe vậy lại lắc đầu nói. Những thứ khác trước không nói, liền nói hắn từng ngẫu nhiên biết được chính giữa có một cái đặc biệt hành động tiểu đội, chúng cử điều kiện dĩ nhiên là tối thiểu cũng phải có binh vương thực lực, hoặc là nhất lưu cổ vũ giả đỉnh. Thử nghĩ một chút, chỉ là đối với chúng cử thành viên thực lực yêu cầu giống như cái này kinh khủng như vậy, vừa cao tầng thứ cấp một đội trưởng, đại đội trưởng, thậm chí người tổng phụ trách, thực lực của bọn họ sẽ có kinh khủng bực nào, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy có chút dọa người. Âu, vậy còn không sai biệt lắm. Trần Phi nghe vậy đương nhiên gật đầu. Còn có so với phi báo lợi hại hơn ngành đặc biệt, lúc này mới phù hợp lẽ thường nha. Này, người vừa rồi lời kia có ý tứ. Nhìn không thấy chúng ta phi báo. Nhưng vào lúc này, bên trong căn cứ cách đó không xa cả người cao đồ có hai thước cao gấu to vậy thanh niên nhân bỗng nhiên đi lên trước đến, vẻ mặt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, giọng nói rất bất thiện mở miệng nói. Rất hiển nhiên. Lỗ tai của hắn rất linh mẫn, cư nhiên nghe được Trần Phi vừa rồi theo như lời nói. Cho rằng Trần Phi nhìn không thấy bọn họ phi báo. La Cương ngươi làm gì? Mau trở về, đừng tìm đến chuyện. Triệu Hâm vừa thấy được cái này khôi ngô chừng hai thước cao tuổi còn trẻ đại hán đến, nhất thời sắc mặt vừa nói. Bởi vì, này tên có thể là bọn hắn phi báo nội nổi danh gai đầu, rất dễ trên não, cũng rất dễ dối rắm. Bất quá thực lực của hắn lại không thể nghi ngờ. Xưng là binh vương dưới cực mạnh hoành tồn tại. Rất dỗi dãnh hắn người này cũng không phải một vị cổ vũ giả, mà là lấy quân đội tinh anh chúng cử vào. Triệu Hâm, đừng mù chõ mõm vào. Ta xem tiểu tử này khẩu khí thật lớn, cái gì quốc gia chúng ta cao cấp nhất bộ đội đặc chủng, cái gì cái này còn không sai biệt lắm. Thế nào, coi thường chúng ta phi báo, xem ra bổn đại gia được cho ngươi lộ hai tay nhìn một cái, tiết kiệm tự cho là mình là cái thứ gì. Dám như thế khẩu suất cuồng ngôn. Hanh, La Cương hừ lạnh một tiếng, âm lãnh nói. Ta không phải là nhìn không thấy các ngươi phi báo, chỉ là luận sự mà thôi. Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là thản nhiên nói. Tuy rằng hắn biết rõ, bản thân vừa rồi lần nói nghe vào đối phương trong lỗ tai, quả thực khả năng có như vậy giờ không quá hợp, nhưng, sự thực chính là sự thực, luận sự mà thôi. Lẽ nào thực lực thiếu còn không cho phép ngoại nhân nói? Luận sự, thực sự là khẩu khí thật là lớn, ta đây La Cương thật đúng là muốn lãnh giáo một chút, người bao lớn bản lĩnh. La Cương nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ép tiến lên đây. Hắn thấy, tựu Trần Phi loại này thoạt nhìn văn nhược không chịu nổi tuổi nhỏ người, hắn tùy tùy tiện tiện một tay đều có thể đủ giải quyết, nhưng bây giờ, đối phương lại dám khi hắn La Cương trước mặt, dám tại bọn hắn phi báo trên địa bàn lớn lối như thế, khẩu suất cuồng ngôn, có thật không buồn cười. Muốn chết? Không cần lĩnh giáo, ta không muốn cùng ngươi đánh. Thế mà Trần Phi lại đương nhiên lười cùng loại này nhất lưu cổ thực lực võ giả cũng không có người đánh, hoàn toàn là lãng phí thời gian, hơn nữa hắn cũng thực sự không để được cái gì hứng thú. Không muốn, ta xem là không dám đi. Xem ra ngươi loại này tay trói gà không chặt tiểu tử, cũng liền chỉ dám trên miệng mặt xính thể hiện. Thật gọi ngươi động động thủ, ngay tức khắc tự trột giả. Thực sự là phế vật, vô dụng. La Cương nghe vậy lộ ra một tia châm chọc nói. Rất hiển nhiên, hắn thấy Trần Phi dĩ nhiên không phải không muốn đánh, mà là không dám cùng hắn La Cương động thủ, sợ bị giáo huấn. Vì vậy cũng chính là cái chỉ dám ở trên miệng thể hiện phế vật tiểu tử mà thôi. Không một chút bản lãnh. La Cương, ngươi nói bậy chút gì, còn không câm miệng cho ta. Triệu Hâm nghe vậy lúc này thần sắc biến đổi. Bởi vì đi ngang qua trước ở Trần Phi trong sự kiện kia sau. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ đến tiểu tử này tính cách chính là một cái thùng thuốc nổ, vừa chạm vào tựu đốt.
vừa chạm vào tựu nổ. Cho nên hắn hiện tại chỉ sợ La Cương không rõ ràng lắm Trần Phi nội tình, hồ ngôn loạn ngữ dẫn nốt Trần Phi tính tình, đến lúc đó, vậy khẳng định thì phiền toái. Dù sao ở nàng nhìn lại, La Cương thực lực tuy rằng không kém, tương phản còn rất lợi hại, tại bọn hắn phi báo trong là được nhận gần với binh vương cùng với nhất lưu cổ vũ giả thế đầu. Nhưng vấn đề là hiện tại Trần Phi so với thực lực của hắn kinh khủng hơn không nói, còn càng thế đầu. Vì vậy dĩ nhiên không phải dễ trêu như vậy. Không dám, ta kỳ thực chẳng qua là cảm thấy ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta, vì vậy ta cũng lười với ngươi lãng phí thời gian. Quả nhiên, tựu sau đó một khắc, hắn liền nghe được Trần Phi giọng nói bình thản mở miệng nói. Kỳ trong thanh âm xen lẫn một chút lãnh ý. Rất hiển nhiên hắn bây giờ là thực sự nghĩ có chút phiền, rõ ràng là hắn thực sự cầu thị nói mà thôi, nhưng thật giống như va chạm vào đối phương nhạy cảm lòng tự trọng. Nhìn không thấy các ngươi phi báo. Mặc dù trước hắn lúc đầu không phải là ý tứ này, nhưng bây giờ, ta Trần Phi coi như nhìn không thấy các ngươi phi báo, thì thế nào? Chẳng lẽ mình thực lực chưa đủ, còn không cho phép ngoại nhân nói? Như thế thủy tinh tâm. Trần Phi cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là một tốt tính tình, ngươi nếu cùng hắn hảo hảo nói, hảo ngôn hảo ngữ, có thể mọi người còn có thể nhạc vui vẻ, tất cả đại vui mừng. Có thể nếu là ngươi, phải dùng loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đến ở không đi gây sự, tới tìm hắn phiền phức, không có ý tứ, ra không phụng bồi. Có bản lĩnh động thủ lạc. Ngươi, ngươi nói cái gì? La Cương nghe được Trần Phi đoạn, trên mặt phồng đến đỏ bừng, sắc mặt cũng mắt thường có thể thấy được khó xem. Hắn không nghĩ tới, trong mắt hắn tay trói gà không chặt tiểu tử, lại dám trước mặt mọi người như thế chăng cho hắn La Cương mặt mũi, còn lớn lối như vậy, khẩu suất cuồng ngôn, nói thẳng bản thân không phải là đối thủ của hắn. Đây quả thực quá càn rỡ, buồn cười. Đến mức này cái khác nguyên bản xem náo nhiệt phi báo thành viên, lúc này cũng hoặc nhiều hoặc ít trên mặt lộ ra các loại lạnh lùng vẻ, khóe miệng vô tình, ánh mắt xẹt qua lợi hại vẻ. Phải biết rằng, đây chính là bọn họ phi báo địa bàn, nhưng bây giờ Trần Phi biểu hiện ra tư thái, vị miễn quá kiêu ngạo, không đem bọn họ không coi vào đâu. Tốt, 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 có bản lĩnh đừng luôn miệng nói, chúng ta động thủ thử xem. La Cương mạnh một cước đạp trên mặt đất, phảng phất địa chấn vậy, cả người toát ra một loại dã tính hung sát nói. Chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt khàn giọng thanh bỗng nhiên vang lên, khiến ở đây tất cả mọi người nhất tề không tự chủ được biến sắc, tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Lôi Long huấn luyện viên. Sở hữu phi báo thành viên cùng nhau hành lễ nói, nói năng có khí phách. Trần Phi thấy thế nao nao. Cũng hướng đạo kia khàn giọng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy người tới tổng cộng có 3 vị, người cầm đầu là một vị ăn mặc bộ đội đặc chủng trang phục y phục hàng ngày 4-50 tuổi trung niên nhân. Tóc có bộ phận là màu xám trắng, khuôn mặt cũng rất phổ thông, nhưng Trần Phi nhưng ở trương thông thường trên mặt mũi cảm giác được đáng sợ áp lực, thật giống như hư vô gian hữu lực lượng đưa hắn bao vây lấy vậy, long hành hổ bộ, khí tượng phi phàm. Vì vậy người này thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm, làm cho không sanh được lòng phản kháng. Phía sau còn lại là 2 vị cảnh vệ viên. Hắn là, Trần Phi nhìn không được hướng bên cạnh Triệu Hâm xin hỏi hỏi. Có thể có được khí độ như thế nam nhân, liền hắn đều cảm giác được áp lực rất nặng, cho nên đối phương tuyệt không đơn giản, rất có thể là đại nhân vật gì, nhượng hắn hiếu kỳ là ai. Hắn là sư phụ ta, Lôi Long, cũng là chúng ta phi báo năm tài công chính huấn luyện viên trong đó một vị. Triệu Hâm tiểu giải thích rõ một lần, sau đó đi tới đối phương Lôi Long trước mặt huấn luyện viên cười nói sư phụ, ta đã trở về. Đã trở về là tốt rồi. Lôi Long khóe miệng cứng ngắc ngoéo. Một cái, sau đó một đội uy nghiêm con người hướng phía Trần Phi nhìn lại, bình tĩnh nói ngươi, chính là Trần Phi đi. Là ta là Trần Phi. Trần Phi nghe được đối phương hỏi thăm, mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Nghe nói ngươi có biện pháp hiểu rõ xà vương nước miếng độc, vì vậy ta mới gọi Tiểu Hâm đi tìm ngươi qua đây. Thực sự là làm phiền ngươi, cho ngươi xa như vậy đến, nếu không ngại, chúng ta đến bên trong đi nói đi. Lôi Long nghe được Trần Phi nói cứng ngắc cười cười, lại vươn tay mời nói. Lôi Long huấn luyện viên, vân vân chờ đã, cũng không thể được trước hết để cho ta cùng hắn đấu một chút. Tiểu tử này coi thường chúng ta phi báo, nhưng vào lúc này... La Cương lại nhìn không được nhảy ra nói. Rất hiển nhiên, hắn đúng chuyện lúc trước còn cùng canh cánh trong lòng, rất là rất muốn cùng Trần Phi đấu một chút,
hoặc là nói là giáo huấn hắn một chút. Chớ hồ nháo, đi xuống đi, lấy thực lực của ngươi ở trong tay hắn không quá mấy chiêu. Lôi Long nghe vậy thản nhiên nói. Cái gì, huấn luyện viên ngươi nói ta ở trong tay hắn không quá mấy chiêu, ta không tin. Nghe được Lôi Long huấn luyện viên như vậy nhìn không thấy bản thân, ở trước mắt bao người nói ra như vậy làm thấp đi lời của mình, La Cương lúc này một vạn cái không phục, kêu to lên. Câm miệng, ngươi nghĩ cải lệnh, thế mà Lôi Long nghe vậy lại nhíu nhíu mày, trực tiếp đỉnh đầu mệnh lệnh mũ khấu trừ lại. Ta, phục tòng mệnh lệnh, La Cương vừa nghe thấy huấn luyện viên Lôi Long nói như vậy, nhất thời vẻ mặt thất vọng lui xuống. Tuy rằng hắn là trong quân bộ đội đặc chủng tinh anh trong tinh anh, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng còn là phi báo một thành viên. Vì vậy huấn luyện viên Lôi Long nói, hắn không có khả năng trái với. Nếu không, nhượng ta cùng hắn quá hai chiêu đi, thoạt nhìn, nếu ta không cùng hắn đánh, trong lòng hắn có thể không phục lắm. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói, nếu nhìn ngươi như thế không phục, tốt lắm, ta đây Trần Phi tựu lòng từ bi thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đánh tới ngươi chịu phục rồi hãy nói. Ngươi, La Cương nghe được Trần Phi như vậy bình thản giọng nói, trong lòng càng cảm thấy được Trần Phi là ở coi thường hắn, chợt không nhẫn nại được trong lòng lửa giận, cố chấp hướng Lôi Long chào một cái nói huấn luyện viên, thỉnh cho phép ta cùng hắn luận bàn một hồi. Tiểu tử này quá nhìn không thấy người, trong lòng ta chân thực nuốt không trôi khẩu khí này. Nhìn ra được, tính cách của hắn thực sự rất ngay thẳng, trong lòng nghĩ gì tựu nói cái gì, không có che che giấu giấu. Cũng để cho Trần Phi trong lòng đối với hắn ấn tượng hơi chút tốt rồi mấy phần, có thể, hắn cũng chỉ là thực sự tính tình tương đối giá trị, đầu một cây gân mà thôi. Vậy được rồi, thấy tình cảnh này, Lôi Long tự nhiên không có biện pháp lại ngăn cản. Chỉ là dùng nhãn thần hướng về Trần Phi đệ đi một cái hạ thủ lưu tình ý tứ. Rất hiển nhiên, lấy nhãn lực của hắn, sớm đã thành nhìn ra Trần Phi thực lực so với La Cương mạnh hơn nhiều lắm, vì vậy, cái này hoàn toàn chính là một hồi ỷ lớn hát yêu ta nhỏ chiến đấu. Cũng khó trách Trần Phi vừa rồi không có hứng thú. Tiểu tử, người yên tâm, tuy rằng ta rất đáng ghét miệng của ngươi, bất quá, ta còn là sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ giờ đến mới thôi. La Cương nghe vậy sắc mặt vui vẻ, nhìn Trần Phi tràn đầy tự tin nói. Rất hiển nhiên, hắn tuyệt không tin Trần Phi bằng chừng ấy tuổi, hơn nữa nhìn đi tới còn như vậy tay trói gà không chặt, người như thế sẽ là hắn La Cương đối thủ. Phải biết rằng hắn La Cương thế nhưng trong quân bộ đội đặc chủng tinh anh trong tinh anh. Minh Vương cùng với nhất lưu cổ vũ giả dưới, hắn gần như vô địch. Vì vậy hắn dĩ nhiên đối với bản thân rất có lòng tin. Phải, động thủ đi. Tốc chiến tốc thắng, Trần Phi nghe vậy cũng không có thể đưa không cười cười. Phải biết rằng lấy hắn tu vi bây giờ thực lực, coi như là nửa bước tiên thiên cường giả, hắn đều có thể đủ miễn cưỡng đấu một trận, vì vậy chính là một cái nhị lưu cổ vũ giả tả hữu tên, hắn là thật không cần để ở trong lòng. Hanh, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Nghe vậy La Cương khó chịu hừ một tiếng, sau đó bỗng nhiên cả người buộc chặt, nhãn thần một lệ. Cả người khổng lồ lực lượng kinh khủng nhất thời ở trong cơ thể hắn hình thành khổng lồ khí lưu, khiến cho hắn đùi phải như một cái tuyến vậy đá đi ra, tốc độ nhanh như một đạo cuốn phong. Rất hiển nhiên, hắn hạ bàn thật vững vàng, tự nhiên trên đùi công phu ngoài dự đoán của mọi người cường. Có chút ý tứ. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi lộ ra cười nhạt. Mặc dù đối phương loại trình độ này ở trước mặt hắn, còn không coi vào đâu. Nhưng nếu là cùng với hắn thông thường nhị lưu cổ vũ giả so sánh với, nhưng cũng coi là lợi hại. Thực lực hơi chút yếu một chút nhị lưu cổ vũ giả sợ rằng căn bản là không tiếp nổi. Dĩ nhiên, nếu là đổi thành hắn đến, loại trình độ này hắn sợ rằng tùy tùy tiện tiện tự có thể giải quyết, bất quá, cũng coi như hắn lúc này tâm tình so với vừa rồi tốt, không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhất chiêu đem đối phương đánh bại nhượng kỳ quá thương mặt mũi, thẳng thắn làm ra vẻ nâng lên chân trái cùng đối phương đúng đá mấy đá. Bang 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 phanh. Chỉ nghe thấy trong không khí bộc phát ra lăng liệt trầm thấp, cũng để cho La Cương càng ngày càng giật mình, đến cuối cùng, sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn, trong ánh mắt tất cả đều là kinh khủng. Phải biết rằng hắn toàn thân chỗ lợi hại nhất chính là một đôi chân, nhưng bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên dùng tối bất thiện dùng chân trái cùng hắn đúng đá nhiều như vậy dưới, hơn nữa toàn bộ quá trình hoàn toàn nước chảy mây trôi, căn bản không có bất kỳ sai lầm nào, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Lực đạo cương mãnh. Thậm chí hắn đều còn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt một lát sau, hai chân của hắn tự có một loại đau thấu tim gan truyền đến,
ngay sau đó cả người hắn cũng đã đứng không vững, ngã xuống. Mà một màn này, tự nhiên cũng để cho hắn óc ông một chút bối rối, thậm chí không thể tin được. Hắn La Cương cư nhiên sẽ nhanh như vậy tự bị thua. Phải biết rằng hắn La Cương khi tiến vào phi báo trước, đây chính là trong quân ta bộ đội đặc chủng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tinh anh. Cũng từng ở Thái Lan, Miến Điện cùng Lào tam giác vàng hỗn loạn khu để lại làm người ta run rẩy cùng với thán phục danh tiếng, chiến tích. Hắn được khen là có khả năng nhất tấn chức trở thành binh vương cường giả trong quân nhân tài mới xuất hiện, theo lý thuyết thực lực thực sự đã không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên ở Trần Phi trên tay không đi quá 10 chiêu, hơn nữa cái này hay là đối phương có ý định cực đại nhường tình huống dưới, bằng không, chỉ sợ hắn sợ rằng liên nhất chiêu tựu không kiên trì nổi. Mà ở nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người coi như là này nguyên bản ôm xem cuộc vui tâm tính phi báo thành viên. Lúc này nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhiều hơn một tia kính nể còn có khó có thể tin. Dù sao phải biết rằng, La Cương thực lực thế nhưng thật đả thật so với bọn hắn cường, thậm chí binh vương, nhất lưu cổ vũ giả dưới đều nhanh vô địch. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại dĩ nhiên như vậy dễ dàng đem đánh tan, lẽ nào, tiểu tử này thật chính mình nhất lưu cổ vũ giả thực lực. Điều này sao có thể? Ta, thua. La Cương lúc này cư nhiên chân không đau như vậy. Có thể trong nội tâm chấn động vẫn là như vậy mãnh liệt. Quá mạnh mẽ, hắn hiện tại trong đầu cũng chỉ có hai chữ. Bởi vì đối phương vẻn vẹn chỉ dùng tối không am hiểu chân trái cùng hắn đúng đá, để hắn bị thua, hơn nữa trước sau còn tổng cộng không kiên trì đến 10 chiêu. Tốt lưu sướng thế tiến công, ngay cả vị kia Lôi Long huấn luyện viên nhìn thấy Trần Phi chân công cư nhiên như thế xuất sắc, thậm chí làm được so với lấy chân công tăng trưởng La Cương cũng còn phải ra khỏi sắc. Nhất thời trong lòng có một loại rung động, thật giống như cường liệt muốn cùng Trần Phi giao thủ vậy. Thế nhưng, xem hắn có loại này ý tưởng xuất hiện lúc, nguyên bản uy nghiêm, sắc bén hai tròng mắt lại không hiểu tối sầm ám, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tự giễu vậy dáng tươi cười. Nếu là 7 năm trước có thể hắn còn có thể đánh, nhưng bây giờ... Ai, hắn hiện tại đều đã là một người phế nhân. Thua thì thua đi, người không kém. Trần Phi nhìn té trên mặt đất La Cương cười cười, tùy ý nói. Tuy rằng hắn lời như vậy nghe vào người khác trong lỗ tai thập phần khinh thường, nhưng bây giờ, xem hắn cho thấy siêu nhân nhất đẳng thực lực kinh khủng sau, phỏng chừng có trong lòng người loại nghĩ gì này, cũng sẽ không nói ra. Bởi vì, này cuối cùng là hiện thực, cường giả tối tôn, cường giả mới có quyền phát biểu. Đối với cường giả mà nói, loại này cái gọi là khinh thường, tự tin, phách lối nói. Kỳ thực đều là chuyện đương nhiên. Cũng chỉ có người yếu mới có thể bởi vì nội tâm mẫn cảm, mà nghĩ tự ti, nghĩ là mình đã bị vũ nhục. Nhưng trên thực tế ni, bất quá chỉ là bởi vì ngươi quá yếu mà thôi. Trần Phi A, ngươi có nghĩ là đến chúng ta bộ đội đặc chủng đến? Nếu là ngươi, có ý nghĩ này nói, ta có thể đề cử ngươi đi chúng ta phi báo tổng bộ. Ở nơi này, có chúng ta phi báo tổng huấn luyện viên. Cũng chính là các ngươi trong miệng tiên thiên cường giả tỏa chấn. Nếu là có hắn chỉ đạo, ta tin tưởng ngươi sẽ có thể trở lên một tầng lầu. Đúng lúc này, Lôi Long huấn luyện viên bỗng nhiên nói. Cái gì, đề cử đi phi báo tổng bộ. Mà đang nghe Lôi Long huấn luyện viên lời nói này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là này phi báo thành viên trong mắt càng nhất thể hiện ra ước ao, đố kỵ, giật mình vẻ. Phải biết rằng, đây chính là phi báo tổng bộ A. Mặc dù là phóng nhãn quốc nội sở hữu ngành đặc biệt, bộ đội đặc chủng, đó cũng là tuyệt đối có thể bài được tiến trước ba đội ngũ. Hầu như sở hữu phân bộ phi báo thành viên chính thức, đều lấy có thể tiến nhập trong đó vì phấn đấu mục tiêu, dẫn cho rằng vinh. Đồng thời không chỉ có như vậy, phi báo tổng bộ chỗ đó còn cấp bậc kỳ cao, hầu như tùy tùy tiện tiện một cái phổ thông thành viên đều là cục phó cấp, có thể so với địa cấp thành phố thường vụ phó thị trưởng. Lớn như vậy chức quyền. Há có thể không cho người nhìn trộm, muốn có được. Phi báo tổng bộ, Trần Phi nghe vậy rất tự nhiên cũng có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên sẽ đến như thế vừa ra. Không sai, chính là phi báo tổng bộ. Ở quốc gia chúng ta nội ngành đặc biệt, bộ đội đặc chủng, phi báo tổng bộ đủ để bài được tiến trước năm trước ba. Vì vậy, đó là một cái quốc gia chúng ta chân chính tinh anh tụ tập địa phương, sẽ phải rất thích hợp ngươi loại này không gì sánh được kiệt xuất thanh niên nhân. Lôi Long huấn luyện viên nghiêm túc mở miệng nói. Rất hiển nhiên, Trần Phi ở trong lòng hắn mặt cho điểm cực cao.
Bằng không cũng không có khả năng dùng ra không gì sánh được kiệt xuất loại này từ ngữ. Nhưng lại muốn đề cử hắn đi phi báo tổng bộ. Phải biết rằng ở nơi này, thế nhưng chính mình tiên thiên cường giả tọa chân a. Chỉ là Trần Phi nghe vậy lại theo trầm mặc, khiến ở đây tất cả mọi người không dám tin tưởng, bởi vì tại bọn hắn xem ra, có thể bị Lôi Long huấn luyện viên tự mình đề cử đi đã qua phi báo tổng bộ, đây tuyệt đối là không trung rơi hãm bính, tha thiết ước mơ chuyện tình. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên không nói lời nào trầm mặc, chẳng lẽ hắn còn cự tuyệt sao? Làm sao có thể, hắn điên rồi. Này, người còn do dự cái gì? Ngay cả Triệu Hâm đều ở một bên vì Trần Phi nhớ kỹ thẳng giơ chân, nhịn không được mở miệng nói. Phải biết rằng ở trong lòng nàng, phi báo tổng bộ đây chính là thần thánh nơi, là bọn hắn loại này quân nhân cả đời đều muốn tiến vào thánh địa. Nhưng bây giờ Trần Phi lại có cơ hội còn không biết nắm chặt, điều này làm cho hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả Lôi Long huấn luyện viên lúc này đều có chút không để lại dấu vết nhíu mày. Phải biết rằng, hắn sở dĩ chính mồm nói ra những lời này, hoàn toàn là bởi vì hắn yêu mới, hoàn toàn là bởi vì Trần Phi không tiến nhập cái loại này cao tầng thứ địa phương, thực sự quá đáng tiếc. Nhưng là bây giờ đối phương lại cư nhiên cũng không có ngay tức khắc kích động đáp ứng hắn, trái lại lộ ra một loại cân nhắc vẻ. Điều này làm cho hắn nghĩ Trần Phi có chút khinh thường. Chẳng lẽ, đường đường phi báo tổng bộ, quốc nội ngành đặc biệt, bộ đội đặc chủng trong bài được tiến trước năm trước ba tồn tại, đều ở trong lòng hắn không có tiến vào ý tưởng cùng tư cách. Nếu như thế, hắn bỗng nhiên có chút hối hận nói ra trước câu nói kia. Bởi vì như thế tự cho là đúng tuổi nhỏ người, hắn có thể không cảm thấy có cái gì có thể thưởng thức. Lôi Long huấn luyện viên, đa tạ hảo ý của ngài, bất quá, ngươi không phải là cổ vũ giả đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói. Lôi Long huấn luyện viên nghe vậy không rõ cho nên nhíu mày một cái. Nhưng vẫn là chậm rãi nói ta không phải là cổ vũ giả, ta là một gã quân nhân. Không sai, hắn là một gã quân nhân. Quả nhiên a, ngươi là một gã quân nhân. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái thiếu ý, theo, hắn bỗng nhiên ngấc đầu lên, con ngươi đen nhánh lóe sáng ra lau một cái tinh mang, nói thế nhưng, ta lại là một gã cổ vũ giả a. Vì vậy quân đội loại địa phương này, không thích hợp ta. Cự tuyệt. Dĩ nhiên thực sự cự tuyệt. Ở đây mọi người, thậm chí ngay cả Lôi Long huấn luyện viên đều đôi mắt co rụt lại, sắc mặt toát ra một loại phức tạp tâm tình. Rất hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới, Trần Phi cư nhiên thực sự cự tuyệt. Phải biết rằng có thể tiến nhập phi báo tổng bộ ngày như vậy lớn cơ hội, mặc dù là địa phương cao cấp nhất màu đỏ gia tộc, tỉ như Tiêu gia các gia tộc đệ tử, ở may mắn có thể có cơ hội như thế, tất nhiên cũng sẽ mừng rỡ như điên. Khó có thể tin. Dù thế nào tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn lại thực sự cự tuyệt. Không hối hận, dù là lấy Lôi Long huấn luyện viên cái loại này tính cách, lúc này cũng không nhịn được cau mày nói. Ngày như vậy lớn cơ hội tốt, có cơ hội tiến nhập quốc nội cao cấp nhất ngành đặc biệt. Cái này không chỉ có đại biểu có thể cấp tốc thu được có thể so với cục phó cấp bậc thân phận, cũng đại biểu thế giới của hắn trở nên càng thêm rộng, càng thêm mở mang. Tin tưởng đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Người thường đi chỗ cao, nước đã qua chỗ thấp chảy. Hắn thật không hối hận. Không hối hận, quân đội thực sự không thích hợp ta. Trần Phi nở nụ cười, rất tự nhiên, thoạt nhìn thật không có một chút hối hận. Quả thật, khi hắn người xem ra đây thật là một bước lên trời cơ hội tốt, có thể tiến nhập tầng thứ cao hơn vòng tròn, kiến thức càng thêm rộng, càng thêm bát ngát thế giới. Nhưng này một ít đối với hắn mà nói, lại cũng không có gì lực hấp dẫn. Bởi vì, hắn thế nhưng đã thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa. Trở thành trên cái thế giới này may mắn nhất người. Vì vậy, nếu là muốn so với cái này vòng tròn cao độ, thế giới mở mang. Ở địa cầu này, có ai có thể cùng hắn so với sao? Sợ rằng thực sự không tìm ra được đi. Người có chí riêng, ta đây cũng sẽ không miễn. Lôi Long huấn luyện viên nghe vậy thản nhiên nói. Có thể là lời của hắn thanh còn chưa nói hết, cách đó không xa, tự có một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, đem cắt đứt khẩu khí thật là lớn, không thích hợp. Ngay cả quốc gia ngành đặc biệt ngươi đều cho rằng không thích hợp, xem ra ngươi là muốn thêm vào hổ báo đường cái loại này hắc bang tà phái, làm hại xã hội. Ngươi không biết là ai, lại trực tiếp làm như thế nhất định chụp mũ trừ đi. Làm hại xã hội. Trần Phi đôi mắt nhanh chóng xẹt qua một tia lãnh mang.
Tựa hồ, lại có tìm việc mà tới. Lưu Tinh Khiết, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi có chí riêng, ngươi đây ý là chúng ta phi báo phải ép buộc hắn thêm vào. Mà ở vừa nghe đến không có hảo ý lạnh lùng thanh, Lôi Long huấn luyện viên nhất thời biến sắc, nhiệt cả giận nói. Phải biết rằng đối với Trần Phi cự tuyệt, tuy rằng hắn cũng rất tức giận, thế nhưng hắn làm mất đi đến không có ép buộc đối phương gia nhập ý niệm trong đầu, nếu không, bọn họ phi báo tự thành cái gì. Địa bĩ lưu manh. Ta dĩ nhiên không phải ý tứ này. Bất quá, loại này thủ đoạn độc ác tà ác hạng người, chỉ là không một lời hợp liền trọng thương cháu ta, vì vậy ta nghĩ, ngày hôm nay ta Lưu Tinh Khiết phải nhường hắn nỗ lực một ít đại giới mới được. Lôi Long huấn luyện viên, đây là chúng ta tư nhân chuyện giữa, còn xin ngươi không muốn tham dự. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Theo, chỉ thấy một vị cầm trong tay hắc sắc trường đao trung niên nam tử đi ra hắc ám, nhìn lớn khái 40-50 tuổi trên hình dạng, sắc mặt có chút vàng như nến, tóc khô ráo, dung mạo thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, có thể khi hắn khóe mắt cái kia dữ tợn sẹo nhưng trong nháy mắt làm cho đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Lưu đội trưởng, mà mọi người tại đây, nhất là này phi báo thành viên nhìn thấy người này sau khi xuất hiện, nhất thời một đám trong mắt đều không hẹn mà cùng toát ra lóe ra vẻ, thậm chí cũng không thiếu người kìm lòng không đậu sau lui một bước, sắc mặt phi bạch. Trong mắt của hắn trong tràn đầy lãnh ý, nhìn Trần Phi trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói thực lực của ngươi không sai. Chí ít ở trẻ tuổi trong là như thế này, bất quá, mặc dù là như vậy, ngươi ngày hôm nay cũng mơ tưởng đi ra cái này phi báo căn cứ. Lưu Tinh Khiết ngươi muốn làm gì? Lôi Long huấn luyện viên thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến nói. Nếu ở 7 năm trước, hắn hoàn toàn có thể dùng thực lực làm cho đối phương câm miệng, không dám làm càn như vậy nháo sự. Nhưng bây giờ, hắn đã phế đi, tuy rằng trên đầu còn chĩa vào phi báo phó huấn luyện viên hàng đầu, nhưng những người này cũng đã không đem hắn không coi vào đâu, dám tùy ý cải lệnh. Lưu Tinh Khiết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lôi Long huấn luyện viên tức giận nói. Ta muốn làm gì? Ta bất quá là muốn cùng hắn đấu một chút mà thôi. Ha ha, cầm trong tay hắc sắc trường đao sắc mặt vàng như nến nam tử cười lạnh nói. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn hướng phía Trần Phi bước lai. Ngươi nghĩ theo ta đấu một chút, thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhạt cười cười, khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng. Tuy rằng hắn thấy cái này cái gọi là Lưu Tinh Khiết thực lực nếu so với trước La Cương cường ra một mảng lớn, đúng là nhất lưu cổ vũ giả trình tự. Nhưng vấn đề là hắn hôm nay tu vi đều đã đi đến luyện khí tam trọng đỉnh. Vì vậy loại trình độ này, hắn là thật thực sự không coi vào đâu. Đấu, xin lỗi hình như là ta nói sai, đối với người loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, tại sao có thể là đấu ni? Là giáo huấn, trước ngươi chỉ dùng để chưa cái tay đả thương cháu của ta, ngươi đã không muốn, ta đây đã giúp ngươi chém nứt rơi. Lưu Thành trong ánh mắt để lộ ra một loại hung ác. Giọng nói tràn ngập sát khí quát lạnh. Nga, chiếu ngươi ý tứ này, còn muốn đoạn ta một tay. Trần Phi nghe vậy trong mắt đen nhánh hiện lên một tia hàn mang, sau đó bỗng nhiên làm ra một cái tư thế cổ quái, khóe miệng cong lại, lạnh lùng nói đã như vậy, sinh tử vô luận. Ngươi cư nhiên hiểu được loại này lễ tiết, cái này đến phiên Lưu Tinh Khiết giật mình, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên hiểu được loại này từ xưa cổ vũ giả chiến lễ. Cái gọi là chiến nghi. Liền là một loại ở cổ vũ vòng tròn truyền lưu sinh tử khiêu chiến lễ. Một khi tiếp thu, là được không chết không ngớt, cái khác người không liên hệ cũng không cần lấy bất luận cái gì hình thức mượn cớ, nữa tìm người thắng phiền phức. Làm cổ vũ trong vòng tiếng tăm lừng lẫy nhị lưu cổ vũ tông môn Tuyết Bay phái đương đại trưởng môn nhân. Lưu Tinh Khiết đương nhiên cũng biết cái này lễ nghi, chỉ là, hắn lại thật không ngờ Trần Phi lại dám đối với hắn dùng tới. Hanh, còn tuổi nhỏ. Lại dĩ nhiên như vậy cuồng vọng tự đại, thật cho rằng tùy tiện đánh bại một cái phế vật, là có thể ở ta Lưu Tinh Khiết trước mặt làm càn. Tốt lắm, dù vậy, ngày hôm nay chúng ta, sinh tử vô luận. Lưu Tinh Khiết trong nháy mắt đã bị Trần Phi loại này cuồng vọng tự đại thái độ chọc giận, ngay tức khắc không chút do dự thể hiện tương đồng tư thế, hừ lạnh nói. Xem chiêu, siêu, mà tự sau đó một khắc, hắn lại đang lúc mọi người đều còn không có phản ứng quá trước khi tới đột nhiên xuất thủ. Trường đao trong tay như hắc sắc ma quỷ quang mang vậy gào thét hướng về Trần Phi bên hông hung hăng hoành vỗ xuống, không có do dự chút nào cùng dừng lại, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, phảng phất có thể mang tất cả khởi phong quyển tàn vân xu thế, cực kỳ cường hãn, khiến ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi, sắc mặt chợt biến. Tốt,
thật là khủng cây Ediota. La Cương không dám tin lắp bắp nói, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Phải biết rằng hắn là mới gia nhập phi báo phân bộ không lâu sau, vì vậy cũng không có cơ hội thấy được nhất lưu cổ vũ giả thực lực. Nhưng bây giờ, xem hắn nhìn thấy Lưu Tinh Khiết cái này thần ma khó lường một đao sau, chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng đều ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh, một hàn khí từ hắn cột sống xông ra. Hắn biết rõ, một đao này hắn tuyệt đối ngăn cản không dưới đến. Không sai, là tuyệt đối. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả đã từng làm binh vương cường giả Lôi Long huấn luyện viên, lúc này cũng không nhịn được uy nghiêm hai tròng mắt hiện ra lau một cái vẻ lo lắng. Phải biết rằng, hắn năm đó đỉnh phong thời gian, có thể so đối phương càng mạnh, có thể ngăn trở một đao này, nhưng là bây giờ, một đao kia trong mắt hắn lại giống như ma quỷ nhận vậy tránh cũng không thể tránh. Quá nhanh, cũng quá sắc bén. Lưu Tinh Khiết nhanh dừng tay cho ta. Ta hiện tại lấy phi báo phó huấn luyện viên thân phận mệnh lệnh ngươi dừng tay. Nếu không ngươi chính là cải lệnh, nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được quát to. Bởi vì hắn chân thực không đành lòng thấy Trần Phi như vậy một cái tốt mầm, lúc đó bỏ mạng ở đây, chết tại bọn hắn đang bay báo bên trong căn cứ. Xin lỗi, Lôi Long huấn luyện viên, không phải là ta Lưu Tinh Khiết cải lệnh. Mà là đây là chúng ta cổ vũ vòng tròn nội việc tư, cùng phi báo không quan hệ. Thế mà Lưu Tinh Khiết nhưng cũng không nể tình, biểu tình trở nên càng thêm hung ác, vẻ mặt âm hiểm cười nói. Có chiến lễ loại này cứ phía trước, hắn căn bản không sợ đối phương chuyện này làm văn. Bởi vì, này có thể là bọn hắn cổ vũ vòng tròn nội mấy trăm năm truyền thống, ai dám mạo thiên hạ to lớn sơ suất, nghi vấn. Thật cho rằng tuổi còn trẻ có điểm thành tích nhỏ tự kiêu ngạo tự mãn, tự cho là đúng, cho là mình là nhân vật như thế nào. Đừng quá ngây thơ rồi. Sống ở mình trong mộng cũng không tốt, cũng được, để ta Lưu Tinh Khiết ngày hôm nay hảo hảo cho ngươi học một khóa. Cho ngươi loại này thanh niên nhân biết, cái gì là tôn ti. Lưu Tinh Khiết khí thế hám người chặt bỏ đến, tư thái ngẩng cao. Ha ha! Thế mà, Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười lạnh cười, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái châm chọc ý tứ. Tuy nói hắn thấy, cái này cái gì Lưu Tinh Khiết đao pháp miễn cưỡng cũng coi là xuất thần nhập hóa. Đặc biệt lúc này chém hướng mình một đao này các loại biến hóa, tốc độ, càng liên tầm thường nhất lưu cổ vũ giả cũng không dám muốn phớt lờ, phải toàn lực ứng phó. Nhưng vấn đề là loại trình độ này đối với hắn mà nói còn là quá yếu, thực sự thật không có có tính khiêu chiến, mọi cử động khi hắn trong khống chế. Thật giống như chơi trò chơi vậy. Cho ta cút sang một bên. Sau một khắc, hắn trực tiếp nắm móng khúc trương hung hăng nắm chặt. Hữu quyền như đạn pháo vậy linh xảo tránh thoát đối phương một đao này, sau đó trọng trọng đánh vào đối phương vai, khiến người sau thần sắc mạnh biến đổi, cảm giác mình vai như là bị cự thạch đập trúng vậy. Đầu khớp xương đều tốt giống như bị oanh chặt đứt. Phải biết rằng hắn Lưu Tinh Khiết thân là một gã thứ thiệt nhất lưu cổ vũ giả, trong cơ thể thế nhưng chính mình ám kình tồn tại, có thể hình thành bảo hộ. Thậm chí ngay cả phổ thông súng ống bắn ra đạn đánh vào mặt trên, đều không nhất định có thể triệt để phá hư, bắn thủng xương của hắn. Nhưng bây giờ, ở trước mắt hắn quyền này bị hắn xem thường thanh niên nhân, lại cư nhiên làm xong rồi, và lại hay là đang chính diện giao phong dưới. Hắn há có thể không kinh hãi. Thập, cái gì, Lưu đội trưởng chính là đầu khớp xương chặt đứt. Điều đó không có khả năng đi. Phải biết rằng Lưu đội trưởng thế nhưng nhất Lưu cổ vũ giả, sao? Làm sao sẽ? Chắc là hơi lớn ý đi. Không phải không thừa nhận, người trẻ tuổi kia có thể dễ dàng như vậy đánh bại La Cương. Tất nhiên chính mình nhất lưu cổ vũ giả tầng thứ thực lực, vì vậy, kỳ thực hắn cùng Lưu đội trưởng chính là thực lực là ở vào đồng nhất trục hoành. Chưa một bên sơ sẩy đại ý, tất nhiên sẽ chịu thiệt. Hiện tại nhất thời hỗn loạn lên, giật mình không gì sánh được. Cho tới bây giờ, bọn họ mới chính thức ý thức được Trần Phi thực lực có bao nhiêu khủng bố. Phải biết rằng Lưu Tinh Khiết có thể là bọn hắn phi báo phân bộ có chừng 7 vị đại đội trưởng một trong. Chân chân chính chính cổ vũ nhất lưu cường giả, thành danh đã có hơn 10 trở. Không nghĩ tới hắn hiện tại lại cư nhiên bị một vị trẻ tuổi đả thương, hơn nữa hình như liên đầu khớp xương đều bị cắt đứt, làm cho khó có thể tin. Muốn chết, mà Lưu Tinh Khiết ở nhìn thấy bản thân cư nhiên ở Trần Phi trong tay ăn lớn như vậy thiệt thòi, nhất thời trong lòng hiện ra nồng nặc lửa giận. Hắn cảm giác mình hình như bị thật lớn nhục nhã, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt sằng giọng. Trong tay hắc sắc trường đao hóa thành một đạo cuốn phản hình cung, phảng phất hắc sắc ma quỷ quang mang phát tiết vậy tạo thành lau một cái làm cho ánh đao.
khiến da đầu tê dại, cắt phân vô ích. Cái này đúng là bọn họ Tuyết Bay phái đao pháp chí cao nghĩa sâu xa Tuyết Bay một đao. Cũng là hắn một chiêu mạnh nhất. Thương. Nhưng ngay khi tiếp, trên mặt hắn cái loại này nắm chắc phần thắng vẻ châm chọc bỗng nhiên cứng lại rồi. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo quyền mũi nhọn hiện lên, ngay sau đó phảng phất tự có một đạo cự lực kéo tới, mạnh đấu đá thân thể hắn, làm hắn tay dĩ nhiên trực tiếp cầm không được hắc sắc trường đao. Đao bị Trần Phi một quyền này đánh bay ra ngoài, trực tiếp răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Điều đó không có khả năng. Lưu Tinh Khiết sắc mặt thần sắc đều cứng lại rồi, chỉ cảm thấy một hàn khí từ cột sống cọ 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 đi lên mạo. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân lại có thể phá giải bọn họ Tuyết Bay phái chí cao nghĩa sâu xa Tuyết Bay một đao. Còn lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức, hoàn toàn cậy mạnh. Chỉ là đến lúc này hắn cũng vẫn không nguyện lúc đó chịu thua, ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc càng thêm âm trầm, hai tay hóa thành phiêu hốt trưởng ảnh hướng về Trần Phi ngực đánh. Động tác rất nhanh, cũng rất uy thế làm cho, khiến ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới. Phải biết rằng Lưu Tinh Khiết ở trong mắt bọn hắn có thể chỉ là biết dùng đao, lại không nghĩ rằng, vẫn còn có một bộ trưởng pháp lợi hại như vậy. Còn muốn phản kháng sao? Thế mà Trần Phi lại không cảm thấy đối phương trưởng pháp có lợi hại gì. Chỉ thấy kỳ nhãn thần một lệ, thân thể một cung, mở rộng ra đại hợp hình ý quyền liền như mãnh hổ xuống núi vậy tuôn ra bộc phát ra. Hư vô gian như có hổ gầm sơn lâm giống giận giống, khiến Lưu Tinh Khiết trong nháy mắt có chút thất thần. Phải biết rằng, tuy rằng Trần Phi hình ý quyền nắm giữ không phải là tốt, thậm chí có thể dùng có chút kém để hình dung. Nhưng không chịu nổi công pháp hắn tu luyện rất cao bưng a. Trong cơ thể hắn linh khí đúng võ công chiêu thức có thật lớn thêm được. Thậm chí còn có thể sinh sôi nảy nở ra trọng trọng kỳ dị thủ đoạn. Oanh! Tự thừa dịp đối phương như thế vừa mất thần. Hắn một quyền một cước đập gãy cổ tay của đối phương, hung hăng xủy ở đối phương phần eo, đem đạp bay ra ngoài. Ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, ngay cả vị kia từng là binh vương cấp bậc cường giả Lôi Long huấn luyện viên cũng không ngoại lệ. Phải biết rằng từ Trần Phi cùng Lưu Tinh Khiết bắt đầu động thủ, đến người sau thi triển ra bản môn cực mạnh nghĩa sâu xa lại trái lại vẫn bị không huyền niệm chút nào đánh bại. Một màn này miêu tả lên tựa hồ rất dài. Kỳ thực cũng bất quá tựu trong chớp mắt. Đây chính là trong chớp mắt a. Một vị tuổi còn trẻ hơn 20 tuổi thanh niên nhân tùy tiện xuất thủ, lại đưa bọn họ phi báo phân bộ 7 đại đại đội trưởng một trong Lưu Tinh Khiết đánh bại đạp bay. Đây là hạng thực lực khủng bố. Dù cho lấy phi báo đám này không phải nhân loại bình thường ánh mắt, cũng tất nhiên lòng biết rõ. Điều này đại biểu Trần Phi thực lực quả thực đủ để treo lên đánh Lưu Tinh Khiết, đủ để vải ra hắn mấy con phố. Mẹ! Cái này rốt cuộc là có phải hay không bọn họ đang nằm mơ à? Phải biết rằng Lưu Thành thế nhưng chân chân chính chính nhất Lưu cổ vũ giả, nhưng bây giờ, lại bị Trần Phi hôm nay dễ dàng đánh bại, đây cũng nói rõ cái gì? Tính, hiện trường vẫn duy trì yên tĩnh như chết. Không người nào dám cả tiếng hô hấp, không người nào dám nói đánh vỡ trầm mặc. Ta nhớ kỹ người mới vừa nói muốn ta một tay đi. Trần Phi một chân dẫm ở vứt xuống trên mặt đất Lưu Tinh Khiết trên cổ tay. Khóe miệng vẽ bề ngoài, thản nhiên nói. Không phải là, ta, nghe ta giải thích, Lưu Tinh Khiết nghe vậy chỉ cảm thấy cả người đều ở đây mạo hàn khí, sắc mặt trắng bệch giải thích. Giải thích, ta xem không cần giải thích, răng rác, thế mà Trần Phi nhưng căn bản lười cho hắn cơ hội giải thích. Theo chỉ thấy kỳ con người đen nhánh chợt tinh mang lóe lên, sau đó giơ chân lên hung hăng hướng phía đối phương cổ tay đạp đi. Răng rác một tiếng. Đối phương cổ tay rất hiển nhiên trực tiếp cắt đứt. T, Lưu Tinh Khiết cũng hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt cảm giác được cổ tay truyền đến toàn tâm thống khổ, chỉ là hắn cũng không dám nhiều hơn nữa miệng, biện giải cái gì. Bởi vì Trần Phi thực lực thực sự quá khủng bố, thậm chí ngay cả hắn cái này nhất lưu cổ vũ giả cũng không từ cảm giác nội tâm hồi hộp, có chút run rẩy lên. Cổ vũ giả vòng tròn, người mạnh là vua, mà cái này, cũng chính là tôn. Tính. Hiện trường vẫn duy trì yên tĩnh như chết. Không người nào dám cả tiếng hô hấp, không người nào dám nói đánh vỡ trầm mặc. Bởi vì, này một màn chân thực quá rung động, không chỉ có đại biểu cho Trần Phi thực lực vượt qua La Cương rất nhiều, thậm chí ngay cả Lưu Tinh Khiết đều ở trước mặt bọn họ bị đánh bại, tận mắt nhìn thấy. Phải biết rằng đây chính là bọn họ phi báo phân bộ căn cứ đại đội trưởng A.
cổ vũ vòng tròn nổi tiếng tăm lừng lẫy tam lưu cổ vũ tông phái Tuyết Bay phái đương đại trưởng môn nhân, lại cư nhiên không phải là Trần Phi đối thủ. Hơn nữa người sau niên kỷ còn trẻ tuổi như vậy. Đoạn ngươi một tay quyền đương khiển trách, ngươi nếu không phục khí, chúng ta tiếp tục. Mắt thấy Lưu Tinh Khiết run rẩy sụi lơ trên mặt đất, dùng một loại kính nể, run rẩy ánh mắt nhìn hắn, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng khóe miệng cong lại, mặt không chút thay đổi nói. Hắn tự là một người như vậy, rất nhiều thời gian đều có thể cười hì hì cùng ngươi nói ba nói bốn, nhưng nếu là ngươi phải không biết thú, phải được một tấc lại muốn tiến một thước tới tìm hắn phiền phức, đặc biệt còn là cái loại này nguyên tắc tính vấn đề. Hắn trong xương cốt cái loại này ngoan lệ được tính tình cũng sẽ bị kích thích ra đến. Ghê gớm đánh trước quá một hồi rồi hãy nói, ta cũng muốn nhìn một chút, người đến tột cùng có rất nghiêu bức. T. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trong miệng như vậy không mang theo cảm tình, màu sắc thanh âm lạnh như băng, ở đây tất cả mọi người nhìn không được cả người run lên, từ cột sống toát ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí. Phải biết rằng Lưu Tinh Khiết tại bọn hắn phi báo nội bộ hung danh không có thể như vậy nói chơi, bình thường chính là không coi ai ra gì mẫu mực, tính cách âm ngoan, độc ác. Hạ thủ tự nhiên cũng tương đương tàn nhẫn. Thường xuyên không một lời hợp, sẽ đoạn nhân thủ chân, thậm chí ngay cả lôi long nói đều đối với hắn chỉ có thể khởi rất nhỏ một bộ phận tác dụng. Bình thường căn bản không ai dám chọc hắn. Nhưng bây giờ, như vậy nhất tôn ở trong mắt bọn hắn bị coi là nguy hiểm đại danh từ Lưu Tinh Khiết, lại cư nhiên bị chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người đạp thân thể trào phúng. Đây quả thực tựa như giống như nằm mơ, làm bọn hắn khó có thể tin. Nhất là đã từng chính mình binh vương thực lực lôi long, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một vị nhất lưu cổ vũ giả mặc dù là mới vào con đường, cũng tất nhiên chính mình người bình thường khó có thể tưởng tượng chỗ kinh khủng. Một khi người như vậy khởi xướng nộ đến, cũng không phải thế tục điều khuôn pháp luật có thể ràng buộc được. Thậm chí ngay cả bọn họ phi báo, cũng rất khó. Cho nên khi hắn ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên thực sự đánh bại Lưu Tinh Khiết, trong lòng hắn chấn động quả thực khó có thể dùng từ nói hình dung. Mà cho đến lúc này, hắn rốt cục có chút chợt trước Trần Phi vì sao phải cự tuyệt hắn. Xem ra, không phải là không có hứng thú, mà là hắn chướng mắt a. Nhất niệm đến nước này, lôi long huấn luyện viên không khỏi lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới đường đường phi báo tổng bộ, cư nhiên đều có bị người ghét bỏ một ngày, ai, cái này thật đúng là, không lời nào để nói a. Chịu phục, chịu phục, là ta Lưu Tinh Khiết có mắt như mù, trước có nhiều đắc tội, xin bằng hữu thủ hạ Lưu Tình, tha ta một mạng. Đến mức Lưu Tinh Khiết đang nghe Trần Phi nói, tuy rằng phổi đều nhanh nổ, cảm giác mình bị thật lớn nhục nhã, nhưng hắn vẫn không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt có chút làm càn, vẻ mặt trắng bệch nói. Thức thời cúi đầu. Phải biết rằng, hắn Lưu Tinh Khiết thế nhưng địa đạo đạo cổ vũ người trong, tự nhiên vạn phần rõ ràng một vị tu vi thực lực so với chính mình mạnh người. Ở cổ vũ vòng tròn nội, cái này ý vị như thế nào? Huống hồ vừa rồi hắn còn thân hơn thân lĩnh giáo Trần Phi thực lực kinh khủng, quả thực hoàn toàn không phải là một tầng thứ, đủ để đem hắn treo ngược lên đánh. Vì vậy hắn hiện tại kỳ thực đã vạn phần hối hận tại sao mình muốn không biết sống chết, chạy đi trêu chọc Trần Phi loại này thay đổi tai. Tiểu, Trần Tiên Sinh, Lưu Tinh Khiết hắn quả thực làm có chút không tốt. Bất quá, xem ở chúng ta phi báo mặt mũi. Còn xin ngươi mở một mặt lưới, ta bảo chứng hắn về sau tuyệt đối không dám trở lại trêu chọc ngươi. Mà ở nhìn thấy Lưu Tinh Khiết như vậy hoảng sợ té trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng thất sắc hình dạng, lôi long khẽ cau mày nói. Tuy rằng, hắn và đối phương bình thường thập phần không hợp, thậm chí bình thường lời của mình đối phương cũng làm thành là gió thoảng bên tai, nhưng, đối phương đến tột cùng là phi báo người, hắn không có biện pháp làm như không thấy. Không sai. Về sau chỉ cần có ngài Trần Tiên Sinh ở địa phương, ta Lưu Tinh Khiết tuyệt đối nhượng bộ lui binh. Nếu làm trái lời thề này thiên lôi đánh xuống, Lưu Tinh Khiết nghe vậy cũng là mạnh trước mắt sáng ngời, cắn răng phát thệ nói. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại loại trình độ này ở trong mắt người khác, là hắn Lưu Hồn Nhiên sợ. Bằng không làm sao có thể sẽ nhượng bộ lui binh. Bất quá khi hắn Lưu Tinh Khiết trong mắt, cái này lại không coi vào đâu. Chỉ cần có thể bảo trì Trần Phi về sau không đang âm thầm thu thập hắn, nhượng bộ lui binh coi là cái gì. Cùng mặt mũi so với, đương nhiên mệnh quan trọng hơn. Nếu lôi long huấn luyện viên biện hộ cho, vậy cứ như vậy đi. Trần Phi thấy thế không thể đưa không cười cười, tùy ý nói. Hắn đương nhiên cũng không phải thật nghĩ đối phương bao lớn mặt mũi,
chỉ là hắn vốn là không muốn tiếp tục làm gì, đã như vậy, sao không biết thời biết thế ni? Đa tạ Trần tiên sinh lòng dạ rộng, Lưu Tinh Khiết nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Thế mà Trần Phi lại không phản ứng hắn, mà là nhằm vào theo Lôi Long nói Lôi huấn luyện viên, xin lỗi. Nga, được rồi, thương thế của ngươi. Hắn rốt cục nhớ tới cái này mục đích. Trần tiên sinh thỉnh, chúng ta tiến thêm một bước nói đi. Lôi Long nghe vậy đôi mắt mạnh xẹt qua một tia tia sáng, hướng về Trần Phi ôm quyền nói. Nói thật đi, nếu là trước, hắn thật đúng là không tin Trần Phi có thể chữa cho tốt hắn cũng nhanh, có thể loại trừ trong cơ thể hắn xả vương nước miếng độc. Nhưng là bây giờ, Trần Phi ở trước mặt hắn cho thấy lớn như vậy một hồi kỳ tích sau, trong lòng của hắn không hiểu trở nên có chút mong đợi. Tuổi còn trẻ, thực lực kinh khủng như vậy, y thuật, có thể hay không vậy lợi hại ni. Trong lòng hắn thực sự rất kỳ vọng a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà ở nhìn thấy Lôi Long, Lôi huấn luyện viên nói ra nói như vậy, đúng Trần Phi chính là một cái thiểu niên nói như vậy tôn kính, nếu là trước, hoặc là ở cái khác trường hợp, bọn họ những này phi báo thành viên nhất định sẽ không gì sánh được giật mình, sợ giật mình. Nhưng bây giờ, một màn này tại bọn hắn xem ra cũng lại chuyện không quá bình thường tình. Phải biết rằng mặc dù là 7 năm trước Lôi Long Lôi huấn luyện viên tột cùng nhất thời gian, cũng không thấy có thể so với bây giờ Trần Phi cường. Mà bọn họ cái vòng này lại từ trước đến nay lấy người thành đạt làm đầu, người mạnh là vua. Khách khí, Lôi huấn luyện viên xin đem. Kỳ thực Trần Phi trong lòng cũng còn là rất tôn trọng những quân nhân này, vì nước vì dân, vứt đầu sái nhiệt huyết, suốt đời đều bởi vì xã hội dân chúng tạo phúc. Vì vậy hắn đương nhiên sẽ không đúng Lôi Long có chút khinh thị, nghe vậy vội vã khách khí nói. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức có chút giống thời đại mới hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Mà trên thực tế ni, hắn bất quá là ở đối đãi bất đồng vòng tròn người, dùng bất đồng phương pháp xử sự mà thôi. Đối với cổ vũ vòng, thái độ của hắn sớm đã thành thâm căn cố đế. Một là hắn từ nhỏ đến lớn đều bị sư phó hắn ảnh hưởng, hành tẩu giang hồ, hắn đại biểu chính là hình ý quyền nhất mạch. Vì vậy vô luận bất cứ lúc nào, cũng không thể đưa bọn họ hình ý quyền nhất mạch mặt mũi đã đánh mất. Bởi vì, này dạng sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông. Thứ hai là bởi vì, hắn khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau. Kỳ thực tính cách cũng có chút thoáng chịu ảnh hưởng. Ừ, chúng ta đi thôi. Lôi Long Lôi huấn luyện viên gật đầu, đem Trần Phi mang đi căn cứ ở chỗ sâu trong. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cùng Lôi Long Lôi huấn luyện viên đơn độc sau khi rời khỏi, Lưu Tinh Khiết mặt âm trầm buồn bã ly khai. Hắn là dùng đao, nhưng bây giờ cổ tay lại bị Trần Phi đạp gãy, cho dù có thể đón thêm tốt, cũng tất nhiên không bằng từ trước linh mẫn, vì vậy thương thế kia là sẽ dẫn đến thực lực của hắn giảm xuống. Thấy tình cảnh này, đông đảo phi báo thành viên trong mắt đều lấp lánh kính nể cùng với vẻ phức tạp. Phải biết rằng ngay hôm nay chuyện này phát sinh trước, Lưu Tinh Khiết tên này, ở trong lòng bọn họ trong có bao nhiêu nguy hiểm, không nghĩ tới bây giờ lại cư nhiên rơi xuống loại tình trạng này. Cho nên nói a, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt, bằng không, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày. Nửa giờ sau, phi báo phân bộ căn cứ ở chỗ sâu trong. Lôi Long Lôi huấn luyện viên cởi mặc áo ngồi xếp bằng ở một loại rất thông thường trên giường, đến mức Trần Phi, tắc vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên giường. Mà ở căn này trong mật thất, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, bất ngờ còn có một vị khác tuổi gần 70 lão đầu, thoạt nhìn tinh thần tốt, ăn mặc y phục hàng ngày, trên mặt mặc dù hiền lành cười, lại làm cho một loại không giận tự uy cảm giác. Phảng phất đã suy bại trong cơ thể cất giấu khủng bố năng lượng, khàn khàn đôi mắt lấp lánh tinh mang. Tiểu tử, xin chào. Hắn cười nhạt nhìn Trần Phi, nói. Ngạch, lão gia gia, xin chào. Trần Phi nghe vậy có chút lúng túng chỉ độn nói. Mà chống đỡ phương cái loại này chừng hơn 70 tuổi, quả thật có tư cách làm gia gia hắn. Trần tiên sinh, vị này chính là La Thủ trưởng, nguyên lĩnh Nam Tư lệnh quân khu. Lôi Long Lôi huấn luyện viên giới thiệu. T, Tư lệnh viên. Trần Phi nghe vậy nhìn không được âm thầm cũng hít một hơi khí lạnh, rất giật mình. Phải biết rằng lĩnh Nam quân khu thế nhưng đại quân khu, vì vậy cần quân khu nguyên tư lệnh viên là cái gì khái niệm? Tối thiểu cũng sẽ là vị trung tướng, tương đương với tỉnh bộ cấp chức vị chính loại trình độ đó phong cương đại lại, vì vậy khó trách hắn sẽ như vậy giật mình. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn vẫn còn trên người đối phương cảm thấy khí tức nguy hiểm. Vì vậy rất có thể,
đối phương còn là một vị thực lực kinh khủng binh vương. Đều là chuyện cũ năm xưa, cầm này làm gì? Tiểu tử, trước cho Lôi Long nhìn bệnh đi. La thủ trưởng cười nhạt nói. Ân. Trần Phi nghe vậy biến sắc, lại khôi phục lại như trước cái loại này bộ dáng bình tĩnh, ánh mắt đảo qua, rơi xuống Lôi Long cường tráng trên thân thể, theo liền thật sâu nhíu mày. Bởi vì, cỗ thân thể kia chân thực quá tệ, không chỉ có tràn đầy vết đao, vết đạn sẹo răng khắp nơi, thậm chí ngay cả đan điền, lồng ngực đều triệt để rửa nát, lộ ra hiện lên máu đen thịt vụn. Máu đen lại còn có hủ thực tính, tầm thường băng vải căn bản không cách nào trói chặt vết thương. Như vậy ngươi cũng chưa chết, ta, thực sự bội phục ngươi. Trần Phi là thật nhìn không được mới nói ra câu nói này, vì vậy hắn là thật ăn xong. Khó có thể tưởng tượng, loại này dằn vặt đối phương đến tột cùng làm sao sống quá đủ 7 năm, bởi vì loại trình độ này hắn chỉ là nhìn đã cảm thấy có chút da đầu tê dại, có hàn khí từ lòng bàn chân cọ cọ đi lên đến. Ta không muốn chết, vì vậy còn sống. Đương nhiên cũng còn may mà y thánh đường tuần lão, bằng không, ta không sống tới hiện tại. Lôi Long tự giễu vậy cười cười, nói. Y thánh đường, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra. Đó là ta quốc bí mật thiết lập một cái chức cấp rất cao ngành đặc biệt, ừ, chính là so với phi báo tổng bộ đẳng cấp cao hơn nữa. Cái ngành này, cũng chính là y thánh đường thành viên chính thức cực nhỏ, cũng chỉ có 4-5 cái, nhưng bọn hắn tất cả đều là trung y, phi thường vô cùng lợi hại trung y. Lôi Long không mở miệng, La thủ trưởng bỗng nhiên nói. Tất cả đều là trung y, phi thường lợi hại trung y. Trần Phi nghe vậy mâu quang hơi lóe ra. Bị vừa nói như vậy, nhưng thật ra làm hắn bỗng nhiên rất cảm thấy hứng thú. Bên trong tất cả đều là trung y, hơn nữa còn là rất lợi hại trung y. Đối với Trần Phi mà nói, hôm nay tối có thể làm cho hắn nhắc tới hứng thú không thể nghi ngờ cũng chỉ có hai chuyện, một là tu vi của hắn thực lực. Hai chính là của hắn trung y y thuật. Khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau, hắn đối với mình nghệ thuật đương nhiên cực có tự tin, tự nhiên mà vậy, điều này cũng làm cho hắn đúng y thánh đường sinh ra hứng thú không nhỏ. Y thánh đường, cư nhiên khẩu khí lớn như vậy. Nghĩ đến cũng hẳn không phải là được hư danh mới đúng. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng lộ ra cười nhạt nói nếu không trước cho vị kia tuần lão gọi điện thoại đi. Vừa vặn. Ta cũng cần từ hắn đó hiểu rõ một ít tình huống. Trên thực tế hắn căn bản không cần hiểu rõ cái gì, mà loại hành vi này chỉ là một loại lễ nghi mà thôi. Nếu muốn động người khác bệnh nhân, tổng còn là cần sớm thông báo một tiếng, vậy cũng là bọn họ nghiệp nội một cái bất thành văn luật lệ. Đại biểu lễ nghi, tôn giả. Tốt lắm, ta cho tuần lão gọi điện thoại. Lôi Long cũng không nghĩ quá nhiều, nghe vậy từ một bên cầm tới vệ tinh điện thoại di động, bấm thần bí giản đoạn dãy số. Sau đó đô đô thanh chậm rãi vang lên, phảng phất có thể dẫn động tới mọi người tại đây tim đập nhanh vậy, tràng diện có vẻ rất an tĩnh. Này, một lát sau, điện thoại kết nối, từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo nhàn nhạt già nua thanh. Chỉ là đang nghe thanh âm kia lúc, Trần Phi chợt giật mình. Tuần lão xin chào, ta là phi báo Lôi Long. Điện thoại đầu này Lôi Long cung kính mở miệng nói. Chớ nhìn hắn từng là một vị đỉnh binh vương cường giả. Hôm nay tuy rằng nửa phế đi, nhưng là có thường nhân khó có thể tưởng tượng thân phận địa vị. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, nếu là đưa hắn hôm nay thân phận địa vị đổi thành chức cấp, chỉ sợ cũng liên hoàng đào cái loại này địa cấp thành phố thị trường, đều so với hắn muốn ải nửa cái đầu, bởi vậy thấy rất mạnh. Có thể coi là như thế này, hắn lúc này biểu hiện ra thái độ, cũng còn là như vậy tôn kính, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thân phận của đối phương địa vị khẳng định so với hắn cao hơn nữa. Thậm chí có khả năng không ngừng cao hơn một bậc. Là chân chân chính chính đại nhân vật. Nga, tiểu Lôi là người A, là bên trong cơ thể ngươi rắn độc lại bạo phát. Không đúng A, tính toán thời gian, không phải là hẳn là còn chưa tới sao. Chẳng lẽ là ta lần trước trị liệu có mất lầm, bên đầu điện thoại kia vị kia hơi có chút nghi ngờ cau mày nói. Phải biết rằng y thuật đến rồi hắn loại tầng thứ này, nếu là nói sai lầm, thực sự đã vô cùng khó khăn phạm vào. Nhưng bây giờ Lôi Long lại sớm gọi điện thoại cho hắn, cùng trước hắn trong lòng mong muốn thời gian có chỗ bất đồng. Lẽ nào, thực sự là hắn lần trước không ra phải không? Cái kia tuần lão, không phải, là như thế này. Lôi Long nói đến đây bỗng nhiên có chút lúng túng. Bởi vì cho tới giờ khắc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, hắn cái này một thân độc cùng bệnh, trước đều là do tuần lão chữa trị. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên lại tìm tới một vị khác bác sĩ.
cái này có đúng hay không có chút đắc tội với người ý tứ, không tin đối phương y học Trung Quốc thánh thủ. Tuần lão y thuật. Nhưng ngay khi Lôi Long Chính xấu hổ, không biết nên nói như thế nào minh tình huống lúc, đứng ở kỳ bên cạnh bên giường Trần Phi chợt cười cười, nói điện thoại cho ta đi, ta mà nói. Rất hiển nhiên hắn lúc này đã nghe được đối phương đến tột cùng là ai, làm nửa ngày, lại là người quen a. Nga, tốt lắm, Trần tiên sinh ngươi tới nói đi. Lôi Long nghe vậy tuy rằng vô cùng kinh ngạc Trần Phi lại sẽ như vậy trực tiếp, vừa lên đến sẽ nghe điện thoại. Bất quá cái này vừa vặn cũng là có thể giúp hắn giải vây, vì vậy hắn chợt ngay tức khắc gật đầu, đem vật cầm trong tay hắc sắc vệ tinh điện thoại đưa tới Trần Phi trên tay. Này, Tuần lão xin chào, là ta, Trần Phi. Tiếp nhận điện thoại, Trần Phi mắt hơi híp mở miệng cười nói. Trần Phi, bên đầu điện thoại kia thanh âm già nua rõ ràng trần chờ một chút, sau đó ngữ điệu bỗng nhiên dương lên, vui vẻ nói Trần bác sĩ là ngươi. Rất hiển nhiên hắn rốt cục ký ức khởi Trần Phi là ai, ngày đương sơ Đổng ra bên trong biệt thự, hắn từng cùng Thành Bay đi qua một lần điện thoại, đến nay ấn tượng không gì sánh được khắc sâu. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn bây giờ còn đã nhận được Đổng lão gia tử lành bệnh khang phục, thậm chí tu vi tiến thêm một bước tin tức. Như vậy, hắn như thế nào quên Trần Phi cái này đô thị kỳ nhân? Tuy rằng tuổi tác của bọn họ khả năng kém thật lớn, thế nhưng, ở trong lòng hắn cho rằng, Trần Phi y thuật rất khả năng kiêu ngạo hắn, thậm chí đang xử lý có chút nghi nan tạp chứng phương diện còn so với hắn năng lực có điều vượt qua. Tuyệt đối xưng là lại y đạo thiên tài, mấy trăm năm hiếm thấy. Trần bác sĩ. Mà Lôi Long, là thủ trưởng tái kiến một màn này, đường đường hoa hạ y thánh đường đường chủ Tuần lão, cư nhiên biết dùng như vậy một loại đối đãi ngang nhau trình tự người giọng, cùng Trần Phi nói. Dù là lấy hai người bọn họ ổn trọng cùng lòng dạ. Lúc này cũng có chút bị hù được, trên mặt biểu tình đọng lại ở. Dùng một loại như là thấy quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, bọn họ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, tiểu tử này dĩ nhiên nhận thức y thánh đường Tuần lão. Bất quá ngay sau đó người thứ hai phản ứng cũng trời ạ, Tuần lão dĩ nhiên biết dùng loại giọng nói này cùng Trần Phi chào hỏi, đây chẳng lẽ là đang nằm mơ. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết rằng thân là hoa hạ y thánh đường đường chủ, Tuần lão mặc dù không gọi được quốc nội tốt nhất trung y, nhưng là tuyệt đối có tư cách vững vàng bài nhập trước ba, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên đúng Trần Phi loại này thiểu niên coi trọng như vậy, dùng loại giọng nói này nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phi y thuật rất có thể kiêu ngạo ở đối phương, bằng không, Tuần lão thái độ tuyệt không khả năng như vậy. Mà nhất niệm đến nước này. Vô luận là Lôi Long hay là La thủ trưởng nhìn phía Trần Phi ánh mắt, đều trong nháy mắt hình như đang nhìn nhất tôn tiểu quái vật vậy. Trong ánh mắt tràn đầy cây ết yêu ta sợ. Phải biết rằng, tại bọn hắn xem ra, Trần Phi đính thiên cũng liền hơn 20 tuổi đi. Bằng chừng ấy tuổi, có thể là y thuật của hắn lại thậm chí ngay cả đường đường y thánh đường Tuần lão đều tán thành. Hắn coi như là từ nhỏ ở trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập y thuật, chính là 20 năm, cũng không có khả năng lợi hại như vậy đi. Phải biết rằng, Tuần lão đây chính là cũng sớm đã qua trăm tuổi, làm nghề y hơn 100 năm. Trần tiên sinh ngươi ở đây tiểu Lôi bên kia, Nga, được rồi, là bởi vì hắn trong thân thể độc đi. Thế nào, hiện tại có đầu mối sao? Lấy Trần tiên sinh y thuật của ngươi, cũng quả thật có khả năng cởi ra cái loại này độc. Bên đầu điện thoại kia Tuần lão lại mở miệng nói. Mà hắn lời vừa nói ra, lại khiến Lôi Long. La thủ trưởng hai trong lòng người nhịn không được đánh cái giật mình, trên mặt mũi nhất tề lộ ra một tia vẻ cây ết yêu ta sợ. Còn kém không trợn tròn trong mắt, há to mồm. Phải biết rằng đương sơ tìm đến tự mình đến phi báo vi Lôi Long xem bệnh lúc, đều thản nói bản thân bất lực, không cách nào trừ tận gốc. Chỉ có thể như muối bỏ biển đem áp chế. Nhưng bây giờ, nghe hắn câu nói kia ý tứ, lại là cho rằng Trần Phi loại này thiểu niên có khả năng cởi ra cái này xà vương nước miếng độc. Nhượng Lôi Long triệt để thoát khỏi hôm nay cái này người không ra người quỷ không ra quỷ hình dạng. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin, bởi vì... Này loại nói ý vị như thế nào? Ý nghĩa, lẽ nào, Trần Phi y thuật còn so với Tuần lão càng cao không được? Hắn thật sự có biện pháp loại trừ trong cơ thể ta xà vương nước miếng độc. Lôi Long chỉ cảm giác buồng tim của mình chưa bao giờ có điên cuồng kịch liệt nhanh hơn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Đến mức La thủ trưởng càng đang dùng một loại phát hiện bảo nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi,
càng xem Trần Phi càng nghĩ Trần Phi khả ái. Thực sự là nhân tài a, không chỉ có hơn 20 tuổi tựu có siêu việt phổ thông nhất lưu cổ vũ giả cường giả thực lực, hôm nay càng ngay cả đường đường hoa hạ y thánh đường đường chủ Tuần lão, đều đối kỳ y thuật phi thường tán thành, mặc cảm. Quả thực không thể tin được. Manh mối ta nhưng thật ra hơi chút có một chút, bởi vì trước hình như có tiếp xúc qua loại độc chất này, bất quá, dù sao đều đã 7 năm, có thể hay không đi, ta kỳ thực cũng không nhiều lắm nắm chặt. Thế mà Trần Phi nói thiếu thoáng bát bọn họ một điểm nước lạnh. Ai, chuyện ở bởi vì đi, dù sao tại đây loại nghi nan tạp chứng phương diện, người quả thực so với ta có năng lực hơn. Nói không chừng thì có một đường hy vọng ni. Như vậy đi, ta trước đem ta những năm gần đây tổng kết tình huống nói cho ngươi biết, xem có thể hay không cho ngươi đưa đến một điểm tham khảo tính tác dụng. Bên đầu điện thoại kia Tuần lão chậm rãi nói. Tuần lão khách khí, nếu có thể có ngươi những năm gần đây tổng kết kinh nghiệm, khẳng định có thể nhượng ta ít đi không ít đường vòng. Ngươi chờ ta một chút, ta đi tìm một chút giấy bút. Trần Phi nghe vậy nhất thời hưng phấn nói. Nhãn thần ý bảo La thủ trưởng bản thân cần giấy cùng bút. Chờ, La thủ trưởng nhẹ giọng nói, xoay người tìm tới giấy cùng bút. Tốt rồi, Tuần lão nói đi. Trần Phi tiếp nhận giấy cùng bút tìm một cái băng, ở trước bàn ngồi xuống. Sau đó đó là kéo dài nửa giờ giao lưu. Mà ở nửa canh giờ này trong, tuy rằng Trần Phi cũng không có biểu lộ ra cái gì, như trước chân chân chính chính đang cùng bên đầu điện thoại kia Tuần lão thảo luận. Chỉ là... hắn chân mày lại lặng yên không hơi thở vượt mặt nhăn càng sâu, khiến quan sát được một màn này La thủ trưởng có chút mâu quang lóe ra. Trần tiên sinh, ta hiện tại hiểu biết tình huống cứ như vậy nhiều, nếu không ngươi trước một thân một mình suy tính một chút, ta bên này nói thêm nữa, sợ quấy nhiễu được ngươi tư tự. Đến cuối cùng, Tuần lão nhận chân chân nói. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại rất rõ ràng mình tác dụng đã dùng hết, vì vậy hiện tại tiếp cũng chỉ có thể toàn dựa vào Trần Phi bản thân. Bởi vì đối phương xử lý loại này nghi nan tạp chứng năng lực so với hắn cường. Ở như vậy tiền đề cơ sở trên, hắn trái lại không thích hợp nói thêm nữa, biểu đạt ý kiến, bởi vì này dạng sẽ quấy nhiễu được Trần Phi độc lập suy nghĩ, trái lại không đẹp. Ừ, Tuần lão, ta đây trước hết cúp điện thoại. Trần Phi hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, gọn gàng dứt khoát cúp điện thoại, sau đó rơi vào trầm tư. Ngón tay đánh mặt bàn thanh âm theo vang lên. Thấy tình cảnh này, khẩn trương nhất người đương nhiên không phải Lôi Long không còn ai. Bởi vì, này loại người không ra người quỷ không ra quỷ thảm trạng đủ hành hạ hắn 7 năm, tuy rằng hắn đều chịu đựng nổi, nhưng nếu là thật có thể đủ giải độc, trong lòng của hắn đương nhiên một vạn cái muốn bắt ở cơ hội như thế. Hắn chân thực sự chịu đủ rồi. Đến mức La thủ trưởng, lúc này đồng dạng trong lòng cũng rất nôn nóng. Bởi vì vừa rồi trò chuyện thời gian hắn vẫn quan sát đến Trần Phi biểu tình. Quan sát được đối phương đã từng nhiều lần không kiềm hãm được nhíu, mà cái loại này phản ứng. Chẳng lẽ là rất khó khăn, ngay cả hắn kỳ thực cũng thúc thủ vô sách sao? Lôi huấn luyện viên, nhắm mắt lại. Ngay tại lúc này, Trần Phi chợt đứng dậy từ y phục bao nội lấy ra một quyển kim khâu, nhìn Lôi Long vẻ mặt ngưng túc mở miệng nói. Đến lúc này, hắn rốt cục thừa nhận bản thân thật sự có một ít có chút coi khinh loại này cái gọi là xà vương nước miếng kỳ độc. Hoặc là nói trước hắn đã gặp qua xà vương nước miếng, căn bản cũng không có biện pháp cùng Lôi Long trong cơ thể xà vương nước miếng đánh đồng. Bởi vì người sau độc tính ít nhất phải so với người trước cường ra gấp đôi. Mà loại trình độ đó nói, chỉ sợ cũng liên hắn cũng chỉ có thể thử trước một chút hơn nữa. Trần Phi từ trước đến nay đối với y thuật của mình rất có tự tin, vô luận là đối với bệnh hay là độc, đều là như vậy. Có thể hắn hiện tại lại cư nhiên thật cảm giác có chút thúc thủ vô sách. Bởi vì Lôi Long trong cơ thể cái loại này độc tính chân thực quá khủng bố. Liên hắn đều quả thực không có gì nắm chặt có thể giải độc, trừ phi, tu vi của hắn có thể đột phá đến luyện khí tứ trọng. Nhưng dù vậy, hắn hay là chuẩn bị thử xem. Lôi huấn luyện viên, ngươi trước để xuống dễ dàng, ta thử xem cho ta ngươi châm cứu. Trần Phi mặt không thay đổi mở miệng nói. Từ mang theo người kim khâu bên trong túi lấy ra 7 cây phẩm chất bất đồng kim khâu. Ngân châm, chuẩn bị vi Lôi Long thi châm. Lúc này đây hắn chuẩn bị thi triển châm pháp, chính là tu chân giới đề giai tu sĩ trong vòng tiếng tăm lừng lẫy thất tinh thối độc châm. Mà loại này đến từ tu chân giới y đạo thủ đoạn, hoàn toàn sao nói là xà vương nước miếng loại này ma tu kỳ độc thiên nhiên khắc tinh. Chỉ là đi loại châm pháp này thật sự là quá tiêu hao linh khí, lấy hắn hiện tại luyện khí tam trọng đỉnh phong tu vi, cũng rất có thể nhịn không được,
thì triển không ra cái này thất tinh thối độc châm hoàn chỉnh một bộ trận pháp đến. Vì vậy, kỳ thực hắn lúc này trong lòng kỳ thực rất chột dạ, nhưng cũng chỉ có thể thử trước một chút. Ừ, Trần tiên sinh ngươi yên tâm đi, mặc dù là không giải được độc này, cũng không có quan hệ. Ngươi không cần có áp lực tâm lý. Lôi Long tựa hồ nhận thấy được Trần Phi áp lực, khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Bây giờ nói những, này còn hơi sớm, bất quá, ta sẽ hết sức. Trần Phi nghe vậy cười cười, sau đó thở một hơi thật dài bắt đầu hành châm. Chỉ nghe được siêu một tiếng, Trần Phi trong tay đã có một cây ngân châm đâm vào Lôi Long lồng ngực, sau đó tự sau khi nghe thấy người mạnh kêu đau một tiếng. Nhất thời chỉ cảm giác mình cả người hình như trong nháy mắt đặt mình trong tiến nhập cực nóng vô cùng hỏa lò, nhiệt độ cao dọa người, nhượng da thịt của hắn trong phút chốc thay đổi đến đỏ bừng, mạo hiểm khói xanh nhiệt khí. Sau đó chân mày ngay tức khắc sâu nhăn lại đến, hô hấp cũng càng ngày càng dày nặng, càng ngày càng gấp rút. Đây là cái gì thủ đoạn? Mà ở nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, là thủ trưởng nhìn không được miệng mở lớn, lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, có thể ngồi trên trước lĩnh Nam Tư lệnh quân khu vị trí. Hắn là mẫu người coi như là gặp thể diện quá lớn, nhưng bây giờ một màn này, cũng hãy để cho hắn dường như giống như thấy quỷ vậy con ngươi mở lớn, môi khô khốc, khó có thể tưởng tượng. Đây là bác sĩ, khi nào bác sĩ dĩ nhiên có thể lợi hại như vậy? Quả thực làm người ta không dám tin tưởng. Phốc suy, đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi vừa thi dưới thất tinh thối độc châm đệ nhị nhằm vào, tự bỗng nhiên trong cơ thể linh khí tuôn ra phát tiết, như là bị đâm phá bóng cao su vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Tiểu tử ngươi, La thủ trưởng nhìn thấy một màn này lại lần nữa giật mình. Không có việc gì. Trần Phi lau giọt mồ hôi trên trán, nói Lôi huấn luyện viên, hiện tại cảm giác của ngươi thế nào? Ta cảm giác tốt. Lôi Long lúc này tuy rằng cũng thừa nhận ngoại nhân khó có thể tưởng tượng dằn vặt, thế nhưng, hắn lại cảm giác được rõ ràng trong cơ thể tình huống có chuyển biến tốt, chợt nhịn không được vui vẻ nói cơ thể của ta hình như chảy nhiều mồ hôi nóng vậy, trong cơ thể này độc tố, đều theo chảy ra. Thực sự, tiểu Lôi miệng vết thương của ngươi hình như không như vậy rửa nát, thật sự có chuyển biến tốt đẹp. La thủ trưởng lại quan sát được Lôi Long vết thương trên người, nhịn không được vui vẻ nói. Nhượng ta xem một chút. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng vẫn là phó khẽ nhíu mày hình dạng, vươn tay khoát lên Lôi Long chỗ cổ tay. Mà lần này, hắn xem mạch thời gian dài tới mấy phút đồng hồ sau đó lại thay đổi tay kia lặp lại động tác mới vừa rồi. Như vậy mấy phút sau, hắn bỗng nhiên sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu nói không được, vẫn bị thất bại. Phốc suy. Siêu. Ngay hắn vừa dứt lời dưới, nguyên bản cắm ở Lôi Long trên người hai cây kim lại bỗng nhiên bị bắn ra, giống như bị nào đó lực lượng kinh khủng bài trừ đến vậy. Trong sát na tốc độ cực nhanh, uy thế cự mạnh. Xuyên thủng không khí, trong chớp mắt hung hăng đinh ở tại cách đó không xa vách tường kim loại trên, phần đuôi còn đang kịch liệt run. Theo Lôi Long cũng lớn miệng phun ra một ngụm máu đen, trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được uể oải lên, vết thương trên người cũng biến thành càng thêm hắc. Cái này, La thủ trưởng nhìn một màn này ngây dại. Hắn vốn tưởng rằng có thể thành công, có thể không nghĩ tới, trong chớp mắt cư nhiên tự lại thất bại. Làm hắn tại đây chỉ khoảng nửa khắc có chút không có biện pháp tiếp thu. Đến mức Lôi Long nghe vậy thấy thế, cũng không cách nào tránh khỏi sắc mặt buồn bã xuống tới, trong lòng có dũng khí không nói được thất vọng cùng thất lạc. Không cam lòng a, hắn thực sự không cam lòng. Vì sao, cư nhiên vẫn bị thất bại. Không có biện pháp, độc này độc tính, ít nhất, nếu so với ta trước nhìn thấy cái loại này cường ra gấp đôi. Trừ phi ta có thể thi triển ra thất tinh thối độc châm đệ tam nhằm vào. Bằng không, tạm thời ta là thật không biện pháp gì. Trần Phi có chút thất vọng nói. Trên thực tế, cái này còn giống như là hắn khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau, lần đầu tiên đúng nào đó bệnh, nào đó độc cảm thấy thúc thủ vô sách. Loại cảm giác này thật không tốt, cũng để cho hắn sinh ra một loại bản thân có phải là rất vô dụng hay không mặt trái ý niệm trong đầu. Phải biết rằng đây chính là hắn am hiểu nhất đồ vật, nhưng bây giờ, lại cư nhiên thúc thủ vô sách. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì này loại xà vương nước miếng kỳ độc hoàn toàn chính là tu chân giới thủ đoạn, xuất xứ từ ma tu kỳ độc. Dĩ nhiên không phải như vậy tùy ý là có thể giải quyết. Dù sao hắn tu vi bây giờ chân thực quá thấp, cũng chỉ có luyện khí 3 tầng, nếu là để xuống tại tu chân giới nội,
quả thực chính là vừa khởi bước. Vẻn vẹn chỉ là khởi điểm mà thôi. Thất tinh thối độc châm đệ tam nhằm vào. Chiếu ngươi ý tứ này, ngươi không phải là không có biện pháp hiểu rõ tiểu lôi thân độc trong người, chỉ là bởi vì thực lực thiếu. Thế mà La thủ trưởng lại nghe được Trần Phi trong giọng nói then chốt bộ phận, vui vẻ nói. Dù sao, không có biện pháp cùng tạm thời không có biện pháp, đây chính là hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng khái niệm, khác nhau trời vực được không? Không sai, chỉ cần ta có thể thi triển ra thất tinh thối độc châm đệ tam nhằm vào, lôi huấn luyện viên độc trong người liền có thể dễ dàng thả ra ngoài. Nhưng bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ là đệ nhị nhằm vào, ta đã đi xuống khó như vậy. Trần Phi lắc đầu cảm thán nói, sắc mặt tái nhợt. Phải biết rằng, mặc dù là mới vừa thất tinh thối độc châm đệ nhị nhằm vào, hắn đều trên thực tế dưới phi thường miễn cưỡng. Vì vậy đệ tam nhằm vào, lấy hắn hôm nay mà nói, căn bản cũng không khả năng. Không trọng yếu, chỉ cần ngươi người còn sống, tự luôn sẽ có một ngày có thể thi triển ra đệ tam nhằm vào đi. Dù sao chỉ có nhất châm kém, vì vậy chỉ cần chờ đến lúc đó, tất cả không phải nghênh nhẫn nhi giải sao. Thế nhưng La thủ trưởng lại nói như thế, sắc mặt so với trước buông lỏng rất nhiều. Chờ được không? Trần Phi nghe vậy nhìn không được ngẩn ra nói. Phải biết rằng hắn thấy, nếu là chờ nói, thời gian này chu kỳ đã có thể rất dài dằng dặc. Bởi vì hắn mình cũng cầm không chính xác, coi như đột phá đến luyện khí tứ trọng, có thể hay không thi triển ra thất tinh thối độc châm đệ tam nhằm vào, chỉ sợ cũng là không biết số. Thay lời khác nói cách khác, hắn chỉ ít cần luyện khí ngũ trọng tu vi, mới có thể hoàn toàn xác định bản thân khi đó có thể thi triển ra thất tinh thối độc châm đệ tam nhằm vào, chỉ là luyện khí ngũ trọng. Lấy trước mắt hắn tiến độ, ít nói cũng phải nửa năm 10 tháng. Như thế lâu, có thể chờ. Vì sao không chờ được? 7 năm ta đều chịu đựng nổi. Lại ngao ít ngày cũng không có vấn đề. Thế mà Lôi Long nghe vậy nở nụ cười nói. Phải biết rằng, hắn thế nhưng đủ đã nhịn 7 năm, nếu trước đây không muốn chết, hiện tại đương nhiên càng không muốn chết. Vì vậy hắn hiện tại coi như là lại ngao một đứa năm, hai cái 7 năm, ba 7 năm. Cũng không sao cả, chỉ cần có hy vọng là được. Sợ nhất chính là tuyệt vọng, không có hy vọng. Ngao, tuy rằng độc này không giải được, nhưng ngao lại không cần thiết tiếp tục nhịn. Ta viết một cái toa thuốc, làm phiền giúp ta đi bắt bốc thuốc, lại chuẩn bị một cái lò thuốc. Thế mà Trần Phi lại lắc đầu nói, xoay người cầm lấy giấy bút viết. Không cần lại nhịn, có ý tứ. Lẽ nào, Lôi Long nghe vậy đôi mắt nổ bắn ra ra một tia tinh mang nói. Ý tứ chính là tuy rằng ta tạm thời không giải được bên trong cơ thể ngươi độc kia, bất quá, cho ngươi sau này khi người bình thường vẫn là không có vấn đề, không cần lại thừa thụ này thống khổ. Trần Phi viết xong bài thuốc, chỉ vào Lôi Long đan điền, lồng ngực hư thối hắc thịt nói. Thực sự, Lôi Long nhìn không được mạnh mở to hai mắt nói. Phải biết rằng, hắn cái này 7 năm như vậy gian nan, cũng là bởi vì quá đau khổ, thống khổ đến người bình thường khó có thể tưởng tượng. Vì vậy nếu là thật có thể làm hồi người bình thường, không hề thừa thụ này thống khổ. Trong cơ thể hắn độc hiểu rõ không giải thích được, lại cái gì khác nhau ni. Nhưng hắn trở lại đỉnh thời kỳ. Một lần nữa chính mình đỉnh binh vương thực lực. Xin nhờ, hắn liên nằm mơ đều không nghĩ như vậy quá. Quá không thực tế. Đương nhiên là thực sự. Nếu ta ngay cả loại trình độ này đều làm không được, tự thực sự thẹn với sư môn. Trần Phi nghe vậy nhẹ giọng cười nói. Rất hiển nhiên, làm một danh y người, hắn vẫn có thật rất lớn lòng tự trọng. Vì vậy, nếu là liên loại trình độ này đều làm không được, vậy hắn Trần Phi tự là thật thẹn với sư môn. Thẹn với vị kia tu chân giới cao nhân a. Tốt lắm, ta hiện tại ngay tức khắc đi gọi người lấy thuốc. La thủ trưởng tiếp nhận phương thuốc cấp tốc rời đi. Khoảng chừng 1 giờ sau, La thủ trưởng mang theo chuẩn bị xong dược liệu trở về, trừ lần đó ra còn có một cái lò thuốc. Ở đây sẽ không có biện pháp ngao thuốc đi, nếu không chúng ta đi bên ngoài. Bất quá La thủ trưởng lại nghi ngờ nói, bởi vì bên trong mật thất này nhưng cũng không có cái gì ga bếp các loại. Trước thong thả, nhưng Trần Phi lại cư nhiên trực tiếp đem những dược liệu kia một não ném tiến lò thuốc, sau đó từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ chất lỏng màu đen, cạy ra cái nắp, chậm rãi ngã non nửa tiến nhập thuốc kia lô trong. Động tác của hắn rất thong thả, thật giống như tiểu tiểu một lọ dịch thể nhượng hắn rất cật lực vậy. Được rồi, La Gia Gia, phiền phức xuất ra đi gọi người ngao một chút đi. Nhớ kỹ dùng nhiệt lửa, chính là nhiệt độ chớ vượt quá 60 độ. Ngao khoảng chừng 3 giờ lúc tả hữu được rồi.
Còn có, nhớ kỹ đây là thoa ngoài da dùng, không là thức ăn. Trần Phi làm xong đây hết thảy nói. Đi. La thủ trưởng cầm lấy lò thuốc chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá lại bị Trần Phi trên đường gọi lại, nói La Gia Gia chúng ta cùng nhau đi. Vừa vặn ta cũng nên đi. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị ta xa hoa bên trong tiểu khu, một vị quần áo hoa lệ phụ nhân vẻ mặt lễ ngân vọt vào thư phòng lão hoa, đã xảy ra chuyện, vừa rồi Ma Cao bên kia gọi điện thoại tới, nói Chí Nam ở bên kia đổ lớn, thua một cái ức. Muốn là chúng ta không ở trong vòng 3 ngày hối 5.000 vạn đi qua, sẽ không bảo chứng Chí Nam nhân sinh an toàn. Lão Hoa, người có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta là một cái như vậy nhi tử, ô ô ô. Nếu Trần Phi ở chỗ này, khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra quần áo hoa lệ phụ nhân, chính là Hoa Chí Nam mẫu thân Vương Anh. Trước đây đại học thời gian, hắn bình thường gọi bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Ba, ta. Bắc Sơn thị ta xa hoa tiểu khu bên trong thư phòng, trong điện thoại truyền tới một nam tử trẻ tuổi thống khổ tự trách thanh âm. Người tiểu tử thúi này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Chí Nam phụ thân tên là Hoa Minh, Kim Nam Châu bảo đó là hắn một tay đế tạo nên, rất có năng lực, cũng tương đương ổn trọng, theo lý thuyết sớm hẳn là đến rồi vui nộ không hiện ra sắc mức. Nhưng bây giờ, sắc mặt của hắn lại hắng giọng không gì sánh được. Cầm lấy điện thoại hai cái tay càng là một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, sâu hơi thở, cường làm chấn định nói. Hoa lão bản, nguyện thua cuộc, vì vậy còn xin mau sớm đem 5.000 vạn hối đến đây đi. Nhớ kỹ, ngài chỉ có 3 ngày, bằng không chúng ta không có thể bảo đảm quý công tử thân người an toàn. Bên đầu điện thoại kia có một đạo âm xâm xâm cười tiếng vang lên nói. Giọng nói kia làm cho nghe rất khó chịu. 5.000 vạn, ta hiểu được. Xin cho ta 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta sẽ mau chóng đem số tiền này hối đi qua, vì vậy, xin cần phải bảo chứng nhi tử thân người an toàn. Hoa Minh ngón tay run rẩy, hai tay nắm chặt điện thoại di động gần từng chữ một. 3. Tốt lắm, chúng ta bên này tự xin đợi Hoa lão bản tin tức tốt của ngươi. Điện thoại trực tiếp bị cúp. 3. Cái này nghịch tử a, Hoa Minh rốt cục cũng nữa không nhẫn nại được nội tâm lửa giận. 3. Một tiếng trực tiếp đưa điện thoại di động đã qua trên mặt đất trọng trọng một quảng. Điện thoại di động trực tiếp bị quảng thành hai nửa. Người đây đều là hồ nói cái gì nói. Chí Nam cũng là nhất thời hồ đồ, hắn là con trai ngươi, lẽ nào ngươi còn không biết hắn sao? Hắn trước đây chưa bao giờ khả năng đổ lớn như vậy. Vương Anh một bên khóc hề hề nói rằng, một bên lại lôi kéo chồng mình cánh tay nói lão hoa, ngươi có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta là một cái như vậy nhi tử. Nghĩ biện pháp, ta cũng nghĩ một chút biện pháp, nhưng vấn đề là cái này cũng không phải 50 vạn, 500 vạn, mà là 5.000 vạn. Coi như là đem nhà của chúng ta toàn bộ bán, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng góp ra nhiều tiền như vậy a. Hoa Minh tức giận ở trong phòng khách đi qua đi lại, trên mặt tràn đầy nôn nóng vẻ. Bởi vì hắn biết mình thê tử nói đúng. Con của hắn Hoa Chí Nam tuy rằng ở những người bạn cùng lứa tuổi không tính là rất xuất sắc, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái loại này là đổ như mạng bại gia tử, chớ nói chi là ở Ma Cao đổ lớn, thua một cái ức. Vì vậy rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là có người ở bầy của cả con của hắn. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù biết cái này, lý, để ý có thể làm sao. Con của hắn đều đã bị Ma Cao bên kia giữ lại, nói hắn thua cuộc một cái ức. Nguyện thua cuộc, nếu không còn có thể làm sao. Vậy chúng ta bây giờ đến cùng phải làm gì a? Chí Nam còn bị trừ ở bên kia, muốn là chúng ta trong vòng 3 ngày cầm không được tiền, Ma Cao bên kia có thể hay không? Không, tuyệt đối không được. Vương Anh nói đột nhiên bụng mặt khóc lên. Phải biết rằng hắn tự thật sao một đứa con trai, nếu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cái này làm mẹ, phải làm gì mới tốt a? Nghĩ đến đây hắn tự luống cuống. Khóc, chỉ biết khóc. Quang khóc là có thể đem nhi tử sẽ trở lại. Hoa Minh bây giờ tâm tình cũng không tiện, quát mắng. Vậy phải làm thế nào ha? Vân vân chờ đã, nếu không chúng ta cùng Tiểu Phi gọi điện thoại. Trước nghe Chí Nam nói Tiểu Phi bây giờ không phải là lẫn vào rất tốt, liên kim tôn châu báu Vương Tổng, đều là xem ở mặt mũi của hắn trên, mới hợp tác với chúng ta. Vương Anh tâm hệ nhi tử an nguy, nào có tâm tư cùng Hoa Minh khắc khẩu. Hắn bỗng nhiên trước mắt sáng lên nói. Tiểu Phi, chính là Chí Nam đại tiết học bạn cùng phòng. Hoa Minh nghe vậy ngẩn người. Hắn quả thực từng từ con trai mình trong miệng nhiều lần nghe nói,
hắn vị kia đại học thời kỳ bạn cùng phòng Trần Phi hôm nay lẫn vào tốt, bên trong tỉnh thượng lưu vòng tròn rất nhiều đại nhân vật đều biết nể tình. Thậm chí ngay cả Kim Tôn Châu Bảo Vương Tổng nguyện ý theo chân bọn họ Kim Nam hợp tác, đều tựa hồ thật là bởi vì xem ở con của hắn vị kia đại học bạn cùng phòng mặt mũi. Thế nhưng, ta hiện tại coi như là đem Kim Nam Châu Bảo thế chân, cũng tối đa chỉ có thể góp ra 3.500 vạn. Lớn như vậy chỗ hổng, đối phương nguyện ý mượn sao? Có thể hắn muốn đông muốn tây vẫn là hết sức do dự. Tuy nói, đối phương hình như cùng con của hắn quan hệ tốt, rất thân gần. Nhưng bây giờ loại này xã hội lại thực tế rất, không nói chuyện tiền hoàn hảo, đàm tiền sẽ không thân thiết. Chớ nói chi là 1.500 vạn loại này kinh khủng bằng con số lớn. Mặc dù đối phương có thể lấy ra nữa, sẽ nguyện ý mượn sao? Trong lòng hắn căn bản cũng không có lo lắng. Không thử một chút làm sao biết, nếu không ngươi bây giờ cho ta góp 5.000 vạn đi. Vương Anh hung hăng chừng chồng mình liếc mắt, sau đó ngay tức khắc đi nhảy ra khỏi điện thoại của mình. Bởi vì trước đây hắn bình thường gọi con trai mình còn có Trần Phi ăn cơm duyên cớ, cho nên hắn còn có Trần Phi số điện thoại di động. Rất nhanh, hắn liền ở chồng mình trước mặt bấm Trần Phi điện thoại. Vương A Di, Vương Anh cho Trần Phi gọi điện thoại thời gian, Trần Phi đang ngồi ở phi báo nội bộ xe cảnh sát ly khai căn cứ. Chuẩn bị về nhà. Mà khi hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện, dĩ nhiên biểu hiện chính là Hoa Chí Nam mẫu thân Vương A Di lúc, hắn ngay tức khắc ngẩn người. Vương A Di xin chào, có chuyện gì không? Nhận điện thoại, Trần Phi ngay tức khắc hỏi. Tiểu Phi A, xin chào, cái kia, là như vậy, người có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay nhà Chí Nam A, nói cách khác, hắn cái này tựu phải xong đời. Vừa nghe đến Trần Phi thanh âm, Vương Anh ngay tức khắc không nhìn được nghĩ khởi bản thân đang bị ma cao độ CSANG giam nhi tử, nhất thời thanh âm mang theo khóc nức nở xin giúp đỡ nói. Cái gì, kẻ dối trá đã xảy ra chuyện? Vân vân chờ đã, ngươi chậm một chút nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi yên tâm, kẻ dối trá không có việc gì. Trần Phi nghe vậy nhất thời biến sắc nói, ngồi thẳng người trấn an nói. Chỉ là khi hắn nói ra lời nói này thời gian, con người đen nhánh cũng không từ hiện lên một tia làm cho tinh mang, sau đó trong cơ thể còn tản mát ra một làm cho lòng người quý khủng bố khí thế, băng lãnh thấu xương, mang tất cả tứ phương, khiến hàng lái xe phi báo thành viên giật nảy mình. Thiếu chút nữa tập lái xe đều không mở ổn. Phải biết rằng Trần Phi trong mắt hắn đây chính là danh phù kỳ thực sát thần. Loại này tên đột nhiên nổi giận, hắn đương nhiên dọa cho giật mình. Nghe được Trần Phi như vậy giọng nói, bên đầu điện thoại kia Vương Giã bên kia nhất thời an tâm hơn, theo ngay tức khắc đem vừa rồi Ma Cao bên kia gọi điện thoại tới sự tình cẩn thận nói một lần. Chuyện này 8 phần 10 có người ở phá rối. Nếu không Chí Nam như thế nào đi nữa hồ đồ. Cũng không có khả năng phạm bỏ lớn như vậy sai, đi đổ lớn đổ thua một cái ức. Không sai, Azita tin tưởng kẻ dối trá, chuyện này tuyệt đối là có người ở phía sau bày cuộc bộ hắn. Trần Phi sau khi nghe xong, nhịn không được ánh mắt hàn mang lóe lên. Lạnh lùng nói. Đúng vậy, nhà của ta chí triều đại Nam Minh Minh bình thường rất nghe lời, làm sao có thể đột nhiên phạm hồ đồ phạm bỏ lớn như vậy sai ni. Bất quá, Tiểu Phi ngươi xem hiện tại đều việc đã đến nước này. Nhà của chúng ta chuẩn bị đem Kim Nam Châu Bảo bán, bất quá lại chỉ có thể góp cái 3.500 vạn tả hữu, ngươi xem, có thể hay không, mượn A Di chúng ta một điểm tiền. Vương Anh rốt cục nhìn không được nói đến đây, nhỏ giọng nói. Cái gì, A Di, các ngươi chuẩn bị đem Kim Nam Châu Bảo bán. Như vậy sao được, đó không phải là thúc thúc cả đời này tâm huyết sao? Trần Phi nghe vậy thất kinh nói. Ai, tiểu tử. Tuy rằng tiệm châu báu đúng là ta cả đời này tâm huyết, có thể hỗn tiểu tử dù sao cũng là con ta a. Tiệm châu báu không có có thể lại gây dựng sự nghiệp, nhi tử không có, vậy thực sự không có. Vì vậy, lúc này đây muốn không phải chúng ta nhà chân thực cầm không ra nhiều tiền như vậy, chúng ta lão hai cái cũng thật trở không dưới mặt tìm ngươi mượn. Bất quá tiểu tử ngươi yên tâm, 5 năm, tối đa 5 năm ta nhất định có thể đem tiền này toàn bộ trả hết nợ. Mặt khác, ta lại thêm vào tiền trả ngươi phần trăm 30 lợi tức, ngươi thấy thế nào? Bên đầu điện thoại kia Hoa Minh nghe vậy nhìn không được thở dài một tiếng, dùng bắt được cuối cùng một cây rơm dạ giọng, xin giúp đỡ nói. Hoa thúc thúc ngươi có thể đừng nói như vậy, Chí Nam hắn là huynh đệ ta, chuyện của hắn, chính là ta chuyện. Vì vậy chuyện này ta tuyệt không sẽ bỏ mặc, hơn nữa 5.000 vạn cũng không coi vào đâu, chỉ là chuyện này hắn bị gài bẫy. Nếu không trước như vậy đi, thúc thúc A Di.
ta tìm người cho các ngươi góp một cái ức, bất quá các ngươi trước đừng cho Ma Cao bên kia hối đi qua, chờ ta bên này tin tức. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc nói. Nói đùa, lấy hắn cùng kẻ dối trá quan hệ, chính là 5.000 vạn, một cái ức coi là cái gì? Coi như là 5 ức, 10 ức, hắn đều nghĩ không có vấn đề, chỉ cần hắn có thể cầm ra được. Bất quá bây giờ hắn tức giận là kẻ dối trá, điều này hiển nhiên là bị người gài bẫy. Mẹ, tuy rằng không biết là ai, nhưng nếu người muốn chơi, chúng ta đây là tốt rồi, chơi thật khá chơi. Xem ai trước bị chơi đến thổ huyết chịu thua mới thôi. À, cái gì, một cái ức, tiểu phi ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Bên đầu điện thoại kia Hoa Minh, Vương Anh phu phụ nghe vậy lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng đây cũng không phải là 100 vạn, 10 triệu, mà là một cái ức. Có thể là đối phương lại cư nhiên như thế giọng nói nhẹ nhàng, hời hợt, thật giống như nghĩ ở trong mắt hắn căn bản cũng không coi là cái gì. Có thể, coi như là kim tôn châu bảo loại cấp bậc đó giá trị 7-8 tỷ châu bảo xích, phỏng chừng cũng không lớn như vậy khẩu khí. Dù sao công ty giá trị một cái ức, cùng công ty tài khoản hoặc là tư nhân có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra một cái ức. Cái này là hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng khái niệm. Trần Phi cái này mới bay lớn, làm sao có thể sẽ có lớn như vậy khả năng? Đừng nói Hoa Minh không tin, ngay cả Vương Anh cũng không tin. Không phải là, Tiểu Phi, không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là... Vương Anh do dự nói. Thúc thúc A Di, nếu không các ngươi trước cúp điện thoại chờ một lát. Ta bên này trước cho bằng hữu ta gọi điện thoại đi qua. Trần Phi lại trực tiếp đem lời của hắn điện thoại nói. Cái này, bên đầu điện thoại kia Vương Anh ngơ ngác nhìn điện thoại, bất lưu thần bỗng nhiên cúp điện thoại. Thẳng đến cúp điện thoại sau, Vương Anh mới phản ứng được, đang nhìn mình trượng phu có chút há hốc mồm nói lão hoa, người nói Tiểu Phi hắn nói có phải thật vậy hay không? Hắn thật có thể đủ thoáng cái xuất ra khổng lồ như vậy một khoản tiền. Đây chính là một cái ức a. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đây quả thực là đang nói đùa chứ. Hoa Minh nhìn không được kịch liệt lắc đầu nói. Chính là một người trẻ tuổi, làm sao có thể? Phải biết rằng đây chính là một cái ức a. Hơn nữa hắn còn lại còn nói lập tức là có thể tiến đến. Thời gian như vậy gấp gáp, coi như là thân gia 5-6 ức hàng tỷ phú ông cũng không dám khoa dưới như vậy hải khẩu. Tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn gom góp đến to lớn như vậy tài chính đi. Chớ nói chi là đối phương còn chỉ là con của hắn bằng hữu, bằng chừng ấy tuổi, không có khả năng. Ai, bất kể, trước hết chờ một chút đi. Cái này vạn nhất, muốn nói là thật ni. Thế nhưng Vương Anh nhưng thật giống như ôm một chút hy vọng ý niệm trong đầu, cố tự chấn định ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng chờ lên. Cùng lúc đó, Trần Phi đã bắt đầu gọi điện thoại. Cao Tổng. Là ta, Trần Phi. Vừa nói đến tiền, Trần Phi người thứ nhất liền nghĩ đến Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam. Phải biết rằng từ hắn tóm thâu hiện tượng Thiên Văn tập đoàn ở lại Bắc Sơn thị đại bộ phận thị trường sau, hôm nay nghiễm nhiên đã trở thành Bắc Sơn thị thủ phủ. Chân chính chính mánh khóe thông thiên. Vì vậy chính là một cái ức, tại nơi loại tầng thứ Cao Chí Nam trong mắt khẳng định không coi vào đâu. Vì vậy hắn cũng lười khách khí. Điện thoại chuyển được sau truyền đến Cao Chí Nam thanh âm Trần Tiên Sinh xin chào, thế nào, người gọi điện thoại cho ta là có gì cần hỗ trợ sao? Rất hiển nhiên, hắn cũng biết Trần vội vàng đều là vô sự không lên điện tam bảo, thẳng thắn gọn gàng dứt khoát hỏi. Dù thế nào chỉ cần Trần Phi có gì cần hắn giúp một tay, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt, không phải sao? Cao Tổng, ta bên này quả thật có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Là như vậy. Ta có cái hảo huynh đệ ở Ma Cao bị người bày cuộc gài bẫy một cái ức, hiện tại người bị trừ ở bên kia, gia đình hắn mặt cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy, vì vậy ngươi xem có biện pháp nào không mượn trước ta một cái ức, ta qua một thời gian ngắn trả lại ngươi. Trần Phi cũng trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trần Tiên Sinh ngươi lời nói này, chính là một cái ức, chưa còn cần gì có trả hay không, ngươi cái này quá khách khí. Ta hiện tại ngay tức khắc gọi người giúp ta chuẩn bị, tiền này. Là trực tiếp hối đến ngươi trong chương mục. Cao Chí Nam vừa nghe là loại sự tình này, ngay tức khắc rất có tự tin lãm xuống tới nói. Nói đùa, chính là một cái ức mà thôi, đừng nói là hắn hiện tại, coi như là hắn trước đây cũng có thể rất nhẹ nhàng lấy ra nữa, vì vậy cái này hoàn toàn chính là chuyện nhỏ, cũng căn bản không cần cầm còn cái gì. Dù sao trong mắt hắn Trần Phi đó là sống thần tiên vậy đô thị kỳ nhân, cho nên đối phương tìm hắn vay tiền hoàn toàn là để mắt hắn. Cái này nếu còn nói còn,
chẳng phải là có vẻ hắn Cao Chí Nam quá ngu xuẩn, quá hạ giá. Chính là một cái ức mà thôi, hắn thiếu sao? Hiển nhiên căn bản không thiếu. Một con ngựa chuyện quy nhất con ngựa chuyện, hơn nữa tiền này hơn phân nửa cũng là chuẩn bị một chút, rất có thể chưa dùng tới. Thế mà Trần Phi lại không muốn lấy không tiền, lắc đầu nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại mở miệng nói ta cho ngươi một chiếc điện thoại, ngươi đánh tới theo chân bọn họ thương lượng đi. Nga, được rồi, Cao Tổng ngươi ở đây mà Cao bên kia có người quen không có. Muốn cái loại này nói xong khởi nói, bởi vì ta muốn biết một chút đến tột cùng tình huống gì. Xin lỗi, Trần Tiên Sinh, mà Cao bên kia ta mặc dù có bằng hữu, nhưng bọn hắn khả năng thân phận, địa vị có chút không quá đủ. Thế mà Cao Chí Nam nghe vậy lại dùng xin lỗi giọng nói. Dù sao nói cho cùng, hắn cũng liền vẻn vẹn chỉ là Bắc Sơn thị thủ phủ mà thôi, lực ảnh hưởng hữu hạn, tay còn thân không được Ma Cao bên kia đi. Nga, vậy được đi, ta đây lại đi hỏi một chút những người khác. Ta cúp điện thoại trước, số điện thoại tin nhắn ngắn chia ngươi. Trần Phi cúp điện thoại, Cao Chí Nam ở Ma Cao bên kia không có thể nói xong trên nói bằng hữu, hắn cũng không có thất vọng, bởi vì hắn vừa rồi vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Mà ở cúp điện thoại sau, hắn đầu tiên là đem kẻ dối trá mẫu thân điện thoại lấy tin nhắn ngắn hình thức chia đối phương. Sau đó chỉ thấy hắn ở bên trong xe cảnh sát trầm tư một chút, theo bấm Trần Gia Trần Diệu Dương điện thoại. Trần Gia là Hương Cảng công nhận đỉnh cấp 5 đại hào môn một trong, càng quốc tế trên tiếng tăm lừng lẫy Hương Cảng bang phái mới nhớ phía sau màn người chấp trưởng, kỳ lực ảnh hưởng ở cảng Úc lưỡng địa tự nhiên không thể nghi ngờ. Mặc dù là Ma Cao bản thổ đỉnh cấp thế lực cũng không dám đối kỳ có chút khinh thường, bởi vậy thấy rất mạnh. Đây cũng là Trần Phi gọi điện thoại cho hắn đi qua nguyên nhân. Nếu là ở Ma Cao ra chuyện, người Trần gia Trần Diệu Dương mới có thể nói lên nói mấy câu đi. Dầu gì, hỏi rõ chuyện gì xảy ra tổng được chưa? Dù thế nào chuyện này hắn là không chuẩn bị đơn giản mà thôi, muốn tự mình đi bên kia nhìn. Mặc kệ đối phương đến tột cùng là cái gì nghiêu quỷ xà thần. Bẫy người cũng dám gài bẫy hắn Trần Phi huynh đệ trên đầu, tốt lắm, muốn chơi. Chúng ta đây chậm rãi chơi. Một lát sau, điện thoại đường dây được nối lên, bên trong truyền đến Trần Diệu Dương thanh âm cung kính Trần Tiên Sinh xin chào, ta là Trần Diệu Dương, xin hỏi ngươi có cái gì phân phó sao? Rất hiển nhiên, hắn cũng cùng Cao Chí Nam chính mình vậy cao giác ngộ. Biết Trần Phi tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo. Thế mà đối với lần này, hắn lại cảm thấy rất vinh hạnh. Dù sao Trần Phi đương sơ thế nhưng liên mã gia lão quái vật đều có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí có thể nói là đem treo lên đánh. Mà bây giờ, loại này khủng bố cấp bậc tên, cư nhiên có thể có chuyện tìm đến hắn Trần Diệu Dương. Đây là để mắt hắn, là vinh hạnh của hắn. Ừ, ta có chuyện mà muốn tìm ngươi giúp một tay. Các ngươi Trần gia, ở Ma Cao lực ảnh hưởng thế nào? Trần Phi nói thẳng. Ma Cao. Vô luận đại tiểu chuyện, Ma Cao bên kia hẳn là đều biết cho ta Trần gia mặt mũi. Mặc dù là Hà gia cái loại này chiếm giữ ở Ma Cao thổ bá vương, cũng giống vậy. Trần Diệu Dương nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó tự tin 10 phần nói. Nói đùa, Ma Cao bên kia ngoại trừ có cái Hà gia đủ tư cách, cùng bọn chúng Hương Cảng năm đại hào môn là cùng một tầng thứ, cái khác đều là cặn bã. Không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa trên thực tế hôm nay, bọn họ Hương Cảng năm đại hào môn kỳ thực đã ở Ma Cao, đặc biệt tại nơi một ít có thể nói điên cuồng hấp kim sòng bạc trong chính mình ảnh hưởng to lớn lực. Cho nên khi Trần Phi hỏi chuyện bên kia, hắn mới tự tin như vậy. Ngôn từ hữu lực. Nói đùa, nếu hắn đường đường Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng liên loại này lời cũng không dám nói, vậy hắn còn trộn cái rắm. Ma Cao Hà gia, không biết, vậy thì thật là tốt người giúp ta hỏi thăm cái chuyện này. Ta có cái hảo huynh đệ ở Ma Cao bị người bày cuộc hố thua một cái ức, hiện tại người bị giam ở bên kia. Ta không biết là người nào sòng bạc, bất quá ta huynh đệ tên họ Hoa, gọi Hoa Chí Nam. Người giúp ta hỏi thăm một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc nói. Cái gì, ta đã biết, Trần Tiên Sinh ngươi chờ, ta ngay tức khắc gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống. Người yên tâm, tối đa 10 phút, ta bên này thì có thể có tin tức tốt. Trần Diệu Dương nghe vậy thất kinh, sau đó ngay tức khắc vỗ ngực bảo đảm nói. Nói đùa, Trần Tiên Sinh huynh đệ ở Ma Cao bị người bày cuộc gài bẫy một cái ức, chuyện này cũng không nhỏ, trách không được đối phương sẽ đích thân đánh tới cú điện thoại này. Hắn tự nhiên không dám có bất kỳ phớt lờ.
Ngay sau đó hắn liền cúp điện thoại bắt đầu nhượng người thủ hạ tra tin tức. Có Hoa Chí Nam tên, cùng đang đánh cuộc bên trong sân thua một cái ức chuẩn xác chữ số, loại sự tình này muốn tra đương nhiên rất đơn giản là có thể tra được. Chỉ bất quá đến mặt sau hắn lại tra được giam Hoa Chí Nam sòng bạc, là Ma Cao Hà gia bảo bọc. Là Ma Cao bản thổ cao cấp nhất Đổ Vương gia tộc, thế lực cường đại, Hà gia tự nhiên cùng bọn chúng năm đại hào môn loại này ngoại lai người xâm lăng có khoảng cách. Vì vậy nếu là bình thường, đổi thành cái khác bằng hữu bình thường xin nhờ hắn, sợ rằng tra được bước này hắn tự bỏ qua, bởi vì hắn lười gọi điện thoại tới nghe đối phương chào phúng. Nhưng lúc này đây, là Trần Phi tự mình gọi điện thoại đến xin nhờ hắn, hắn Trần Diệu Dương mặc dù như thế nào đi nữa nghiêu bức, cũng đương nhiên không dám nói gì buông tha nói, đương nhiên ngay tức khắc ma lưu trên. Hắn chợt bấm Ma Cao Hà gia đương đại gia chủ nhi tử Hà Chiến điện thoại. Cùng lúc đó, Ma Cao ta đỉnh cấp phú hào câu lạc bộ biệt thự sân phơi trên, một vị chánh phương mặt chữ điền chừng 30 tuổi nam tử, ăn mặc bãi cát khố, báo vằn áo sơ mi, trên cổ mang lớn bằng ngón cái phẩm chất dây chuyền vàng, tả hữu trong lòng các ôm một vị quần áo thập phần bạo lưu áo tắm hai mảnh mỹ nữ. Hắn lúc này chính một bên cười hỏng đưa tay vào ngực hai cỗ làm phát hỏa thân thể mềm mại trên tùy ý rong ruổi, còn vừa hướng phía cách đó không xa một vị khác nam tử trẻ tuổi cười to nói quân thiếu, thế nào? Hai ngày này ở bên cạnh còn đùa thỏa mãn đi. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia giữ lại một cái đại đầu chọc, một đôi mắt tà tà làm cho một loại không coi ai ra gì cảm giác kiêu ngạo. Chỉ thấy kỳ lúc này cũng đồng dạng ôm một làm phát hỏa vô cùng thân thể mềm mại, thậm chí còn quá phận đem lột sạch sẽ, lộ ra sữa tươi vậy mảnh rẻ trợt ra thịt, cao vót rất tròn. Nhâm kỳ một hai bàn tay tùy ý du động, hờn dỗi liên tục. Mà khi hắn đang nghe báo vằn áo sơ mi lời của nam tử sau, cấp tốc khóe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ, chợt lạnh lùng nói nếu là không có mấy ngày hôm trước, cái kia không biết sống chết tiểu tử thối. Cái gì ít ngươi lần này chiêu đãi ta Ma Cao lữ hành coi như hoàn mỹ. Quân thiếu ngươi yên tâm đi, ta cũng không quên trước ngươi phân phó. Ta hôm qua đã gọi người cho tiểu tử kia xếp đặt cục, chỉ là làm một ít tay chân, để hắn đang đánh cuộc bên trong sân thua một cái ức. Nếu gia đình hắn có thể cầm cho ra nhiều tiền như vậy chuộc người hoàn hảo, nếu cầm không ra, ha ha. Quân thiếu ngươi nói đem hắn ném đi nhà ta thủy thượng chỗ vui chơi này cá sấu thế nào? Báo vằn áo sơ mi nam tử âm sâm sâm cười nói. Ngọc Bích Ni, được xưng là quân thiếu nam tử trẻ tuổi khóe miệng một phiết, thản nhiên nói. Đương nhiên ở chỗ này, báo vằn áo sơ mi nam tử nhất thời cầm tới một người cái dương, ngay tức khắc chính bày đặt một khối đại ngọc bích. Cũng chính là Trần Phi trước ở Sa Loan hội sở tầng cao nhất hiểu rõ đi ra ngoài một khối. Không sai, là khối tốt có khiếu. Được xưng là quân thiếu nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ cười cười, từ cái dương nội lấy ra khối kia ngọc bích tinh tế thưởng thức, hiển nhiên rất thích. Mà ở thấy tình cảnh này, báo vằn áo sơ mi nam tử ngay tức khắc cười nói quân thiếu nếu thích, hãy cầm về đi cất giấu đi. Rất hiển nhiên thứ này hắn hoàn toàn là thay đối phương cầm, nếu không hắn lại không thích loại đồ chơi này mà, không cần thiết phí lớn như vậy kính nhi đi cầm. Chính là hơn 10 triệu ngọc bích, trong mắt hắn căn bản cũng không trọng yếu. Cất giấu, không, ta ngày đó cũng chỉ là muốn mạnh mẽ đem mua lại mà thôi, hiện tại nếu đã cầm đến rồi, cũng không có gì hứng thú. Có thể nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy lại tiện tay đem như vậy ném một cái, dường như ném phá tảng đá vậy đem đều đến rồi góc tường. Ha ha, chúng ta đây. Báo vằn áo sơ mi nam tử thấy thế cũng không để ý, đang chuẩn bị vẻ mặt cười kiến nghị, lại bị chuông điện thoại cắt đứt. Trần Diệu Dương, vậy báo vằn áo sơ mi nam tử lấy điện thoại ra, thấy điện báo biểu hiện phía trên tên, ngay tức khắc biểu tình có chút cổ quái. Phải biết rằng bọn họ Ma Cao Hà gia thế nhưng cùng Hương Cảng năm đại hào môn rất không hợp nhau, bình thường nhìn không thấy còn chưa tính. Nhưng bây giờ đối phương lại không hiểu kỳ diệu cho hắn điện thoại tới, cái này tự nhiên nhường hắn có chút sờ không được đến cùng não. Nhưng dù vậy, vô luận bọn họ song phương như thế nào đi nữa không hợp nhau, nhưng đối phương cuối cùng là Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương. Liên hắn Hà Triệt cũng không dám khinh thị. Quân thiếu ta đi nhận cú điện thoại, nhất niệm đến nước này, hắn hướng về nam tử trẻ tuổi xin lỗi nói một câu, sau đó cầm điện thoại lên đi vào câu lạc bộ nội. Chuyển được điện thoại, lạnh lùng nói này, Trần Diệu Dương. Ta có thể không nhớ rõ hai chúng ta có cái gì giao tình, ngươi có chuyện gì. Ma Cao Hà gia vốn là cùng Hương Cảng năm đại hào môn không lớn đối phó,
chớ nói chi là hắn Hà Triệt từng còn bị Trần Diệu Dương tính toán quá vài lần, tổn thất thảm trọng, tự nhiên càng thêm phản cảm, mỗi lần nhìn thấy đối phương hoặc là nhận được đối phương điện thoại đều cảm thấy rất phiền. Có thể dù vậy, hắn cũng vẫn không thể không tiếp đối phương điện thoại. Dù sao Trần Diệu Dương hôm nay thân phận thế nhưng Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng, là hắn phụ thân một cấp bậc. Vì vậy nếu là có cái gì nhược điểm rơi trong tay đối phương nói, nhất định sẽ lại phiền toái. Mà bên đầu điện thoại kia, Trần Diệu Dương đang nghe đối phương không nhịn được chào phúng thanh, nhất thời nhịn không được trên mặt lộ ra một tia buồn bực vẻ, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhẫn nại theo, chậm rãi nói Hà Triệt, ta quả thật có sự kiện muốn tìm ngươi hỏi một chút. Nga, chuyện gì? Hà Triệt không nhịn được nói. Ta hỏi ngươi, các ngươi Hà gia thủ hạ bảo bọc XXX sòng bạc, tối hôm qua là không phải là gài bẫy một người trẻ tuổi một cái ức, còn đem người cho khấu trừ. Tên gọi Hoa Chí Nam, Trần Diệu Dương quả thực không muốn cùng đối phương quanh co lòng vòng, trực tiếp nhắc tới Hoa Chí Nam chuyện tình nói. Làm sao ngươi biết, tiểu tử kia cùng ngươi có quan hệ? Hà Triệt nghe vậy biến sắc, không nghĩ tới đối phương cư nhiên hỏi tới việc này. Chuyện này hắn đương nhiên biết, bởi vì cục hay là hắn thiết, người cũng là hắn gọi người giam. Nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng Trần Diệu Dương cư nhiên nhảy ra ngoài. Thế nào, người biết chuyện này? Vậy dễ làm, cho ta cái mặt mũi trước thả người, đến mức một ức, ta đợi gọi người cho ngươi đưa tới. Trần Diệu Dương nghe vậy ngay tức khắc không chút nghỉ ngợi nói. Thả người, điện thoại đầu này Hà Triệt nghe vậy sắc mặt càng thay đổi. Bởi vì hắn thật không nghĩ tới nhà của tiểu tử kia trong cư nhiên nhận thức Trần Diệu Dương, và lại vẫn có thể làm cho đối phương tự mình đánh tới cái này biện hộ cho điện thoại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nhà của tiểu tử kia bên trong thân phận bối cảnh khẳng định không bình thường, nếu không lấy Trần Diệu Dương thân phận, tuyệt không cần phải tự mình gọi số điện thoại này. Thế nhưng, hiện tại để cho hắn yên tâm người, quân thiếu bên này lại cần thế nào dặn dò? Phải biết rằng vị này quân thiếu địa vị cũng là không phải chuyện đùa, hết sức kinh người, thậm chí ngay cả bọn họ Ma Cao Hà gia đều phi thường kiêng kỵ. Vì vậy hắn vị này Hà gia đại thiếu mới có thể thân tiếp khách, bồi đối phương tại đây Ma Cao tiêu xài 4-5 ngày. Cái gì đều không dám muốn. Thế nào, có chuyện? Hà Triệt, tuy rằng hai chúng ta quả thực không đúng lắm phó, có thể chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không cho ta mặt mũi. Tốt xấu, ta hiện tại cũng là Trần gia đại gia trưởng đi. Gặp điện thoại đầu này Hà Triệt trần chờ, Trần Diệu Dương nhìn không được cau mày nói. Ít bắt ngươi cái gì đại gia trưởng hàng đầu làm ta sợ, ta Hà Triệt không để mình bị đẩy vòng vòng. Còn có, không phải là ta không để cho ngươi mặt mũi, mà là chuyện này liên lụy đến một vị thân phận đặc thù người. Ta hiện tại được trước trưng cầu ý kiến của hắn, vì vậy ở trước đó, ta không có biện pháp cho một mình ngươi minh xác trả lời thuyết phục. Hà Triệt thản nhiên nói. Đặc thù người. Địa vị rất lớn, Trần Diệu Dương nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được có chút giọng nói trở nên lạnh nói. Hà Triệt lời này có ý tứ, là nghĩ hắn Trần Diệu Dương thân phận thiếu, đối phương địa vị rất lớn. Hành, nội địa 11 năm thứ 2 đại học trải cổ vũ tông môn một trong Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, hơn nữa ra ra hắn còn là Thánh Hỏa Tông mạnh nhất cái kia lão quái vật, người nói địa vị có lớn hay không? Hà Triệt hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, Trần Diệu Dương sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ ngưng trọng, thậm chí còn có như vậy vẻ kinh hoàng. Bởi vì Thánh Hỏa Tông, bởi vì nhị lưu cổ vũ tông môn là một dạng gì khái niệm ni? Cử cái đơn giản nhất ví dụ, đó chính là phàm là chính mình nửa bước tiên thiên cấp bậc cường giả cổ vũ tông môn hoặc lưu phái hoặc gia tộc, tự có tư cách được xưng là nhị lưu cổ vũ giả tông môn. Mà như vậy cổ vũ tông môn, lưu phái, bên trong gia tộc có 11 cái. Thánh Hỏa Tông chính là một cái trong số đó. Hiện tại biết lợi hại. Hà Triệt nghe được Trần Diệu Dương giọng, nhịn không được giễu cợt nói. Đây chính là Thánh Hỏa Tông A. Chính mình nửa bước tiên thiên cường giả tọa chấn, tương đương với S cấp dưới kinh khủng nhất A cộng cấp dị năng giả. Cái loại này tồn tại liên bọn họ Ma Cao Hà gia cũng không có, vì vậy hắn mới có thể kiêng kỵ như vậy đối phương. Dù sao... Vị kia quân thiếu thế nhưng Thánh Hỏa Tông vị kia nửa bước tiên thiên cháu trai ruột. Kỳ thân phận địa vị tự nhiên không giống người thường. Ta, Trần Diệu Dương nghe vậy khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, trong mắt hơi lộ ra vẻ trần trờ. Hắn đương nhiên biết nửa bước tiên thiên ý vị như thế nào. Gặp điện thoại đầu này Trần Diệu Dương trần trờ, Hà Triệt lại cười lạnh nói ta hiện tại đi giúp ngươi hỏi một chút vị kia ý tứ.
hắn có lẽ là cho rằng Trần Diệu Dương không dám, bởi vì để chính là một người trẻ tuổi, mà đi đắc tội Đường Đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Thiếu, thấy thế nào đều không đáng. Hỏi đi, thế mà Trần Diệu Dương do dự nửa ngày, vẫn là cắn răng nói. Dù sao lần này là Trần Phi tự mình gọi điện thoại xin nhờ hắn, coi như đối phương là cái gọi là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì trên. Hơn nữa hắn thấy, dù thế nào Hoa Chí Nam bên này tiền cũng thua, mặt mũi cũng đã đánh mất, người cũng bị nắm. Hiện tại phải thả người, đối phương sẽ phải cho hắn Trần Diệu Dương cái này hương cảng Trần gia đại nhà lâu một chút mặt mũi đi. Tốt lắm, ta đây có thể đi hỏi. Hà Triệt nghe vậy sửng sốt, chợt cười lạnh nói. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị ta xa hoa tiểu khu bên trong thư phòng, Hoa Chí Nam phụ thân Hoa Minh còn có thê tử của hắn Vương Anh chính vẻ mặt lo lắng cùng đợi. Bọn họ phỏng chừng đợi có 10 phút. Ai, xem ra tiểu tử kia là nói bậy. Cái này đều 10 phút, thế nào điện thoại một chút động tĩnh không có. Đột nhiên, Hoa Minh nhịn không được mở miệng nói. Hắn chân thực không tin Trần Phi có thể tìm người dễ dàng góp đến một ức, vì vậy nghĩ Trần Phi là đang dối gạt bọn họ, vừa rồi những lời này hoàn toàn chính là nói bậy. Dù sao hắn là người làm ăn, càng so với người bình thường có thể cảm nhận được xã hội này nhân tình ấm lạnh. Bình thường nếu là không đàm tiền hoặc đúng là hắn không gì sánh được thăng chức rất nhanh thời gian, 1.800.000 sợ rằng còn có người nguyện ý mượn. Nhưng hôm nay đây là đủ một cái ức, nhân ra cho dù có thể lấy ra nữa, dựa vào cái gì cho hắn mượn. Còn không cần tiền lời, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Vì vậy hắn là thật không tin. Chờ một chút, chờ một chút. Vương Anh nghe vậy tuy rằng nhìn không được viền mắt đều đỏ, nhưng vẫn là cắn môi sắc mặt tái nhợt nói. Tuy rằng kỳ thực trong lòng nàng cũng không tin Trần Phi theo như lời nói, nhưng bây giờ, quả thực cũng không có những biện pháp khác a. Chỉ có thể chờ một chút, chờ một chút. Còn chờ cái gì chờ, ta xem ta còn là ngẫm lại hẳn là thế nào kiếm tiền đi. Ta đợi đem Lão Triệu gọi ra, thương lượng một chút mượn nợ Kim Nam Châu báu sự tình, mới có thể mượn nợ 3.500.000, sau đó sẽ. Thế mà Hoa Minh lúc này lại đã hoàn toàn buông tha Trần Phi bên kia, sâu cau mày. Ở bên trong phòng đi qua đi lại nói. Ngươi thật muốn đem Kim Nam Châu bảo thế chân. Lão Hoa, có đúng hay không cửa hàng mượn nợ đi ra ngoài, sẽ rất khó thu hồi lại tới. Vương Anh nghe vậy thấp giọng nói. Hiện tại trước không nói chuyện những thứ này, trước nghĩ một chút biện pháp làm sao kiếm tiền rồi hãy nói. Cửa hàng mượn nợ đi ra ngoài chính là 3.500.000, ta nữa tìm Hạ Tổng, Uông Tổng bên kia mượn một chút, lấy chúng ta nhiều năm như vậy hợp tác quan hệ. Mới có thể mượn đến. Hoa Minh không muốn lại cùng thê tử nói chuyện này, lẩm bẩm. Lão Hoa, gặp chồng mình bộ dáng như vậy, Vương Anh có chút phu tâm không đành lòng nói. Được rồi, hiện tại trước đem nghịch tử chuộc trở lại hẳng nói những thứ khác. Nếu không luôn không khả năng nhường ta đúng con trai mình thấy chết mà không cứu sao. Hoa Minh bỗng nhiên tức giận nói. Nhưng vào lúc này, điện thoại của hắn tiếng chuông chợt vang lên. Không biết dãy số. Hoa Minh lấy điện thoại di động ra vừa nhìn thấy điện báo biểu hiện lại là không biết dãy số, nhất thời chân mày thoáng cái nhíu lại. Vô ý thức trong, hắn cho rằng đây có lẽ là cái gì quấy rối điện thoại. Tuyệt không khả năng là Trần Phi bên kia thực sự tiến đến tiền. Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng vẫn là không nhìn được ngay tức khắc nhận nghe điện thoại, ngón tay khẽ run, vẻ mặt trầm mặc nói này, xin hỏi ngươi là. Xin chào. Xin hỏi là Hoa Minh Hoa tiên sinh còn có Vương Anh Vương nữ sĩ sao? Ta là Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam. Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm xa lạ, bên trong rung càng đem bọn họ lại càng hoảng sợ. Cao, 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 ngươi là Cao Tổng. Hoa Minh chỉ cảm giác mình đầu lưỡi đánh kết, tiếng hít thở trong nháy mắt trở nên không gì sánh được rất nặng, dồn dập. Phải biết rằng làm Bắc Sơn Thị, đồng thời cũng là Bắc Sơn Thị một gã thương nhân. Hắn Hoa Minh dĩ nhiên đối với Cao Chí Nam tên này không xa lạ gì. Bởi vì, này tên rõ ràng là bọn họ Bắc Sơn Thị hôm nay thủ phủ Cao Chí Nam. Thương Hải tập đoàn chân chân tránh tránh, duy nhất đại lão bản. Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên tự mình cho mình gọi điện thoại tới, hơn nữa giọng nói còn khách khí như vậy. Cái này, chẳng lẽ... Hắn mâu quang đột nhiên không bị khống chế cây yêu ta sợ, run rẩy, bởi vì... Hắn bỗng nhiên lại vang lên Trần Phi trước lần cuồng ngôn. Nếu không trước như vậy đi, thúc thúc A-di, ta tìm người cho các ngươi góp một cái ức. Lẽ nào hắn sợ tìm người chính là Cao Tổng, Thương Hải tập đoàn Cao Tổng? Điều này sao có thể?
hắn lúc này bây giờ căn bản không cách nào tưởng tượng, nếu là bên đầu điện thoại kia thực sự là Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam Cao Tổng, nếu đối phương thật là bởi vì Trần Phi gọi điện thoại tới, vị trẻ tuổi kia cần chính mình kinh khủng bực nào bối cảnh, thân phận a. Thế nhưng cái này, có khả năng sao? Hắn còn trẻ như vậy, còn theo con trai mình là cùng học, tại nơi loại tam lưu gà rừng đại học. Cao Tổng xin chào, ta là Kim Nam Châu Báu Hoa Minh. Bất quá, ngươi thực sự là Cao Tổng, xin lỗi, ta chỉ là có chút không thể tin được. Hoa Minh mạnh mẽ đè xuống bản thân nội tâm cây ết yêu ta sợ, lắp bắp nói. Đúng vậy, là ta, nếu không chúng ta có thể video trò chuyện. Bên đầu điện thoại kia Cao Chí Nam nghe vậy khẽ cười nói, mở ra video trò chuyện cái nút. Cái này. Nhìn mình trên điện thoại di động đạn đi ra ngoài video trò chuyện mời, Hoa Minh choáng váng nửa ngày, rốt cục ngón tay run rẩy nhấn đi tới. Video trò chuyện chuyển được sau, Cao Chí Nam Trương bình thường ở trên TV xuất hiện, làm hắn không gì sánh được quen thuộc mặt xuất hiện ở hắn điện thoại di động trên màn ảnh, nhất thời làm ngón tay hắn lại đầu bắt đi, ngơ ngác nói Cao Tổng, thật là ngươi. Từ vừa mới bắt đầu Trần Phi khẩu xuất cuồng ngôn, khoe khoang khoác lác nói muốn tìm người góp một cái ức đến, hắn còn cho là mình nhi tử người bạn học kia kiêm bạn cùng phòng thật là điên rồi, hoặc là nói đúng không nguyện ý cho hắn mượn tiền các, nói bậy kiếm cớ. Nhưng bây giờ hắn lại rõ ràng nhận thức đến điên chính là mình. Bởi vì giờ khắc này Thương Hải tập đoàn Cao Tổng lại tự mình gọi điện thoại cho hắn, đây chính là vốn là thủ phủ A. Cùng hắn hoàn toàn không phải là một cái thế giới siêu cấp lớn nhân vật. Vì vậy nếu là không có người cho hắn cầm, đối phương làm sao có thể biết vợ hắn điện thoại, lại cho bọn hắn gọi điện thoại tới làm gì. Còn trùng hợp như vậy, gọi ra vợ chồng bọn họ lưỡng tên. Cao Chí Nam hôm nay ở Bắc Sơn thì thân phận quả thực bất đồng, đại biểu cho mánh khóe thông thiên, hùng cứ Thương Hải mới thủ phủ. Tư bản đại ngạc, tự nhiên đúng Hoa Minh loại này tiểu gia tiểu nghiệp tiểu thương người lực uy hát yêu ta 10 phần. Làm hắn cảm giác mình hình như đang nằm mơ, không thể tin được đây là thật. Dĩ nhiên, lúc này ở trong lòng hắn kinh hãi nhất, chớ quá ở còn là Trần Phi cư nhiên có thể mời được nhân vật như vậy. Cứ nhiên có thể mời được đường đường Bắc Sơn thị thủ phủ cho hắn hai vợ chồng tự mình đến điện. Cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời tuôn ra thật lớn lòng tin. Bởi vì đối với Cao Chí Nam Cao Tổng loại cấp bậc đó siêu cấp lớn phú hào mà nói, cái gì 5.000 vạn, một ức cái gì, thật không coi là nhiều, có thể, tựa như hắn Hoa Minh trong tay 100 lượng trăm vạn vậy. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được kích động nói Cao Tổng, ta không nên thân chuyện của con. Ta biết. Vừa rồi Trần Tiên Sinh trong điện thoại đã nói cho ta biết. Hoa Tiên Sinh nếu không các ngươi hiện tại trước cho ta cái tài khoản đi, ta đem tiền trước cho các ngươi hối đi qua. Vừa nghe thấy Hoa Minh nhắc tới bản thân chuyện của con, Cao Chí Nam vội vàng nói. Hắn sở dĩ gọi điện thoại đến, chính là vì mục đích này, đương nhiên không cần thiết lại làm cho đối phương nhiều lo lắng. Nói đùa, chuyện này thế nhưng Trần Phi tự mình gọi điện thoại xin nhờ hắn, hơn nữa đối phương nhi tử còn giống như là Trần Phi huynh đệ. Kể từ đó, hắn tự nhiên lại không dám chậm trễ. Tiền, nga nga, tài khoản. Thế mà Cao Chí Nam bên này nói dễ dàng, bên đầu điện thoại kia Hoa Minh bên kia nhưng thật giống như nghe thiên thư vậy, không nghĩ tới một cái ức thật đơn giản như vậy đã tới rồi, hơn nữa còn là vốn là thủ phủ Thương Hải tập đoàn Cao Tổng tự mình gọi điện thoại đến mượn, nhưng lại không cần lợi tức. Đây quả thực làm hắn hình như đang nằm mơ vậy, nghĩ thật bất khả tư nghị. Mà Vương Anh hiển nhiên cũng đi qua miễn để nghe rõ ràng Cao Chí Nam nói, vẻ mặt kinh hỉ cùng không dám tin tưởng, ngơ ngác nói lão Hoa, ta đi cầm chi phiếu. Ta đột nhiên không nhớ được tài khoản. Rất hiển nhiên hắn cũng là quả thực không nghĩ tới, con trai mình trước đây bình thường yêu ở ăn cơm chung bạn học bạn cùng phòng, cư nhiên lại sẽ là như thế này một cái mánh khóe thông thiên nhân vật. Liên Thương Hải tập đoàn Cao Tổng đều biết, còn làm cho đối phương chủ động gọi điện thoại đến vay tiền. Mặc dù Cao Chí Nam tên này ở trong lòng nàng ảnh hưởng không sâu như vậy, nhưng hắn lúc này vẫn là không nhịn được một trận cây ết yêu ta sợ. Quả nhiên, người vẫn là không thể xem bề ngoài. Lúc đầu nàng đều cho rằng vừa rồi Trần Phi là đang nói mạnh miệng. Đi a, nhanh đi cầm. Cao Tổng ngươi chờ một chút, ta nhượng vợ đi lấy chi phiếu. Hoa Minh trước hết bừng tỉnh, vội vàng thúc giục. Nói đùa, đối phương thế nhưng Thương Hải tập đoàn Cao Tổng. Hắn tốt như vậy ý tứ dám để cho vị kia chờ lâu. Không có việc gì, Hoa Tiên Sinh các ngươi đừng nóng vội, ta bên này dù thế nào cũng không chuyện gì.
Bất quá Trần tiên sinh bên kia muốn ta lắm miệng nhắc nhở hai vị một câu, tạm thời trước không cần đem tiền hối đi qua, Trần tiên sinh bên kia hình như muốn trước hiểu rõ tìm hiểu tình huống, vì vậy tốt nhất chờ hắn bên kia có tin tức tại hành động. Cao Chí Nam đầu tiên là cười, sau đó hơi nghiêm túc nói. Trần tiên sinh, xin hỏi Cao Tổng, vị kia tiểu tử đến tột cùng là... Hoa Minh lúc này mới chú ý tới Cao Chí Nam trong miệng tôn xưng, Trần Phi trẻ tuổi như vậy, là cùng con của hắn một cái tuổi tác, thế nhưng Cao Chí Nam Cao Tổng lại cư nhiên gọi hắn là tiên sinh, lẽ nào? Hoa Minh mâu quang run lên bần bật. Trần tiên sinh đương nhiên là Trần Phi Trần tiên sinh. Trần tiên sinh tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là ta rất tôn kính người, nếu không, ngày hôm nay cũng sẽ không có ta cú điện thoại này. Cao Chí Nam nghe vậy vừa cười vừa nói. Lại làm cho bên đầu điện thoại kia Hoa Minh nghe vậy cả người nhìn không được chấn động. Mở, đùa gì thế? Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam Cao Tổng, đó là tại bọn hắn Bắc Sơn thị hạng mánh khóe thông thiên siêu cấp lớn nhân vật. Có thể hắn hiện tại, lại còn nói đúng Trần Phi thập phần tôn kính, đây quả thực nhượng hắn cảm giác đang nằm mơ. Bất quá sau khi cây S.U. ta sợ, hắn Hoa Minh ngược lại cũng hiển lộ ra bản thân thông minh một mặt. Biết Trần Phi ở đối phương trong lòng địa vị sau liền không có lại cẩn thận hỏi tới. Sau khi cây S.U. ta sợ, miễn miễn cường cường lãnh tĩnh nói ta hiểu được Cao Tổng, ta sẽ trước chờ Trần tiên sinh bên kia tin tức tái hành động. Giờ này khắc này, mặc dù trong lòng biết Trần Phi là theo con trai mình một cái bối phận, có thể hắn Hoa Minh lại cũng không dám. Nữa xưng hô cái gì tiểu tử, tiểu phi, hoặc là gọi thẳng kỳ danh. Dù sao phải biết rằng... Ngay cả Thương Hải tập đoàn Cao Tổng đều đối với hắn như vậy tôn kính, hắn Hoa Minh nhằm nhò gì? Lão Hoa, đến, chi phiếu tài khoản. Lúc này Vương Anh cầm nhà bọn họ chi phiếu trở lại thư phòng. Bên đầu điện thoại kia Cao Chí Nam nhớ kỹ tài khoản dãy số, theo cúp điện thoại an bài gửi tiền nổi lên. Thấy tình cảnh này, Vương Anh không thích phản ngây ngô, không dám tin nhìn mình chằm chằm trượng phu hỏi, Lão Hoa, đối phương thực sự là Cao Tổng. Lẽ nào một cái ức tự giải quyết rồi? Đối phương đúng là Cao Tổng, nhân gia đều đã là chúng ta Bắc Sơn thị thủ phủ, chính là một cái ức, với hắn mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Bất quá, vị kia tiểu, ngạch, vị kia Trần ý của tiên sinh hình như muốn cho chúng ta chờ một chút, hắn bên kia tựa hồ muốn trước tìm hiểu một chút Chí Nam bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa Minh việc này kỳ thực cũng có chút không chậm quá mức mà, giọng nói không bình thường nói. Không có biện pháp, vừa rồi phát sinh tất cả vô luận là đường đường Thương Hải tập đoàn Cao Tổng tự mình cho vợ chồng bọn họ lưỡng gọi điện thoại tới, hay là chủ động cho bọn hắn vay tiền, mức cao tới một cái ức, còn không cần bất luận cái gì lợi tức. Cái này cũng làm cho hắn cảm giác mình như là đang nằm mơ. Bởi vì chỉ có trong mộng mới có ngày như vậy trên rơi hãm bính siêu cấp lớn chuyện tốt. Nếu Tiểu Phi nói vân vân chờ đã, chúng ta đây thì chờ một chút đi. Nói không chừng hắn thật có bằng hữu gì có thể ở Ma Cao bên kia nói lên nói. Vương Anh nghe vậy nhìn không được thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, Hoa Minh chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên tiếng vang. Là tin nhắn ngắn. Hoa Minh nghe được thanh âm quen thuộc nhất thời ngón tay run lên, sau đó thong thả lấy điện thoại di động ra phiên liễu phiên tin nhắn ngắn, mâu quang lóe ra, nói là Cao Tổng bên kia đem tiền cho chúng ta hối tới rồi. Không nhiều không ít, một cái ức. Thực sự. Vậy thì tốt quá, Đại Từ Đại Bi Bồ Tát phù hộ, thực sự là Đại Từ Đại Bi Bồ Tát phù hộ a. Vương Anh nghe vậy nhất thời kích động, có cái này một cái ức, con của bọn họ Chí Nam là có thể bảo đảm bình yên vô sự. Nếu Trần tiên sinh bên kia gọi ta chờ một chút, chúng ta đây ngay vân. Vân chờ đã, đi. Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, bên kia, Trần Diệu Dương cũng cho Trần Phi gọi điện thoại tới, chỉ là lúc này hắn nhưng có chút khẽ nhíu mày. Không sai, hình như là bởi vì Trần tiên sinh ngươi vị bằng hữu kia, không cẩn thận trêu chọc phải Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa, đối phương trong lòng khó chịu, tự âm thầm ý bảo Hà gia gia chủ nhi tử Hà Triệt bày cuộc, gài bẫy ngươi vị bằng hữu kia một thanh, còn đem người cho giam lên. Bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương lau mồ hôi chán, nói. Vậy hắn bây giờ ý tứ là, không tha người. Trần Phi nghe vậy mắt khẽ híp một cái nói. Cái kia... Trần tiên sinh chuyện này là ta có thẹn cho ngươi, rõ ràng là ở Hương Cảng, Ma Cao phát sinh chuyện, ta Trần Diệu Dương lại xử lý không tốt, thực sự là, ai? Trần Diệu Dương nghe vậy vừa tức vừa cả giận nói.